Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 29. Trong chiếc xe Maybach ở phía trước, Lâm Khuynh Thiên ngồi trên ghế sau, nhìn chiếc xe Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ đang ngồi ở trước, ánh mắt âm tình bất định, giống như độc long nhìn chằm chằm con mồi. Lâm Thiếu, có cần ra tay không? Phạm Nhất Trần hỏi. Lâm Khuynh Thiên không nói gì, trong xe vô cùng yên tĩnh. Rất lâu sau, khóe miệng Lâm Khuynh Thiên mới nhếch lên, tựa như độc long nhìn chằm chằm con mồi hơn một tiếng, bỗng nhiên không có hứng thú. Quay về, điều tra thật kỹ cho tôi người tên Mạc Phàm, ngay cả bạn bè cậu ta là ai cũng không được bỏ qua, đúng rồi, nhất là Mộc Phong Nhạc có quan hệ gì với Mạc Phàm, điều tra cẩn thận cho tôi. Lâm Khuynh Thiên nói với người lái xe. Anh ta đã xem nhẹ mối quan hệ giữa Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc, lúc này mới không công mà lui, tất nhiên phải điều tra rõ ràng. Bầu không khí vô cùng khẩn trương trong xe bỗng nhiên buông lỏng. Lâm Thiếu, đây là... Phạm Nhất Trần khó hiểu nói. Anh ta đi theo Lâm Khuynh Thiên không phải ngày một ngày hai, nếu là bình thường, có người dám làm trái Lâm Khuynh Thiên như Mạc Phàm, chắc chắn người này sẽ sống không quá đêm nay. Vậy mà lần này Lâm Khuynh Thiên tha cho người ta rồi. Chỉ cần một câu của Lâm Khuynh Thiên, hai tiên thiên tông sư ở xe phía sau sẽ lập tức đè bẹp xe Mạc Phàm. Nhất Trần, cậu từng thấy lão hổ ăn thịt người bao giờ chưa? Lâm Khuynh Thiên không đáp hỏi ngược lại. Địa vị của em hèn mọn, còn chưa có cơ hội nhìn thấy. Phạm Nhất Trần lắc đầu. Nếu lão hổ hoa hạ không ở trong rừng sâu núi thẳm, thì ở trong vườn bách thú, không cho phép người nuôi nhốt riêng, tất nhiên anh ta không có cơ hội nhìn thấy. Lão hổ ăn thịt người như mèo vờn chuột, sau khi chơi ngán mới ăn đối phương, Mạc Phàm này, đợi tôi chơi ngán rồi, sau đó giết cậu ta cũng không muộn. Lâm Khuynh Thiên cười mỉa nói, trong đôi mắt đều là thờ ơ. Anh ta có quan hệ không tệ với mấy phú nhị đại, anh ta tận mắt nhìn thấy một phú nhị đại ném hạ nhân phạm sai lầm cho lão hổ mình nuôi. Mỗi lần lão hổ cắn đều không nguy hiểm đến tính mạng, đợi hạ nhân kia bị dọa ngất đi, nó mới tẻ nhạt vô vị ăn luôn hạ nhân kia. Ở trong mắt anh ta, Mạc Phàm như hạ nhân kia. Dù sao anh ta có nhiều thời gian, có một người bình thường chơi đùa với anh ta, cũng là một loại lạc thú. Giết Mạc Phàm lúc này, quá đáng tiếc rồi. Cảnh giới của Lâm Thiếu đúng là cao, loại người như em khó mà lý giải được, em lập tức cho người đi điều tra về Mạc Phàm này. Phạm Nhất Trần khiêm tốn nói. Ha ha, Lâm Khuynh Thiên cười đắc ý, hiển nhiên là vô cùng thoải mái với việc Phạm Nhất Trần vỗ mông ngựa. Đúng rồi, bên phía Viên Gia Trang thế nào? Bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, đợi ngày mai bắt đầu hội đấu giá. Được, nhất định không được làm hỏng chuyện này. Lâm Khuynh Thiên dặn dò, cho dù là anh ta, lúc này trên mặt cũng hiện lên vẻ thận trọng, giống như vô cùng coi trọng chuyện này. Lâm Thiếu, Viên Gia Trang này là... Phạm Nhất Trần tò mò hỏi. Chỉ là bán đấu giá một trang viên vứt đi. Vậy mà khiến Lâm Khuynh Thiên coi trọng như thế, chuyện này không đơn giản. Trang viên này là... Hai chiếc xe của Lâm Khuynh Thiên đi theo Mạc Phàm một đoạn, liền rẽ ngoặt rời đi. Trên xe Mạc Phàm ngồi, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười lạnh lùng. Hắn đưa Lưu Phỉ Phỉ quay về ký túc xá, sau đó quay về ký túc xá của mình. Mạc Phàm vừa vào phòng ngủ, Sử Hàng liền dùng ánh mắt cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, đi về phía hắn. Lão đại! Cả ngày nay cậu không về, đi đâu thế, từ tối qua đến hôm nay có mỹ nữ cấp bậc hoa hậu giảng đường tới tìm cậu nhiều lần. Sử Hàng cười không có ý tốt nói. Xem ra hôm nay cậu huấn luyện quân sự thực nhẹ nhàng, có cần tôi lên tiếng với huấn luyện viên phụ trách huấn luyện quân sự không? Mạc Phàm tức giận nói. Ha ha, lão đại, đừng, coi như tôi chưa hỏi gì, nhưng mà vị mỹ nữ kia có quan hệ gì với cậu thế? Sử Hàng cười đê tiện hỏi. Bạn học trung học, bạn thân của chị họ tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Sử Hàng một cái, giải thích. Cậu về muộn như thế, trên người còn có mùi nước hoa mà mỹ nữ kia dùng, hai người không có quan hệ sâu hơn một tầng nữa sao? Sử Hàng ngửi người Mạc Phàm một phen, cười xấu xa nói. Tôi cảm thấy tôi cần phải gọi điện thoại cho viện trưởng Trương. Mạc Phàm giơ tay muốn lấy điện thoại. Lão đại, tôi sai rồi, chỗ tôi có tin tức tốt. Cậu ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại. Sử Hàng vội vàng xin tha. Mấy ngày nay huấn luyện viên huấn luyện quân sự bọn họ rất tốt, tuy vẫn vô cùng nghiêm khắc, nhưng huấn luyện mệt mỏi sẽ cho bọn họ chơi trò chơi,
quan hệ hữu nghị với đội nữ sinh, thả lỏng một phen. Đây mới là huấn luyện quân sự trong tưởng tượng của anh ta, Mạc Phàm điện thoại qua đó, chắc là anh ta phải làm bạn với chạy marathon rồi. Mạc Phàm nhớn mày, lộ ra chút bất ngờ. Chuyện biệt thự có tin tức rồi sao? Hắn cho rằng phải đợi mấy ngày mới có tin tức, ai biết mới qua một ngày, bên xử hàng đã tìm được nơi thích hợp. Nếu có thể tìm được biệt thự thích hợp, hắn có thể nhị chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, sau đó mượn cơ hội trùng kích cảnh giới tiên thiên. Có nơi rất phù hợp với yêu cầu của cậu, giá cũng không cao, ngày mai bán đấu giá, chỉ là trang viên này có chút vấn đề, tôi dẫn cậu đi xem sẽ biết. Sử Hàng gãi đầu nói. Mạc Phàm nhíu mày, lập tức khôi phục như thường. Được. Hắn lên tiếng chào hỏi Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu nằm trên giường, hai người ra khỏi trường học, ngồi lên chiếc xe BMW mà Sử Hàng đã chuẩn bị trước. Xe lái về phía đông, lái đến vùng ngoại thành cách trường học không xa. Nửa tiếng sau, xe dừng bên cạnh tiểu hồ giáp hai tiểu sơn. Hồ nước như bảo thạch, thông qua ánh trăng phản xạ, có thể nhìn thấy một trang viên trên trăm mẫu được xây giữa hai núi, trên hồ nước. Là trang viên này, buổi tối không có biện pháp đi vào, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Sử Hàng chỉ trang viên cách đó không xa nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua trang viên này, nhướng mày, sau đó trong mắt hiện lên kinh ngạc vui mừng, nhưng trong chớp mắt lại khôi phục như thường. Trang viên này có vấn đề gì? Mạc Phàm hỏi. Trang viên này tên là Viên Gia Trang, là tổ địa của Viên Gia Giang Nam, nghe nói có quan hệ với Viên Thiên Cương Đại Sư Phong Thủy nổi tiếng thời Tùy, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Viên Gia ở trong tổ trạch này rất thịnh vượng, tuy không cường đại như Lâm Gia, nhưng cũng là đại gia tộc nổi tiếng ở Giang Nam. Nhưng 10 năm trước, bỗng nhiên người của Viên Gia chết lượng lớn một cách ly kỳ, một số người Viên Gia cho rằng nơi này có điểm xấu gì đó. Vội vàng di chuyển ra ngoài. Người Viên Gia chính thống cảm thấy đây là tổ trạch, không thể bỏ dễ dàng, liền tìm đại sư phong thủy sửa phong thủy, còn ở trong đó, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vào năm trước, người Viên Gia cuối cùng ở bên trong bị bệnh qua đời, chỉ còn lại một quả phụ, sau đó cha mẹ quả phụ này chuyển vào sống cùng con gái, cùng song song bệnh nặng, quả phụ kia nhất quyết bán đấu giá trang viên này. Tôi đã bảo cao nhân nhà tôi xem qua, phong thủy nơi này vô cùng tốt. Một nước giáp hai núi, tuy là thổ sơn, nhưng cũng là bảo địa khó có được, giá cũng rẻ, 1.000 vạn, nếu cậu không tin những chuyện này, trái lại có thể ra tay, cho dù không được, thì tăng giá lên. Sử Hàng nói đạo lý rõ ràng. Mạc Phàm nheo hai mắt, cười khẽ. Nơi này đâu chỉ là bảo địa, rõ ràng là long địa. Hắn vừa nói những lời này, mắt Sử Hàng mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Cái gì, long địa, lão đại? Cậu không lầm đấy chứ. Nhà Sử Hàng làm bất động sản, tuy anh ta không tin phong thủy huyền học, nhưng không thể không nói phong thủy là một trong những điểm bán bất động sản. Cha anh ta mua đất đều xem phong thủy trước một phen, nơi phong thủy không tốt, bình thường sẽ không ra tay, cho nên bình thường nhà bọn họ khai phá nhà cửa đều xây trên bảo địa phong thủy. Tốt hơn bảo địa phong thủy là long địa, tất nhiên là nơi có long mạch. Nơi này có không ít ở Hoa Hạ. Cơ bản đều bị nhà giàu có, thế gia chiếm mất, không phải người sống ở thì chôn người chết. Nghe nói nơi này có thể sinh ra đế vương, anh ta chỉ nghe nói mà thôi. Nhưng nếu có một khu được cho là long địa, vậy giá chắc chắn cao hơn mức định rất nhiều. Nơi này là long địa, không phải chứ? Sử Hàng xoa xoa mắt, lại nhìn trang viên một phen, khó mà tin nói. Dựa theo tin tức của anh ta, Viên Gia này ở mấy trăm năm, nhân số trước kia rất thịnh vượng. Chưa từng thấy con một mấy đời. Nhưng đừng nói là đế vương, ngay cả quan to nhị phẩm trở lên cũng không có. 10 năm qua, người Viên Gia trong trang viên này đều chết hết, như chúng nguyền rủa. Quả thật là long địa. Mạc Phàm cười khẽ, nói chắc chắn. Cái gọi là bảo địa phong thủy đơn giản là hội tụ linh khí, nếu linh khí hội tụ thành hình rồng, đó là long địa. Cư trú ở nơi này, mỗi ngày được linh khí thấm nhuận, thân thể khỏe mạnh hơn người bình thường. Sinh đứa bé cũng dễ dàng hơn nhiều. Linh khí ở đây ngưng tụ thành rồng, hắn ở bên ngoài có thể cảm nhận được linh khí tràn đầy bên trong, không biết linh khí ở bên trong nồng đậm bao nhiêu, tuyệt đối là nơi tu luyện hiếm có. Nếu tu luyện ở đây, chắc chắn làm ít công to. Còn long địa có thể sinh ra đế vương, hắn không biết chuyện này, chắc là xác suất nhỏ mà thôi. Nếu không Hoa Hạ nhiều long địa như thế, chỉ cần chiếm một chỗ,
không cần làm gì liền thành đế vương. Nếu là Long Địa, vì sao người Viên gia lại chết một cách kỳ lạ? Sử Hàng gãi đầu, khó hiểu hỏi. Cho dù không được đế vương, cũng không đến mức diệt môn chứ. Nếu không phải bọn họ không đoán ra được, tự mình sửa phong thủy khiến thay đổi không tốt, thì có người cố ý hại Viên gia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Địa bình thường linh khí ngoại tán, tựa như mặt trời phát ra ánh hào quang, bồi bổ người sống ở Long Địa, cho nên nhân số Viên gia vô cùng thịnh vượng. Nhưng trang viên hiện giờ tựa như cự thú tham ăn không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh, người bình thường ở trong đó, sẽ bị lấy linh khí trong cơ thể thời gian dài, không xảy ra chuyện mới lạ. Một khi linh khí hóa rồng biến thành như vậy, nếu không phải nguyên nhân do mình, thì có người nhìn chúng mảnh đất. Bất luận là lý do gì đều không kỳ lạ, dù sao cũng là Long Địa, Hoài Bích hữu tội, rất dễ xảy ra chuyện. Vậy có phải không thể mua chỗ này? Tuy Sử Hàng không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm nhận được mảnh đất này có vấn đề lớn hơn anh ta nghĩ. Đương nhiên phải mua. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nói. Ngay cả biệt thự Đông Hải, Âm Sơn thành phố Nam Sơn của hắn cũng không có linh khí như Long, nơi này trải qua 10 năm cắn nuốt linh khí sẽ nhiều đến mức khó mà hình dung. Ngoại trừ điểm ấy, nơi này còn có đại trận bảo vệ, cho dù hơi cũ nát, chỉ cần hắn sửa một chút thì không kém tụ linh đại trận. Gặp được nơi có thể ngộ nhưng không thể cầu, sao có thể bỏ qua? Nếu tu luyện ở đây, khả năng hắn hoàn thành nhị chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công cao hơn nhiều. Không phải phong thủy nơi này hỏng rồi sao, cậu mua nơi này, có thể gặp chuyện không may không? Sử Hàng lo lắng nói. Anh ta không tin phong thủy huyền học này, nhưng quả thật người Viên gia chết hết rồi. Đó là người Viên gia, không phải tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chỉ là hộ sơn đại trận bị sửa mà thôi, làm khó được y tiên bất tử hắn sao? Hộ sơn đại trận này chỉ hấp thu linh khí của người bình thường và gần đó, muốn hấp thu linh khí của hắn, sẽ khó như hái sao trên trời. Trái lại hắn muốn hấp thu linh khí trong trang viên cho mình dùng, thoải mái như người bình thường hô hấp. Lão đại, cậu có muốn suy nghĩ thêm nữa không, tôi có thể tìm nơi khác cho cậu, hay là chúng ta bỏ nơi này đi, nhỡ đâu? Sử Hàng vẫn lo lắng, nói một nửa thì không nói tiếp. Yên tâm đi, không sao. Phòng đấu giá trang viên này ở đâu thế? Mạc Phàm hỏi. Bây giờ nói gì với Sử Hàng cũng vô dụng, đợi hắn tu nơi này thành tiên cảnh nhân gian, Sử Hàng sẽ biết đây là bảo địa hay quỷ địa. Được rồi, phòng đấu giá tên là Đường Triều, phòng đấu giá nổi tiếng ở Giang Nam, 8 giờ sáng mai sẽ mở, nhưng tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ. Sử Hàng thấy Mạc Phàm kiên trì như thế, có chút bất đắc dĩ nói. Sử Hàng vừa nói xong. Một lão nhân gầy như que củi, miệng còn ngậm điếu thuốc, ngồi xe ba bánh đi tới. Lão nhân hẳn là người trong thôn, trên xe ba bánh còn có nông cụ và một số sản phẩm nông nghiệp. Ông ta nhìn Mạc Phàm và Sử Hàng ở ven đường, dừng xe ba bánh trước hai người. Hai người cũng là người đánh chủ ý trang viên này sao? Lão nhân liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Sử Hàng một cái, khóe miệng giật giật, lạnh như băng hỏi. Đúng vậy, bác à. Bác biết trang viên đang đấu giá không? Sử Hàng cười hỏi. Hừ, Viên gia trang này chuẩn bị bán đấu giá nhiều lần, nhưng vì nguyên nhân kỳ lạ lúc trước, mấy người đấu giá được tới tay đều chết, khiến bây giờ vẫn luôn đấu giá, tôi khuyên hai người nên từ bỏ biệt thự này tốt hơn, trang viên này không phải người bình thường có thể giành tới tay. Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Sử Hàng ngây ngốc hỏi. Anh ta không biết tin mà lão nhân nói. Chỉ nghe người Viên gia đều xảy ra chuyện. Xem ra trận pháp ở trang viên này, là có người cố ý sửa. Mạc Phàm nhớn mày, cười nói. Có người cố ý cản trở bán đấu giá, vậy thì không phải vấn đề Viên gia. Hửm. Lão nhân nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm không nhiều tuổi, vậy mà biết nhiều như thế. Mặc kệ là Viên gia tự mình làm bậy cũng được, hay là có người mưu đồ gây rối. Người Viên gia đã chết sạch, cho nên các cậu đừng động vào trang viên này tốt hơn, không còn sớm nữa, nhanh đi đi, buổi tối ở đây không an toàn. Lão nhân không kiên nhẫn nói. Lão nhân nói như vậy, trong lòng Sử Hàng lo lắng hơn. Lão đại, chúng ta nhanh đi thôi, tôi thấy nên từ bỏ trang viên này đi. Trang viên này, tôi nhất định phải lấy được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Có người bố trí 10 năm vì đạt được Viên gia trang này. Chắc chắn bên trong có vật không tầm thường,
vậy thì càng không thể bỏ qua. Lão nhân thấy Mạc Phàm không lùi mà tiến, nhíu mày. Viên gia coi như là danh môn vọng tộc ở Giang Nam, bị người ta diệt tộc, nhưng không có chút lực đánh trả, đủ để thấy người muốn cướp Viên gia trang đáng sợ đến mức nào. Mạc Phàm là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, vậy mà dám tham gia vào vũng nước đục này. Tiểu tử, đừng trách lão nhân không nhắc nhở cậu, cậu đây là tự tìm đường chết. Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười. Hắn muốn biệt thự này, xem ai có bản lĩnh tới lấy. Chúng ta về đi. Mạc Phàm nói với Sử Hàng. Sử Hàng xấu hổ nói cảm ơn lão giả, hai người ngồi xe rời đi. Không nghe lời người già dạy, chịu thiệt ở ngay trước mắt. Lão nhân thở dài bất đắc dĩ, lái xe rời đi. Phòng đấu giá đường chiều ở đoạn đường phồn hoa nhất tỉnh Giang Nam. Phòng đấu giá này là phòng đấu giá lớn nhất tỉnh Giang Nam, cũng là nơi bán đủ thứ nhất. Trong phòng đấu giá không chỉ có đồ cổ, đồ đồng, ngọc thạch, tranh chữ hoa hạ, còn bán đấu giá chân phẩm ở nước ngoài. Những người cấp cao bán đấu giá từ thiện, phần lớn là cử hành ở đây. Lúc này Mạc Phàm đứng trước cửa phòng đấu giá đường chiều. Viên gia trang là nơi thích hợp cho hắn tu luyện, nếu có được nơi này, có thể giảm bớt không ít phiền phức, cho nên nhất định phải dành tới tay. Không biết là gia tộc nào ở Giang Nam dở trò quỷ. Hắn nhìn thời gian, hiện giờ mới 7 giờ, còn cách một tiếng nữa mới tới bán đấu giá viên gia trang. Hắn do dự, đi vào trong phòng đấu giá. Dù sao đã đến đây rồi, đi vào nhìn xem vậy. Thứ cốt châm đã hoàn thành, bước tiếp theo là thứ thể, rèn luyện huyết nhục đến tình hình trường sinh bất phôi. Nếu có thể lấy được nơi này, với tìm thêm nguyên liệu tiến hành thứ thể châm ở đây, vậy thì quá tốt. Hắn mới đi đến trước bàn đấu giá nguyên thạch, một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Hả? Mạc Phàm nhìn nơi phát ra âm thanh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ bất ngờ. Chỉ thấy An Hiểu Hiên mặc trang phục thoải mái, đội mũ lưỡi trai, đứng cách hắn không xa. Dáng người nóng bỏng, hai mắt mị hoặc tâm hồn người ta, khiến không ít đàn ông miệng đắng lưỡi khô, nhìn cô liên tục. Mạc Thiếu, anh không ở trường huấn luyện quân sự à, sao lại đến đây? An Hiểu Hiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm khiêu khích nói. Gặp được Mạc Phàm ở đây, cô cũng vô cùng bất ngờ. Cô có thể ở đây, vì sao tôi không thể? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Dì cả mẹ của bản tiểu thư đến, hôm nay xin phép, anh muốn nói với tôi, anh cũng đến dì cả mẹ sao? An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, cười nói. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cô nàng này vẫn nhanh nhẹn dũng mãnh như lúc trước. Thân phận của tôi, căn bản không cần tham gia huấn luyện quân sự. Mạc Phàm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. An Hiểu Hiên cười khinh thường, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mạc Phàm vụng trộm ra ngoài đổ thạch còn chưa tính, vậy mà nói thân phận của mình không cần tham gia huấn luyện quân sự, ra mặt đúng là đủ dày. Đại tiểu thư An gia như cô có dạng đàn ông nào mà chưa tiếp xúc, cô còn không biết Mạc Phàm tới nơi này làm gì sao? Trong trường học có một số sinh viên không tính là giàu có, vì có thể vẻ vang trước mặt bạn học, hay chiếm được tâm thiếu nữ, sẽ nghĩ phương pháp kiếm tiền nhanh, không thể nghi ngờ tới phòng đấu giá đổ thạch là một lựa chọn rất tốt. Mua tảng đá mấy trăm đồng, bán ra thị trường trên vạn cũng không phải không có khả năng. Bán được tảng đá này, đủ để người đó tiêu xài một khoảng thời gian. Ở trong mắt cô, Mạc Phàm là người tới đổ thạch tìm vận may. Người đàn ông như thế, cô khinh thường nhất, không làm việc đàng hoàng, chỉ biết đi tìm vận may. Ô ô, Mạc thiếu gia, anh có thể nói cho tôi biết anh có thân phận gì không, vậy mà không cần huấn luyện quân sự. Tôi là Mạc Phàm thần y Đông Hải, cũng là Mạc đại sư Đông Hải, cô cảm thấy tôi cần tham gia huấn luyện quân sự không? Mạc Phàm thản nhiên nói. An Hiểu Hiên nhíu mày, sau đó ôm bụng cười khanh khách, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. An gia bọn họ là luyện khí thế gia nổi tiếng ở Hoa Hạ, sao cô không biết Mạc Phàm thần y Đông Hải và Mạc đại sư nổi như cồn trong một năm nay? Nếu Mạc Phàm thật sự là một trong hai người kia, quả thật không cần tham gia huấn luyện quân sự làm gì. Nhưng Mạc Phàm dám tự xưng là Mạc Phàm thần y Đông Hải và Mạc đại sư, cô thật sự bội phục dũng khí của Mạc Phàm. Mạc thiếu gia, tối muộn hôm trước Long Vương Long Tổ giết ba đại trưởng lão của thần điện, cứu không ít cô gái Hoa Hạ. Anh có thể thêm cho mình một thân phận nữa, anh còn là Long Vương của Long Tổ, như vậy bản tiểu thư sẽ tin tưởng hơn.
An Hiểu Hiên ngoái tai mình, cười nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Vậy mà cô biết chuyện xảy ra trong giáo đường. Dừng, bản tiểu thư biết rất nhiều. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khinh thường trong mắt lại dày đặc hơn. Chuyện này đã lan truyền trên TV, nói là giáo chủ giáo đường dụ dỗ, sát hại thiếu nữ Hoa Hạ, hiện giờ đã lan truyền như điên trong trường. Vậy mà Mạc Phàm lại nói theo lời cô nói, lừa dối trẻ con còn được, muốn lừa dối cô không có cửa đâu. Cô không chỉ biết những chuyện này, An gia cô còn thường lui tới với Hắc Thị, trước khi lan truyền trên TV, cô đã biết tin tức. Giáo đường kia là một cứ điểm của thần điện, bởi vì thần điện cử hành nghi thức gì đó, bị Long Vương Long Tổ Hoa Hạ dẫn người hủy diệt, ba đại trưởng lão không có một ai sống sót. Cô biết rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy mà An Hiểu Hiên biết chuyện xảy ra trong giáo đường, quả thật biết rất nhiều. Nhưng mà không nhiều hơn. An Hiểu Hiên nhớn mày, con mắt khẽ cử động, trong mắt hiện lên giảo hoạt. Ý của anh là anh thật sự là Mạc Phàm thần y Đông Hải, Mạc Đại Sư, hay Long Vương Long Tổ Hoa Hạ? Có tin hay không tùy cô? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Bất luận hiện giờ hắn nói gì, cô nàng này đều không tin tưởng. Anh đã tự tin như thế, như vậy đi. Trên đài có tổng cộng 6 khối nguyên thạch, hai chúng ta mỗi người chọn một cái, nếu mở tảng đá mà anh lựa chọn ra đáng giá hơn tảng đá bản tiểu thư chọn, bản tiểu thư sẽ tin anh một lần, thế nào? An Hiểu Hiên chỉ mấy tảng đá trên bàn đấu giá cười nói. An gia cô là luyện khí thế gia, luyện tập nhãn lực là quá trình chuẩn bị. Hôm nay cô tới phòng đấu giá đường triều, là thay gia tộc tìm vài loại nguyên liệu luyện khí hiếm có. Không phải Mạc Phàm nói mình là Mạc Đại Sư, Long Vương sao, hai người kia bất luận là người nào đều có nhãn lực không tệ. Lát nữa Mạc Phàm không phân biệt được, xem anh ta còn gì để nói. An Hiểu Hiên mới mở miệng, không ít người ở xung quanh đầy hứng thú vây tới. Bọn họ vốn là dân cờ bạc xa vào đổ thạch, có người đánh cược tất nhiên không thể bỏ qua. Tiểu tử, cậu dám đánh cược không? Nếu dám đánh cược, tôi đặt 10.000 bên vị mỹ nữ này. Trong mắt một người đàn ông râu cá chê hiện lên cơ trí, cười nói. Tôi cũng đặt 10.000 vị mỹ nữ này, cậu thắng số tiền đó là của cậu. Một người khác vội vàng nói theo. Chỉ trong phút chốc, có 10 người đặt 10.000 bên An Hiểu Hiên. An Hiểu Hiên nhỏ tuổi, nhưng có chút danh tiếng ở phòng đấu giá, trên cơ bản mỗi lần tới đều sẽ không tay không mà về, bọn họ hâm mộ đến mức đỏ mắt rồi. Mặt Mạc Phàm lạ hoắc đánh cược với An Hiểu Hiên. Chắc chắn sẽ cược thua. Số tiền của bọn họ căn bản không có khả chảy vào túi Mạc Phàm, cho dù thua cũng không sao. Bọn họ cổ vũ An Hiểu Hiên như thế, lát nữa bảo An Hiểu Hiên chỉ điểm cho bọn họ một chút, chắc chắn An Hiểu Hiên sẽ không từ chối. Lấy được phỉ thúy bất kỳ gì đó, cũng cao hơn 10.000 tệ này. Tất nhiên An Hiểu Hiên biết tâm tư của những người này, còn cười đắc ý. Có người nhìn ở đây, lát nữa vạch trần Mạc Phàm mới càng thú vị. Mạc Thiếu, anh có dám đánh cược với bản tiểu thư một lần không? An Hiểu Hiên vô cùng tự tin hỏi. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khinh thường. Không có hứng thú. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, bộ công pháp này có thần giám thần thông nhìn thấu toàn bộ. Đừng nói là những nguyên thạch còn thạch bì, cho dù là linh mạch sâu dưới đất hắn cũng phân biệt được. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, mắt hắn có thể dễ dàng nhìn thấu quần áo An Hiểu Hiên. Nhìn thấy màu nội y của cô, cùng với bộ dạng lúc cô không mặc quần áo. Bảo hắn đánh cược với An Hiểu Hiên, giống như bảo một tiến sĩ đến trường tiểu học, so với học sinh tiểu học xem ai tính nhanh hơn, tất nhiên hắn không có hứng thú. Hơn nữa hắn đã nói thân phận mình cho An Hiểu Hiên rồi. Có tin hay không là chuyện của An Hiểu Hiên, không liên quan gì đến hắn. Hửm, An Hiểu Hiên nhíu mày. Mạc Phàm có thể giả bộ như thế. Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ đồng ý rất nhanh, giả bộ đến cùng. Cho dù Mạc Phàm không hiểu đổ thạch, chọn bừa một cái bất kỳ, cũng có xác suất thắng cô, tuy là rất nhỏ, gần như không có khả năng, nhưng tốt hơn là lâm trận bỏ trốn. Ai biết Mạc Phàm há miệng lại từ chối. Mạc Thiếu, không phải anh mới nói anh là đại nhân vật sao, thế nào, lúc này chột dạ rồi hả? Hai tay An Hiểu Hiên vòng quanh bộ ngực cao ngất, cười mỉa nói. Đúng vậy, một chàng trai nhìn rất nhanh nhẹn, sao làm việc lại không quyết đoán như thế, ngay cả đánh cược cũng không dám. Người đàn ông râu cá chê lúc trước,
âm dương quái khí hát đệm. Ha ha, Mạc Phàm cười nhạt, không để ý đám An Hiểu Hiên, đi về phía trước. Thay vì lãng phí thời gian ở đây với An Hiểu Hiên, không bằng đi tìm nguyên liệu hắn cần. Còn những người khác, con kiến mà thôi, hắn hoàn toàn không cần so đo. An Hiểu Hiên thấy Mạc Phàm rời đi, lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt hiện lên giận dữ. Cô còn chưa để Mạc Phàm nhìn thấy sự lợi hại của cô, đã kích Mạc Phàm một phen, vậy mà Mạc Phàm muốn rời đi. Từ lúc cô 8 tuổi tới nay, tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ loại đàn ông. Cô chưa từng thấy người nào giống như Mạc Phàm, lúc kiên quyết khiến cô tức giận đến mức nghiến răng, lúc mềm khiến cô như đánh vào biển rộng. Đợi một chút, Mạc Phàm, không phải anh sợ tôi vạch trần thân phận của anh, sau này anh không có cơ hội tiếp xúc với Tiểu Tuyết nữa đấy chứ. Mắt An Hiểu Hiên khẽ đảo, cười khinh miệt nói. Mạc Phàm mới đi hai bước liền dừng lại, nhíu mày. Hắn ngoại trừ không có hứng thú với chuyện đổ thạch này, cũng muốn để lại chút mặt mũi cho An Hiểu Hiên. Dù sao miệng cô bé này hơi xấu một chút, nhưng tâm không hư hỏng. Nhưng nếu cô nàng này muốn tìm họa, hắn không ngại khiến sau này cô thành thật một chút. An Hiểu Hiên thấy Mạc Phàm dừng lại, trong lòng lập tức vui vẻ. Bị tôi nói trúng rồi à, Mạc Thiếu? Cô thật sự muốn đánh cược với tôi sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao, không phải anh là Mạc Đại Sư Đông Hải, Long Vương Long Tổ à, có thể so nhãn lực với đại nhân vật như thế, là vinh hạnh của tôi, Mạc Thiếu có cho tôi cơ hội này không? An Hiểu Hiên cười xấu xa nói. An Hiểu Hiên vừa nói xong, xung quanh lập tức truyền đến giọng nói khinh bỉ. Cậu ta là Mạc Đại Sư Đông Hải, vậy tôi là Lão Tổ Tây Hải. Chắc chắn tiểu tử này đọc nhiều tiểu thuyết quá, còn Long Vương Long Tổ, tôi là Ngọc Hoàng Đại Đế đó. Một người thường thích đọc tiểu thuyết nói. Long Tổ chỉ là một tổ chức bịa đặt ra, căn bản không tồn tại. An Hiểu Hiên nheo mắt lại, lộ ra đắc ý. Mạc Phàm bị nhiều người ép buộc như thế, chỉ nhìn thôi cũng vui vẻ. Cô muốn xem nhãn lực của tôi, vậy tôi sẽ làm như cô mong muốn. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, thản nhiên nói. Được, vậy bản tiểu thư cho anh chọn trước, nếu tảng đá anh chọn chúng có giá trị tương đương với tảng đá bản tiểu thư chọn, cũng coi như anh thắng. Trong lòng An Hiểu Hiên vui vẻ, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị, tự tin nói. An gia có phương pháp tu luyện nhãn lực đặc biệt, tuy cô không nhiều tuổi lắm, thiên phú vô cùng không tệ, cho dù là một số đại sư giám bảo cũng không có nhãn lực bằng cô. Nếu Mạc Phàm đồng ý đổ thạch với cô, xem cô thu thập Mạc Phàm thế nào. Cô thậm chí không cần dùng nhãn lực đặc biệt của An gia, là có thể chiến thắng một cách thoải mái. Mạc Phàm lắc đầu cười. Trong mắt hắn chớp lóe lam quang, đảo qua xung quanh, chỉ liếc mắt một cái, lam quang liền thu lại. Hắn đi đến bên cạnh bệ ghi giá niêm yết, đứng bên cạnh một tảng đá có giá 1.000 vạn. Tôi muốn tảng đá này. Mạc Phàm chỉ một tảng đá to bằng nắm tay, bề ngoài có màu vàng đất, tảng đá có tính chất thật bình thường, đưa thẻ cho tiểu thư trên bệ khác. Được, tiên sinh, cậu đợi một lát. Tiểu thư cung kính cầm thẻ, đi thanh toán. Chỉ trong phút chốc, cả thẻ cộng tảng đá kia ở trên tay Mạc Phàm. Cô không cần chọn, trong vòng 10 thước bên ngày, tảng đá tốt nhất là khối này, nếu khối này không phải tốt nhất, thì tính cô thắng. Mạc Phàm đưa tảng đá cho An Hiểu Hiên, nói chắc chắn. Cái gì? Xung quanh có không ít người nhìn tảng đá Mạc Phàm đưa cho An Hiểu Hiên, vẻ mặt lập tức sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Tảng đá này tốt nhất gần đây, tiểu tử này đang đùa tôi sao? Người đàn ông râu cá chê kia cười nói. Những tảng đá được công khai ghi giá đều xem qua rồi, bên trong có thứ gì hay không có gì, cơ bản không kiếm được còn lỗ, bình thường có ít người mua. Dù sao ai cũng không ngốc, mua đồ chưa đến mấy vạn. Tiểu tử này tới để gây cười à, tôi lại đánh cược 1 vạn tệ, tảng đá này là phế thạch. Một người đàn ông khác cười nói. Ông ta đổ thạch cũng coi như lâu đời, ít nhiều gì cũng có chút tâm đắc. Tảng đá tốt thứ nhất phải nhìn đường vân, hay xem tính chất. Tảng đá Mạc Phàm lấy không có đường vân gì đáng nói, nhìn tính chất thì như tảng đá bỏ đi, bên trong ngay cả ngọc cũng không nhất định có. Đừng nói là 1.000 tệ, 10 đồng mua cũng bị thiệt. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua đã nói tảng đá này tốt nhất gần đây, đùa giỡn gì thế. Cho dù là đại sư cũng phải cầm dụng cụ nhìn xem, mới dám mở miệng. Tôi cũng cược. Mấy người ồn ào theo.
An Hiểu Hiên cười khẽ, nhìn thoáng qua tảng đá Mạc Phàm đưa cho cô. Với nhãn lực của cô, trong tảng đá của Mạc Phàm có ngọc, nhưng không phải là ngọc tốt gì, cùng lắm là khiến Mạc Phàm hòa vốn. Anh chắc chắn lựa chọn tảng đá này à, tảng đá này sẽ khiến anh thua vô cùng khó coi, bản tiểu thư chọn bừa một khối, cũng có giá trị gấp 10 tảng đá này, nếu bây giờ anh muốn đổi, tôi không có ý kiến. An Hiểu Hiên nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trêu tức nói, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Không cần đổi, cắt đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nhãn lực của y tiên bất tử hắn, sao có thể lầm được? Được, nếu tảng đá của anh hơn 1.000, thì tính bản tiểu thư thua. An Hiểu Hiên cười đắc ý, giống như cô đã thắng. Cô vẫy tay với một lão giả cách đó không xa, một lão giả lập tức đi tới. An tiểu thư có gì phân phó? Mở tảng đá cho vị thiếu gia này. An Hiểu Hiên chỉ Mạc Phàm nói. Lão giả liếc mắt nhìn tảng đá của Mạc Phàm một cái, đi đến chỗ mở tảng đá. Lão giả quan sát một lát, dùng máy cắt cắt cẩn thận. Một đám người khẽ nâng cằm, khinh miệt nhìn thạch bì bên ngoài mở ra. Hãy đợi xem, chắc chắn là phế thạch. Tiếng bàn tán vang lên. Bốp, thạch bì rơi xuống đất, bị rơi vỡ. Mạc thiếu, lần này anh thua rồi, anh còn muốn nói anh là Mạc đại sư Đông Hải, Long Vương Long Tổ nữa không? An Hiểu Hiên không thèm nhìn tảng đá bị mở ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đắc ý nói. Cô nhìn tảng đá kia xem, rồi hãy nói những lời đó. Mạc Phàm cười mỉa nói. An Hiểu Hiên hơi sững sờ, lúc này mới nhận thấy được khác thường. Vừa rồi còn rất nhiều tiếng bàn tán, lúc này bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng máy cắt chuyển động. Cô nghi hoặc nhìn phía tảng đá vừa mở, đôi mắt mở to, bên trong đều là không thể tin được. Chỉ thấy trong tảng đá không có gì lạ của Mạc Phàm, vậy mà xuất hiện màu tím, như thạch anh tím. Đế vương tử. Màu tím còn tượng trưng cho tôn quý, bình thường ở cổ đại chỉ có đế vương mới mặc y phục màu tím. Trong số phỉ thúy màu tím như đế vương, là cực phẩm trong phỉ thúy. Trong vạn khối phỉ thúy, không nhất định có một khối phỉ thúy màu tím, bình thường đều là màu xanh. Lúc này cho dù là An Hiểu Hiên, hay là người ồn ào theo An Hiểu Hiên, cùng với sư phụ phụ trách cắt tảng đá đều ngây người, khóe miệng giật giật, không nói nên lời. Hàng năm phòng đấu giá đường triều mở không biết bao nhiêu tảng đá, ít nhất phải trên 100 vạn. Nhưng mấy năm nay không nhất định nhìn thấy màu tím, càng không nói một khối như thế. Mạc Phàm lấy bừa một tảng đá đến, vậy mà mở ra đế vương tử. Chỉ riêng màu tím, tảng đá này chỉ lời không lỗ, ít nhất phải trên 100 vạn. Nhìn tính chất và độ trong suốt xem. An Hiểu Hiên nuốt nước bọt, ra vẻ trấn định nói. Cô không tin, Mạc Phàm một tiểu tử từ Đông Hải tới, vậy mà có nhãn lực cao như thế, chắc chắn không có khả năng. Tuy mở tảng đá này ra màu tím, không có nghĩa bên trong đều là màu tím, không phải không có khả năng chỉ là một phần tầng mỏng nhạt. Trừ chuyện đó ra, nếu màu tím không thuần, hay bên trong vỡ, giá trị của tảng đá sẽ giảm. Chỉ cần vận khí của cô không tính là quá kém, cô có thể tìm được một khối đáng giá hơn tảng đá của Mạc Phàm, có thể thắng anh ta. Còn cô vừa nói giá trị không hơn 1.000, để những lời này đi gặp quỷ đi. Sư phụ phụ trách cắt tảng đá lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Mạc Phàm. Tảng đá này cắt ra đế vương tử, giá trị lập tức lên cao, không còn là tảng đá 1.000 tệ lúc trước nữa. Bọn họ không dám động dao dễ dàng, dù sao tảng đá này là của Mạc Phàm. Cắt đi. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Ở trong mắt những người này, muốn tìm một tảng đá cực phẩm, như mò kim đáy biển. Nhưng ở chỗ hắn, khắp nơi đều có hoàng kim, hắn chẳng muốn nhặt lên làm gì, hai sư phụ kia lấy lại tinh thần, mở một cái lỗ nhỏ trên tảng đá này ra. Thạch bì rơi xuống, vẫn là màu tím. Hô hấp của ông ta bị kiềm hãm, kìm nén khiếp sợ trong lòng lấy ra một cái đèn cường quang đặc chế, chiếu vào cái lỗ nhỏ, ánh sáng màu tím lập tức bắn ra từ một bên khác, chiếu lên vách tường, vô cùng rõ ràng. Tuy chỉ là một đạo ánh sáng tím, xung quanh lập tức rộ lên. Chuyện này, sư phụ này dùng phương pháp kiểm tra tính chất và độ trong suốt của tảng đá thường dùng nhất, lợi dụng nguyên lý phản xạ ánh sáng đơn giản. Nếu tính chất không thuần hay đứt gãy, có vết rạn, sẽ không có hào quang bắn ra, tảng đá có độ trong suốt thấp, ánh sáng bắn ra sẽ yếu đi nhiều. Tảng đá này của Mạc Phàm ánh sáng không yếu, nói lên trong tảng đá là một khối phỉ thúy màu tím,
hơn nữa độ trong suốt rất cao. Tảng đá to như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn có thể làm mấy cái vòng tay phỉ thúy, còn làm được không ít nhẫn, vòng cổ gì đó. Năm trước phòng đấu giá này bán đấu giá một chiếc vòng tay màu tím, giao dịch cuối cùng giá 6.999 vạn, được một phú bà mua đi. Tảng đá này có giá trị bao nhiêu tiền, không cần nói cũng biết. An tiểu thư, tảng đá của vị tiên sinh này hẳn là phỉ thúy đế vương cực phẩm không thể nghi ngờ, giá trị gần 5 triệu. Rất lâu sau, lúc này sư phụ phụ trách mở tảng đá mới ngơ ngẩn nói. Xung quanh giống như chết lặng, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm như nhìn thần linh, có kính nể, có hâm mộ, có ảo não, có hối hận, cũng có tham lam. Tuy nói đổ thạch như mua xổ số, vận khí tốt mà nói, có thể một đêm phất nhanh. Nhưng chân chính phất nhanh không có mấy người, trái lại có không ít người táng ra bại sản vì chuyện này. Mua tảng đá 1.000 vạn, vậy mà mở ra cực phẩm đế vương có giá trên triệu. Lần này ngay cả An Hiểu Hiên cũng không còn gì để nói. Lúc nhìn thấy một đạo tử quang, cô đã biết kết quả, căn bản không cần sư phụ mở đá nói. Nhưng lúc trước cô còn nói với Mạc Phàm, cô sẽ mở tảng đá có giá trị cao hơn Mạc Phàm gấp 10 lần. Trong tảng đá mà cô nhìn chúng cũng có phỉ thúy cực phẩm, tính chất không thuần lắm, có thể làm 1/5 chiếc vòng đã không tệ rồi, căn bản không thể so được với Mạc Phàm. Không phải tảng đá cô chọn chúng có giá trị cao gấp 10 lần Mạc Phàm, trái lại là Mạc Phàm cao gấp 1000 lần cô. Lúc này trên mặt cô là nóng rát, giống như cô cởi hết đứng bên cạnh Mạc Phàm, cầu Mạc Phàm làm cô, lại bị Mạc Phàm tát mạnh một cái bằng cách từ chối, cô ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Không chỉ có sắc mặt An Hiểu Hiên khó coi, đám người xung quanh cũng vô cùng ảo não. Lúc trước tôi có xem qua tảng đá này rồi, sao tôi không mua nó chứ? Tôi cũng xem qua, tôi định chuẩn bị lấy tới tay, không ngờ tiểu tử này giành trước, ái ra, 5 triệu đó, không biết có thể bao nuôi bao nhiêu em gái. Chủ tiệm mà Mạc Phàm mua tảng đá là một người đàn ông trung niên đầu bóng loáng bụng phình to, lại càng tức đến mức ước gì có thể đập vỡ cửa hàng. Tảng đá có giá trị hơn 5 triệu, nhưng được ông ta bán với giá 1.000, số tiền này cả đời ông ta cũng đừng nghĩ kiếm được. Chuyện như vậy, là ai cũng tức đến mức thổ huyết. Sư phụ Tôn, ông có thể cút đi, đừng để tôi nhìn thấy ông lần nữa, tôi thấy một lần sẽ đánh một lần. Tên đầu bóng loáng chỉ vào người đàn ông dâu cá chê cổ vũ An Hiểu Hiên nói. Người đàn ông dâu cá chê này là sư phụ trưởng nhãn quầy ông ta, chút nhãn lực ấy cũng không có. Giữ ông ta ở lại sớm muộn gì cũng bồi thường cả gốc. Chuyện này, sắc mặt người đàn ông dâu cá chê vô cùng khó coi, tựa như ăn hoàng liên. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn khuôn mặt An Hiểu Hiên đỏ bừng, cắn môi không nói, cười khẽ. An tiểu thư, cô còn muốn thi không? Thi, đương nhiên phải thi, chỉ là vận khí của anh tốt hơn mà thôi. An Hiểu Hiên nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Chắc chắn tiểu tử này là vận khí tốt, mèo mù vớ phải chuột chết, mới lấy chúng tảng đá này. Cô đường đường là đại tiểu thư An gia, sao có thể kém hơn tiểu tử Mạc Phàm? Vận khí? Mạc Phàm lắc đầu cười. Xem ra cô vẫn không tin thân phận của tôi. Thân phận của anh, nếu anh là một trong số thân phận Mạc Đại Sư, Long Vương, bổn đại tiểu thư không chỉ không ngăn cản anh và tiểu tuyết kết giao, còn có thể cởi hết, Mạc anh bày tư thế. An Hiểu Hiên tức giận nói. Cho dù Mạc Phàm thật sự chọn chúng tảng đá, thì là Mạc Đại Sư, Long Vương, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Mạc Phàm nhìn lướt qua An Hiểu Hiên nổi trận lôi đình, không thể không nói cô nàng này tức giận sẽ đẹp hơn chút. Nếu để cô biết hắn là Mạc Đại Sư và Long Vương, không biết cô nàng này còn có biểu cảm gì nữa. Vậy cô từ từ chọn đi, nếu chọn được thứ tốt hơn có thể tới tìm tôi, tảng đá kia đưa cho cô, tôi còn có chuyện, đi trước. Trì hoãn ở đây một lúc, cách hội đấu giá viên gia trang không còn lâu, cũng đến lúc qua đó rồi. Hắn vừa nói xong, mọi người ở đây lại nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Ngay cả An Hiểu Hiên cũng sửng sốt, lửa giận hừng hực trong mắt biến thành khiếp sợ trong chớp mắt. Đây là tảng đá có giá trị trên 5 triệu, không phải 5 xu. Chuyện này chỉ là phán đoán sơ bộ, nếu mang đến hội đấu giá. Đến 10 triệu cũng không có gì kỳ lạ. Thứ quý trọng như vậy, vậy mà Mạc Phàm nói đưa cho người khác, giống như tảng đá không phải 5 triệu, mà ném 5 xu xuống đất, không muốn nghĩ đến chuyện cúi người xuống nhặt. Hành động này của Mạc Phàm đổi thành cô gái khác,
cho dù là nữ minh tinh, cũng cam tâm tình nguyện trở thành người tình lâu dài của Mạc Phàm, tư thế tuyệt đối sẽ mặc hắn. Dù sao đây là 5 triệu, vô số người mấy đời không tranh được nhiều tiền như thế. Trên mạng có giá bồi ngủ nữ minh tinh hạng B, chỉ 100 vạn mà thôi. Mạc Phàm bao một đống lớn cũng được, mỗi lúc trời tối muốn đổi mấy người thì đổi. An Hiểu Hiên thân là đại tiểu thư An gia, quen biết không ít phú thiếu tỉnh Giang Nam và thủ đô, có mấy người gia sản đều trên 100 triệu, cũng không vừa ra tay là 5 triệu. Mạc Phàm mới thắng cược cô, vậy mà đưa tảng đá này cho cô luôn. Ánh mắt cô nhìn Mạc Phàm thay đổi một giây, nhưng ngay sau đó cô nghiến chặt răng, vẻ mặt tức giận. Tên gia hỏa kia, cô cầm tảng đá từ tay sư phụ mở thạch, đuổi theo. Tiểu tử, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh cho rằng bổn đại tiểu thư là gà rừng ven đường, một khối tảng đá bỏ đi này đã muốn thu phục bổn đại tiểu thư, nói cho anh biết, trừ phi anh là nhân tài kiệt xuất như Mạc Đại Sư và Long Vương, nếu không anh cách Tiểu Tuyết xa một chút. An Hiểu Hiên tức giận nói. Tuy thanh danh của An gia cô không lớn lắm, cũng là luyện khí thế gia không nhiều ở Hoa Hạ. Mỗi kiện pháp khí đều có thể bán với giá trên triệu, cô có thể để ý chút tiền đó sao, quá coi thường An Hiểu Hiên cô rồi. Cho dù không có An gia, dựa vào nhãn lực của mình, cô cũng có thể tích lũy không ít tài phú. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó cười bất đắc dĩ. Tính cách cô nàng này vẫn không thay đổi chút nào, chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Xem ra không đuổi cô nàng này đi, hắn muốn kết giao với Tuyết Nhi sẽ khó hơn nhiều. Cô muốn biết thân phận của tôi, vậy thì đi theo tôi, không lâu sau cô sẽ biết tôi là ai. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh An Hiểu Hiên, đi về phía phòng đấu giá viên gia trang. Vẻ mặt An Hiểu Hiên sửng sốt, lông mày nhíu lại, theo Mạc Phàm rời đi. Cô đã nói rõ như vậy rồi, vậy mà tiểu tử này còn không biết khó mà lui, cô thật sự muốn xem tiểu tử này là ai. Cô đi theo Mạc Phàm, đến sảnh bán đấu giá viên gia trang. An Hiểu Hiên nhìn bảng thông báo trước đại sảnh bán đấu giá, bên trên là bản đồ viên gia trang và một số giới thiệu nơi đó, đôi mắt cô mở to. Mạc Phàm, không phải anh tới vì viên gia trang đấy chứ? Chắc là sảnh bán đấu giá này chỉ bán viên gia trang thôi nhỉ? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm, anh biết anh đang làm gì không? An Hiểu Hiên cười mỉa nói. Hóa ra cô cho rằng Mạc Phàm tới đổ thạch kiếm tiền, sau khi Mạc Phàm lấy được tảng đá giá trị 5 triệu, cô liền biết mình xem thường Mạc Phàm rồi. Có khả năng Mạc Phàm thật sự có chút bản lĩnh, không phải là sinh viên bình thường, nhưng cô không ngờ Mạc Phàm tới phòng đấu giá đường triều, đấu giá viên gia trang. Sao thế? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Muốn chết? An Hiểu Hiên khẽ mở môi son, nói ra hai chữ này. Viên gia trang này chào giá 1.000 vạn, giá không hề cao, Giang Nam có trên 10 vạn người mua nổi căn biệt thự này. Nhưng lần đầu tiên trang viên này bán đấu giá là 10 triệu, sau khi đấu giá 9 lần, mới giảm xuống giá này, giáng xuống trọn vẹn gấp 100 lần. Lúc trước Lưu gia, Quan gia, Vương gia, Liễu gia, Tào gia và 9 phú hào Giang Nam muốn lấy trang viên này, đều chết một cách kỳ lạ khi đấu giá được trang viên. Người khác không biết nguyên nhân gì, sao cô không biết? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, làm như không nghe thấy lời An Hiểu Hiên nói. Tối qua hắn đã nghe lão giả kia nói chuyện này rồi. Hắn nhất định phải lấy được căn biệt thự đó, nếu như có người dám động tay động chân thì cứ việc. An Hiểu Hiên thấy Mạc Phàm thờ ơ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười thần bí, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người đi tới vách núi đen vạn trượng. Mạc Phàm, anh biết người phải lấy được trang viên này là ai không? Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mắt An Hiểu Hiên mở to, tức đến mức nghiến răng. Gia hỏa kia đúng là bất trị, tới bán đấu giá viên gia trang, vậy mà không biết người cạnh tranh với mình là ai. Cô thực hoài nghi, sao gia hỏa kia có thể sống lâu như vậy? Ngay cả người muốn trang viên này cũng không biết, anh còn dám tới bán đấu giá, đúng là không biết sống chết. Mặc kệ là ai, trang viên này đều phải thuộc về tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giọng điệu nói chuyện tựa như trang viên này đã nằm trong tay hắn. Dừng. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Nể mặt anh đưa tảng đá kia cho bổn đại tiểu thư, bổn đại tiểu thư nói cho anh biết, trang viên này bán đấu giá chỉ là hình thức, chưa đến một phút đồng hồ, bán đấu giá sẽ kết thúc, người lấy được trang viên này tuyệt đối không phải anh,
bởi vì chút tiền đó của anh chỉ là con số trong mắt anh ta chỉ khẽ gạch bút, con số này sẽ tăng gấp bội, anh ta khẽ giơ tay, anh sẽ tử phú ông trăm vạn thành kẻ nghèo hèn, ở tỉnh Giang Nam không có mấy ai nhiều tiền hơn anh ta. Giang Nam còn có người lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm đầy hứng thú hỏi. Đương nhiên là có, anh ta là Lâm Khuynh Thiên đại thiếu Lâm gia một trong tứ thiếu của Giang Nam, cũng là người theo đuổi Tiểu Tuyết có quyền lực nhất. An Hiểu Hiên nói từng chữ một. Cậu ta. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, trang viên mà hắn nhìn chúng, thực ra là Lâm gia dở trò quỷ, vậy càng tốt. Sợ rồi sao? An Hiểu Hiên bắt đầu bới móc, cười đắc ý nói. Nếu là cậu ta, tôi càng phải dành trang viên này tới tay. Mạc Phàm cười nhạt nói. Cái gì? Tươi cười trên mặt An Hiểu Hiên cứng đờ, vẻ mặt sửng sốt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ sững sờ. Tỉnh Giang Nam là thành phố quốc tế, có vô số phú thiếu. Nhưng trên 90% phú thiếu nghe thấy hay nhìn thấy Lâm Khuynh Thiên, sắc mặt đều thay đổi. Một khắc trước là công tử, ngay sau đó như con chó nhỏ nhìn thấy lão hổ, tứ chi như nhũn ra, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở mạnh. Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm cũng sẽ như vậy, ai biết Mạc Phàm không chỉ không lùi bước, trái lại còn không để Lâm Khuynh Thiên vào mắt. Anh đây là không muốn sống nữa, cho dù anh muốn chứng minh thân phận của anh, cũng không cần phải làm như thế. An Hiểu Hiên có chút phát điên nói. Tiểu tử này biết rõ núi có hổ, nhưng cứ đi về phía núi có hổ, thật sự không biết sống chết. Cô muốn đi cùng tôi không? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, hỏi. Nếu An Hiểu Hiên biết hắn đánh cược nhảy tháp Đông Phương với Lâm Khuynh Thiên, không biết An Hiểu Hiên sẽ có biểu cảm gì? Ánh mắt An Hiểu Hiên âm trầm bất định một lát, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Đi, đương nhiên đi, nếu anh có thể lấy được căn biệt thự này, bổn đại tiểu thư sẽ bảo Tiểu Tuyết mời anh ăn cơm, nếu anh không lấy được, anh cách Tiểu Tuyết xa một chút, vĩnh viễn đừng để cô ấy nhìn thấy anh. Vừa rồi thua Mạc Phàm, dù thế nào cũng phải thắng Mạc Phàm một lần. Cô sẽ nhân cơ hội này, khiến Mạc Phàm cách xa Tiểu Tuyết. So nhiều tiền với Lâm Khuynh Thiên, Mạc Phàm không chỉ tìm chết, còn tự rước lấy nhục nghịch đao trước mặt quan công. Mạc Phàm, anh dám đánh cược không? Mạc Phàm nhớn mày, cười nhạt. Cô nàng này thua một lần, vậy mà còn dám đánh cược với hắn nữa. Không khiến cô thua tâm phục khẩu phục, cô sẽ không thành thật. Nếu là như vậy, khiến cô nàng này tức điên một lần đi. Có thể. Đợi xem. Trong đôi mắt An Hiểu Hiên hiện lên chút dị sắc, sau đó cười xấu xa. Chắc chắn lần này Mạc Phàm sẽ thua, đến lúc đó xem Mạc Phàm có kết cục gì. Đắc tội Lâm Khuynh Thiên, không có kết cục gì tốt. Không tự mình biến mất, sẽ bị Lâm gia khiến biến mất. Nể mặt Mạc Phàm không tệ lắm, đến lúc đó cô sẽ nói giúp cho Mạc Phàm với Lâm Khuynh Thiên một câu, cô cũng có chút thân thiết với Lâm Khuynh Thiên, chỉ cần Mạc Phàm đồng ý xin lỗi đền bù, ít nhiều gì Lâm Khuynh Thiên cũng nể mặt cô. Nhưng chắc chắn Mạc Phàm phải ăn khổ cực. Mạc Phàm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hai bọn họ đi vào đại sảnh bán đấu giá. Cách đó không xa, vài người đi từ trong một lối VIP tới. Dẫn đầu đúng là Lâm Khuynh Thiên, bên cạnh là Phạm Nhất Trần, phía sau vẫn là hai vệ sĩ tiên thiên lúc trước. Lâm Khuynh Thiên đến lập tức dẫn tới chấn động không nhỏ. Dù sao cũng là đại thiếu tỉnh Giang Nam, đứng đầu bán đấu giá lần này. Không ít người vội vàng chào hỏi Lâm Khuynh Thiên, còn có một số người hành lễ với Lâm Khuynh Thiên nữa. Lâm Khuynh Thiên đã sớm quen với phô trương như thế. Cười khẽ đáp lại đám người này. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, anh ta khẽ cau mày, lộ ra chút bất ngờ. Lúc này mới bán đấu giá chỉ là một phen nước chảy, biệt thự viên gia sẽ đến tay Lâm gia bọn họ, không ngờ tới bán đấu giá lại gặp Mạc Phàm ở cửa. Bên cạnh còn là An Hiểu Hiên, Mạc Phàm này đúng là quen không ít nhân vật, mỗi lần đều nằm ngoài dự kiến của anh ta. Khóe miệng anh ta nhếch lên, cười mà như không cười, đi về phía Mạc Phàm. Thật khéo, Mạc tiên sinh, vậy mà gặp được cậu ở đây. Hửm, lông mày An Hiểu Hiên lập tức nhíu lại, nhìn Lâm Khuynh Thiên, lại nhìn Mạc Phàm. Vậy mà Lâm Khuynh Thiên không chào hỏi cô, mà nói chuyện với Mạc Phàm, hai người quen nhau sao? Đúng là khéo thật, Mạc Phàm thản nhiên nói. Hiên Hiên cũng ở đây à, cô quen Mạc tiên sinh sao? Lâm Khuynh Thiên nhìn An Hiểu Hiên, tò mò hỏi. Anh ta sao?
vừa rồi Đổ Thạch may mắn thắng tôi chuẩn bị cược với anh lần nữa. An Hiểu Hiên giải thích. Cô vốn có thể nói chuyện Mạc Phàm và Tiểu Tuyết cho Lâm Khuynh Thiên, do dự một lát vẫn không mở miệng. Nếu chuyện này bị Lâm Khuynh Thiên biết, cô cũng không cứu được Mạc Phàm. Không phải cô có hảo cảm với Mạc Phàm, cô chỉ muốn đuổi Mạc Phàm cách xa Tiểu Tuyết, không muốn quậy chết người. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, sau đó nhướng mày, lộ ra chút kinh ngạc. Anh ta quen An Hiểu Hiên không phải ngày một ngày hai, tất nhiên anh ta biết bản lĩnh của An Hiểu Hiên. An gia ngoại trừ tinh thông luyện khí ra, nhãn lực cũng rất lợi hại. Tuy không đáng sợ như Bạch Đồng Tử của Bạch gia, nhưng cũng vô cùng nổi tiếng ở Hoa Hạ. Cho dù là binh khí, pháp khí, đồ cổ, ngọc thạch, ở trong mắt người An gia, chỉ liếc mắt một cái liền phân biệt được, rất ít khi sai. An Hiểu Hiên có kinh nghiệm về mặt đổ thạch, có mấy lần anh ta đổ thạch với Phú Nhị Đại, phải dựa vào An Hiểu Hiên mới thắng được mấy Phú Nhị Đại kia không còn mảnh giáp. Vậy mà An Hiểu Hiên thua Mạc Phàm, chuyện này không bình thường lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Mạc Phàm có thể phế Phương Tử Phong, trong chớp mắt anh ta thoải mái hơn. Mạc Phàm là pháp sư, lực tinh thần cường đại hơn Phương Tử Phong, có bản lĩnh phương diện này cũng không kỳ lạ. Hóa ra là như vậy, hai người ở đây, là muốn tham gia bán đấu giá viên gia trang sao? Lâm Khuynh Thiên cười hỏi. Tôi không có nhiều tiền như thế. Tôi nghe anh ta nói muốn tới bán đấu giá viên gia trang, tôi đến xem anh ta chết thế nào. An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm, nói thẳng. Chuyện này không giấu giếm được, không bằng nói thẳng cho Lâm Khuynh Thiên. Hai vệ sĩ đứng sau Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trong mắt lộ ra chút sắc bén, tựa như rút đao ra khỏi vỏ. Tươi cười trên mặt Lâm Khuynh Thiên cũng cứng đờ, nhanh chóng khôi phục như thường. Anh ta vốn có cảm giác hội đấu giá này không thú vị, hoàn toàn là hình thức. Tới tay dễ dàng quá, lấy trang viên này như mượn gió bẻ măng. Vậy mà tiểu tử này tới bán đấu giá viên gia trang, lần này thú vị rồi. Ngày hôm qua anh ta không tra rõ quan hệ giữa Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc, không ngờ thua Mạc Phàm một lần, xem lần này Mạc Phàm thắng thế nào. Bán đấu giá đơn giản là một chữ tiền, Mạc Phàm so tiền nhiều với anh ta, vậy thì để Mạc Phàm xem cái gì gọi là tuyệt vọng. So tiền bạc, ở tỉnh Giang Nam này. Chắc không có ai nhiều hơn anh ta. Mạc tiên sinh, cậu có hứng thú với trang viên này sao? Có vấn đề gì à? Mạc Phàm dừng cười nói. Vấn đề thì không có, chỉ là Mạc tiên sinh biết viên gia trang này bao nhiêu, nếu cậu biết không nhiều, tôi có thể bảo Phạm Nhất Trần thuộc hạ của tôi phổ cập khoa học cho cậu, tránh để cậu lấy được trang viên sẽ hối hận. Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, nhã nhặn nói, bộ dạng như người hiền lành. Mạc Phàm có thể mua được viên gia trang anh ta không nghi ngờ, thân là bác sĩ chữa được ung thư, tiền bạc như nước chảy. Nhưng Mạc Phàm vừa tới Giang Nam 3 ngày, chắc chắn không hiểu biết nhiều về viên gia trang. Nếu Mạc Phàm biết người ở trong viên gia trang đều chết hết, 9 người đấu giá được viên gia trang đến biệt thự này ở không chỉ đã chết, còn bồi thường số tiền lớn, không biết Mạc Phàm có can đảm đấu giá tiếp không? Nếu cậu biết tôi là ai, cậu sẽ không nói nhiều vấn đề như thế. Mạc Phàm thản nhiên nói, Lâm gia dùng chút thủ đoạn với viên gia, ở trước mặt hắn như chơi ma thuật trước mặt ma pháp sư chân chính, một ý niệm trong đầu cũng có thể đâm thủng. Mấy vấn đề này, căn bản không phải là vấn đề. Xem ra cả đêm, Lâm Khuynh Thiên vẫn không biết được thân phận của hắn, đúng là khiến hắn thất vọng. Lâm Khuynh Thiên khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng kiếp trước, chỉ như vậy mà thôi. Những lời này vừa vang lên, không ít người nhíu mày. Tiểu tử này là ai, nói chuyện cuồng vọng như thế? Không phải người điên, thì là người ngốc, lát nữa sẽ là người chết. Vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với Lâm Khuynh Thiên như thế, ở tỉnh Giang Nam so thân phận với Lâm Khuynh Thiên, như ăn mày gào thét trước mặt vương tử nói biết tôi là ai không, không biết tự lượng sức mình. An Hiểu Hiên tức giận liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm khoác loác với cô còn chưa tính, vậy mà dám làm càn trước mặt Lâm Khuynh Thiên. Cô cũng không nói gì, Mạc Phàm cũng như cô, đều là loại người không động vào tường sẽ không biết quay đầu, đợi Mạc Phàm biết đau, sẽ biết mình là ai. Hiện giờ nói gì, cũng không có tác dụng với Mạc Phàm. Lâm Khuynh Thiên không tức giận, trái lại cười khinh thường. Tối hôm qua anh ta phạm phải sai lầm lớn, mới khiến Mạc Phàm thắng một ván, hôm nay Mạc Phàm cũng phạm sai lầm tương tự. Nếu Mạc tiên sinh tự tin như thế, xem ra không cần tôi nhiều lời. Bán đấu giá sắp bắt đầu rồi,
lát nữa cậu sẽ biết tôi là ai, hy vọng đến lúc đó cậu sẽ không thu hồi câu nói vừa rồi. Lâm Khuynh Thiên vô cùng tự tin nói. Anh ta nói xong liền mỉm cười, dẫn đoàn người đi vào sảnh bán đấu giá. Bóng dáng anh Tuấn tiêu sái, khiến mắt nhân viên nữ và tiểu thư tới tham gia bán đấu giá tỏa sáng. Mạc Phàm cười khẽ, cũng tiến vào theo. Sảnh bán đấu giá không lớn, nhưng trang trí vô cùng xa hoa, bên trong đã có không ít người. Rất nhiều người tụm tốp 5 tốp 3 nói chuyện phiếm, nhìn thấy Mạc Phàm tiến vào, không ít người nhìn với vẻ khinh thường. Tiểu tử này muốn tranh viên gia trang với Lâm thiếu sao? Một người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Không sai, chính là cậu ta. Một người đàn ông cao gầy vừa thấy Mạc Phàm nói chuyện với Lâm Khuynh Thiên nói. Tiểu tử này là công tử nhà ai thế, sao tôi thấy lạ mặt vậy? Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Nếu thuộc người cùng tầng với bọn họ, tuy có một số người không biết tên, nhưng trên cơ bản sẽ không lạ mặt. Hình như họ Mạc, cụ thể nhà ai thì không biết, nghe giọng hình như người Đông Hải, ông từng nghe nói Đông Hải có Mạc gia nào lợi hại không? Người đàn ông cao gầy nói. Trái lại Đông Hải có hai người châu họ Mạc, một người tên là Mạc Phàm, một thần y thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một người khác là Mạc Đại Sư, cao thủ đứng đầu Đông Hải, cậu cảm thấy cậu ta giống ai trong hai người? Người đàn ông híp mắt, cười hỏi. Tôi thấy cậu ta giống cháu hai người kia. Người đàn ông cao gầy cười khinh thường nói. Nếu là cháu hai người kia còn tốt, chỉ sợ cậu ta không phải cháu hai người kia, vậy thì. Hô hô, nói không sai. Hai người cười to. Tuy những người khác không nói gì thêm, đều là biểu cảm xem trò hay. Một tiểu tử vô danh bán đấu giá với Lâm Khuynh Thiên trong hội đấu giá, hôm nay coi như không tới vô ích. An Hiểu Hiên nghe thấy mấy người này nói, nhún vai bất đắc dĩ. Nghe thấy chưa? Cậu tới phòng đấu giá này, không chỉ là tìm phiền phức, căn bản chính là tự rước lấy nhục. Vậy tôi nói cho cô biết, bọn họ là đang tìm chết đó. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người nói chuyện, thản nhiên nói. Được rồi, Mạc thiếu gia, tôi ở đây nhìn, là anh sắp chết, hay đám người kia sắp chết, còn nữa đừng quên đánh cược giữa chúng ta. An Hiểu Hiên chẳng muốn đấu võ mồm với Mạc Phàm, dùng kết quả nói chuyện đi. Yên tâm đi. Chỉ cần cô không mất mặt là được. Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Anh. An Hiểu Hiên tức đến mức trừng mắt, giận dỗi đến chỗ vị trí cuối cùng, hai tay vòng quanh ngực ngồi xuống. Cô thật sự muốn nhìn xem, hôm nay Mạc Phàm thắng thế nào. Mạc Phàm cười khẽ, cũng tìm một góc ngồi xuống. Không lâu sau, bán đấu giá tiến hành đúng giờ, sảnh bán đấu giá yên tĩnh lại. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi lên bàn đấu giá. Hai mỹ nữ cao gầy mặc sườn xám nâng một thứ được vải đỏ che kín đi lên đài đấu giá. Hoan nghênh các vị đến phòng đấu giá đường chiều của chúng tôi, bán đấu giá sắp bắt đầu, mời mọi người xem trước một chút, vật phẩm bán đấu giá lần này của chúng tôi. Bán đấu giá sư nói vài câu khách sáo, mở vải đỏ ra. Một mô hình viên gia trang xuất hiện dưới vải đỏ, lưỡng sơn giáp nhất thủy, trang viên ở giữa sơn thủy, bên trong có đình đài lầu các, như sơn trang nghỉ hè của đế vương cổ đại. Tuy rất nhiều người không tới tham gia bán đấu giá, hai mắt vẫn sáng lên. Trang viên thật đẹp, chỉ là... Mạc Phàm nhìn thoáng qua mô hình này, hai mắt lập tức sáng lên. Tối qua hắn chỉ nhìn thoáng qua viên gia trang ở bên ngoài, chỉ đoán viên gia trang là long địa, bị người ta sửa trận pháp, dẫn đến linh khí nội liễm. Nhưng hiện giờ nhìn thấy toàn cảnh sơn thủy trong trang viên, bỗng nhiên hắn cảm thấy không đơn giản như thế, có khả năng chỗ này không chỉ là long địa. Bán đấu giá sư thấy nhiều ánh mắt bị hấp dẫn, trên mặt lộ ra tươi cười chuyên nghiệp. Đây là viên gia trang bán đấu giá lần này của chúng tôi, trang viên này có lịch sử trên 100 năm, là bảo địa hiếm có ở tỉnh Giang Nam chúng ta, chuyện này hẳn là không cần tôi nhiều lời, giá quy định của trang viên này là 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, bây giờ bắt đầu. Bán đấu giá sư cười nói. Bán đấu giá sư mới nói xong, đại sảnh bán đấu giá vô cùng yên tĩnh. Trước khi bọn họ tới đều nhận được tin tức của Lâm gia muốn trang viên này. Nếu người nào dám quấy rối ở hội đấu giá, là không nể mặt Lâm gia. Cho nên bọn họ đến đây cơ bản là cổ động và chúc mừng, dù sao bán đấu giá một trang viên, nếu chỉ có mình Lâm Khuynh Thiên, cũng phải nể mặt anh ta. Trong lúc này, gần như trên mặt mọi người đều mang theo tươi cười kỳ lạ, nhìn về phía Mạc Phàm.
1.000 vạn. Hai mắt Mạc Phàm khép hờ, làm như không nhìn thấy những người này, giơ tay nói. Hắn vừa ra giá, sảnh bán đấu giá lập tức dậy sóng tứ phía, vậy mà tiểu tử này dám ra giá. Tiểu tử này muốn biến mất khỏi Giang Nam à? Có người lắc đầu cười nói. Bọn họ không biết Mạc Phàm có thể ra giá cao đến đâu, nhưng chắc chắn không có khả năng cao như Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên có thể dùng 1.000 vạn mua đồ, Mạc Phàm lại khiến Lâm Khuynh Thiên mua với giá cao. Chắc chắn những chênh lệch này sẽ lấy từ người Mạc Phàm, không trả nổi tiền chỉ có thể chích máu. Hết thuốc chữa. An Hiểu Hiên che mắt, không biết nói gì. Mạc Phàm muốn cướp Tiểu Tuyết, trang viên Lâm Khuynh Thiên muốn mua, Mạc Phàm cũng muốn cướp, đúng là hết thuốc chữa. Lâm Khuynh Thiên nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm, cười nhạt. 2.000 vạn. 3.000 vạn. Mạc Phàm không do dự nói. Căn biệt thự này là Long Địa, hắn bắt buộc phải lấy được. Hiện giờ trong đó còn giấu thứ hắn chưa nhìn thấu, hắn càng phải lấy được. Cho dù giết Lâm Khuynh Thiên, cũng phải lấy được. 6.000 vạn. Lâm Khuynh Thiên không thèm quan tâm ra giá gấp đôi Mạc Phàm. Đối với anh ta, những số tiền này không đáng kể chút nào, dù thuyền anh ta mua tổ chức vũ hội mặt nạ đã trên triệu, đừng nói là dùng 6.000 vạn mua một khối bảo địa, 6 triệu tính là cái gì. Nếu Mạc Phàm muốn chơi, anh ta sẽ chơi với Mạc Phàm tới cùng, xem lần này Mạc Phàm thắng anh ta thế nào. 1 triệu. Mạc Phàm nhíu mày nói. Trên người hắn chỉ có một tấm thẻ, là tấm thẻ Lý Gia Nam Sơn đưa, bên trong vốn có 2 triệu đô la, hiện giờ còn lại 12 triệu nhân dân tệ. Nếu nằm ngoài mức độ này, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm vừa nói giá, xung quanh tràn đầy tiếng thổn thức, ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm thay đổi. Mạc Phàm nhìn thế nào cũng chưa tới 20 tuổi, vậy mà mở miệng nói 1 triệu. Phải biết rằng quyền hành một gia tộc đều do gia chủ nắm giữ trong tay, cho dù là đại thiếu thế gia có thể nắm giữ tiền cũng có hạn. Đại thiếu nhà giàu bình thường, có thể cầm mấy ngàn vạn đã vô cùng khó lường rồi. Trừ phi là nhà giàu có siêu cấp như Lâm Khuynh Thiên, gia chủ tương lai, mới có thể cầm tiền trên triệu. Mạc Phàm có thể lấy ra 1 triệu, không đơn giản. Lâm Khuynh Thiên khẽ nhếch miệng, trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm thân là thần y Đông Hải, giá trị con người rất cao, dù sao cũng là bác sĩ chữa trị ung thư, cho dù mất toàn bộ gia sản cũng có không ít người muốn tìm bác sĩ chữa trị. Ai biết 1 triệu đã bắt đầu bối rối, sao có thể so tiền với anh ta đây? Mạc tiên sinh, tối qua cho cậu thắng, hôm nay người thắng là tôi. Lâm Khuynh Thiên cười giơ tay với bán đấu giá sư. Tôi ra 10 triệu. 10 triệu. Giọng nói mới vang lên. Xung quanh là thổn thức không thôi. Lâm Thiếu uy vũ. Lâm Thiếu đúng là ra tay hào phóng. Có người nịnh nọt Lâm Khuynh Thiên. Vậy mà Lâm Khuynh Thiên ra từ 1 triệu, lên tận 10 triệu. Nhiều tiền như thế, đều có thể mua mấy công ty nhỏ đưa ra thị trường rồi. Trong số bọn họ có mấy người là lão tổng xí nghiệp vài tỷ, bảo bọn họ lấy 10 triệu tùy ý, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng chuyện này đối với Lâm Khuynh Thiên chỉ là một câu nói. Tiểu tử, cậu còn muốn tăng giá không? Người đàn ông phúc hậu lúc trước mở miệng khiêu khích. 10 triệu, không lấy được thì nhanh chịu thua, đừng lãng phí thời gian của Lâm Thiếu. Người đàn ông cao gầy tức giận nhắc nhở. Đa số bọn họ đều không lấy ra được nhiều tiền như thế, một tên tiểu tử có thể lấy được sao? Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nhạt. Mạc tiên sinh, cậu vẫn muốn so tiền với tôi sao? Mạc Phàm nhíu mày. Tiền chỉ là con số với hắn, nhưng không thể không thừa nhận tiền trong tay hắn hơi ít. Bởi vì có giáo huấn kiếp trước, hắn có được lượng lớn tài phú, cũng chỉ có tu vi cấp kim đan, cuối cùng vẫn bị một quyền của quân Khương Lâm giết chết, còn không có đường sống đánh trả, cuối cùng nhân tài như không, lúc này hắn mới vội vàng tăng tu vi. Nếu không hắn đã ném 500 triệu, để Lâm Khuynh Thiên hít khói rồi. Xem ra hắn phải dành thời gian tăng con số trong thẻ của mình. 12 triệu. Hắn giơ tay, mặt không chút thay đổi nói. Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên khẽ đổi, anh ta không ngờ Mạc Phàm còn có thể nâng giá. Không đợi anh ta lên tiếng, tươi cười trên mặt người đàn ông phúc hậu cứng đờ, đứng dậy trầm giọng hỏi. 12 triệu, tiểu tử cậu có nhiều tiền như vậy sao? Lâm Khuynh Thiên có thể lấy ra 10 triệu, ông ta tin tưởng. Nhưng Mạc Phàm mở miệng là 12 triệu, chuyện này không có khả năng lắm.
Nếu Mạc Phàm không phải phòng đấu giá nhờ, thì tới quấy rối. Tôi có nhiều tiền như vậy hay không, ông không cần quan tâm, ông vẫn nên lo lắng, lát nữa ông còn mệnh rời khỏi nơi này hay không. Mạc Phàm nheo mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông phúc hậu nói. Tiểu tử, cậu nói cái gì, có tin không cần Lâm thiếu ra tay, tôi có thể khiến cậu biến mất khỏi Giang Nam không? Sắc mặt người đàn ông này khó coi, tức giận nói. Ông ta mở bến tàu, làm về vận tải đường thủy, có hơn 1.000 thủy thủ là thuộc hạ, cho dù là hải tặc cũng phải sợ bọn họ vài phần. Mạc Phàm dám nói chuyện với ông ta như thế, chỉ cần một câu của ông ta, sẽ có cả một đống người đứng ra ném Mạc Phàm cho cá ăn. Không những chút giận được cho mình, còn có thể lấy lòng Lâm Thiếu. Người đàn ông phúc hậu này vừa nói xong, có không ít người cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Lúc trước tiểu tử này đắc tội Lâm Thiếu, giờ lại đắc tội Chu Tổng, còn đường sống gì sao? Chu Tổng yên tâm, lát nữa chúng tôi sẽ tra tài khoản của vị thiếu gia này, nếu cậu ta tới quấy rối, vì chỉ có Lâm Thiếu và vị thiếu gia này bán đấu giá, chúng tôi sẽ dựa theo giá cả nguyên thủy nhất bán trang viên này cho Lâm Thiếu. Bán đấu giá sư vội vàng hỏa giải thích. Chu Tổng ngồi đi, chút việc nhỏ thôi mà. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên cong lên nụ cười mỉa, vẫy tay với Chu Tổng nói. Chu Tổng cười ha ha lấy lòng, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ mới ngồi xuống. 20 triệu, cậu còn tăng giá không, Mạc tiên sinh? Lâm Khuynh Thiên nhìn Mạc Phàm, rồi giơ tay lên. Lâm gia bọn họ đã theo dõi trang viên này 10 năm, cuối cùng cũng đến lúc lấy vào tay. Tuy không biết vì sao Mạc Phàm cũng cần phải mua trang viên này, nhưng đừng nói là 20 triệu, cho dù 100 triệu, Lâm gia bọn họ cũng phải lấy được trang viên này. 20 triệu. Không ít người hít vào một hơi khí lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm không có ý tốt. Xem lần này tiểu tử đó có tăng giá không? Tiểu tử, cậu còn tăng giá nữa không? Chu Tổng mới ngồi xuống híp mắt hỏi. Nếu cậu ta còn tăng giá, tôi sẽ nhảy biển Đông. Người đàn ông cao gầy bên cạnh Chu Tổng cười mỉa nói. Lâm Khuynh Thiên thêm hẳn 8 triệu, phải biết rằng nhiều tiền như thế, cho dù là một công ty mô hình lớn lãi một năm cũng chỉ có vậy, muốn tăng là tăng được sao? Trang viên này là kế hoạch rất quan trọng. Ranh giới cuối cùng của Lâm Khuynh Thiên cũng là 20 triệu. Sắc mặt Mạc Phàm khẽ đổi, trong tay hắn nhiều lắm là 12 triệu, quả thật không còn tiền khác. Đám Lâm Khuynh Thiên thấy Mạc Phàm không nói gì, đều nhướng mày. Tiểu tử, đến đáy rồi sao? An Hiểu Hiên ngồi hàng sau cùng, khóe môi khẽ nhếch lên. Thì bán đấu giá với Lâm Khuynh Thiên, thua đi, tự tìm khổ ăn. Cô cũng nhẹ nhàng thở ra, bị Lâm Khuynh Thiên nghiền áp như thế. Hẳn là tiểu tử này không quấn Tiểu Tuyết nữa. Lát nữa cô sẽ nói với Lâm Khuynh Thiên một câu, bảo tiểu tử này nói xin lỗi Lâm Khuynh Thiên, chuyện này có thể kết thúc. Tuy nghĩ như thế, nhưng cô cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng có một số việc cô không thể nghĩ ra được lúc này. Đôi môi Lâm Khuynh Thiên khẽ cong lên, cười nhạt. Mạc tiên sinh không có tiền, hẳn là chưa chuẩn bị đủ đúng không? Như vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ cậu có thể đi lo tiền. Trong vòng một tiếng, mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, đi tìm Mộc Phong Nhạc chuẩn bị tiền, đổ thạch cũng được, chỉ cần có thể lấy được đủ tiền, đều có thể tiếp tục bán đấu giá, thế nào? Lâm Khuynh Thiên thản nhiên nói. Kết thúc như vậy, không thú vị lắm rồi. Hôm qua Mạc Phàm cho anh ta một cái tát, dù sao cũng phải đánh gấp bội lại. Những lời này tựa như vật tay, một người chấp đối phương bằng hai tay, không ít người lộ ra trêu chọc. Cách nhau 8 triệu. Lâm Thiếu sẽ tăng giá hay không còn chưa biết. Cho dù nhà mở ngân hàng, cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế trong vòng một tiếng. Tiểu tử, Lâm Thiếu hào phóng như thế, cho cậu một tiếng, bây giờ cậu đi chuẩn bị tiền, hay là lập tức chịu thua? Chu Tổng cười nói. Nếu là tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi, cậu căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thiếu, so tiền với Lâm Thiếu, cho dù cộng thêm tính mạng cả nhà cậu cũng thua. Người đàn ông cao gầy nói. Xung quanh là tiếng cười to, gần như không ai cảm thấy Mạc Phàm sẽ thắng. Ở hàng cuối cùng, An Hiểu Hiên nhíu mày, trong con ngươi lóe lên bất mãn, nhưng nhanh chóng biến mất. Đây là hiện thực, người thua phải tiếp nhận trào phúng của người thắng, cô cũng không có biện pháp. Phạm Nhất Trần hơi nheo mắt, anh ta nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra chút lo lắng. Lâm gia vô cùng coi trọng trang viên này, có thể nói là bọn họ sắp lấy tới tay. Lâm Khuynh Thiên lại cho Mạc Phàm một tiếng,
nhỡ đâu trong lúc đó có biến. Nhưng Lâm Khuynh Thiên đã nói rồi, anh ta không dám mở miệng. Mạc Phàm nhíu mày, không quan tâm người khác nói gì. Những người này, hắn muốn giết chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, cho bọn họ hung hãn một lát cũng không sao. Trái lại trang viên này, trên người hắn chỉ có 12 triệu, pháp khí, đan dược thì không hề thiếu, pháp bảo cũng có 2 kiện. Một kiện pháp khí đã bán với giá trên triệu, một kiện pháp bảo có thể bán gấp 10 lần pháp khí. Hắn có thể lấy pháp bảo, pháp khí thế chấp, sau đó kiếm tiền tới chuộc lại. Nhưng Lâm gia theo dõi trang viên này 10 năm, chắc chắn có đủ chuẩn bị, hắn thế chấp pháp bảo đan dược, cũng không đủ 100 triệu. Đương nhiên hắn có thể tạm thời buông tha trang viên này, sau đó cướp về từ tay Lâm gia, chuyện này không có độ khó gì với hắn. Lúc hắn đang do dự nên làm gì bây giờ, di động của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là một số xa lạ ở tỉnh Giang Nam gọi tới. Hắn còn chưa nhận điện thoại. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên khẽ nhếch lên, lộ ra tươi cười tự tin. Là cứu binh của cậu sao, nếu đúng là như vậy, cậu cứ việc gọi tới đây, trái lại tôi muốn xem hôm nay ở tỉnh Giang Nam, còn có ai cướp được viên gia trang từ tay tôi. Ở Giang Nam chỉ có Kiều gia, Tống gia là đánh đồng tài lực được với Lâm gia bọn họ, hai nhà này đã biểu lộ thái độ, sẽ không nhúng tay vào tranh đoạt trang viên này. Tỉnh Giang Nam này còn ai có thể giúp Mạc Phàm đây? Ba chữ còn có ai vừa vang lên, ánh mắt không ít người nhìn Lâm Khuynh Thiên lại kính sợ thêm vài phần. Quả nhiên Lâm Thiếu rất khí phách. Người có thể nói chuyện như thế, ở tỉnh Giang Nam cũng không có mấy người. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cười khẽ nhận điện thoại, một giọng nữ thành thục truyền từ điện thoại ra. Mạc tiên sinh sao, tôi là Hứa Bình ngày hôm qua mới gặp, hôm nay cậu có rảnh không? Gần 9 giờ được không? Mạc Phàm suy nghĩ một lát, nói. Hắn đồng ý với Hứa Bình, đi chữa trị ung thư cho mẹ cô, tất nhiên hắn nhớ rõ. Bây giờ Mạc tiên sinh đang ở đâu, tôi sẽ sai người tới đón. Hứa Bình khách sáo nói. Tôi ở hội đấu giá Đường Triều, đang bán đấu giá một trang viên, cô nói số phòng bệnh cho tôi biết, tôi xong việc bên này sẽ tự mình qua đó. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Ở đầu bên kia điện thoại, ngoài một phòng bệnh, vẻ mặt Hứa Bình sửng sốt. Trong phút chốc sắc mặt khó coi hơn. Là viên gia trang sao? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra chút bất ngờ. Mức độ nổi tiếng của trang viên này đúng là không nhỏ, vậy mà đạo diễn Hứa Bình cũng biết. Nhưng hắn vẫn đáp. Đúng vậy. Mạc tiên sinh, tôi nghe nói trang viên kia có vấn đề, không chỉ người bình thường không thể ở, cũng không thể đấu giá, người ở trong trang viên và người bán đấu giá thành công đều xảy ra chuyện, cậu chắc chắn muốn trang viên này sao? Hứa Bình xác nhận lại, giọng điệu nói chuyện tựa như hơi khẩn trương. Ha ha, tôi sẽ là ngoại lệ. Mạc Phàm cười nhạt nói, căn bản không để những lời này trong lòng. Người khác không thể ở, chẳng qua chỉ là người khác mà thôi. Được, Mạc tiên sinh đợi một lát. Hứa Bình nói số phòng bệnh và bệnh viện cho Mạc Phàm, rồi vội vàng tắt điện thoại. Mạc Phàm vừa mới tắt điện thoại, tiếng cười chói tai của Chu Tổng liền truyền đến. Tiểu tử. Cậu gọi điện xong rồi sao, cậu chuẩn bị thêm được mấy triệu thế, nếu một phút mà cậu không kiếm được 2 triệu, thì đừng nghĩ đến chuyện thắng Lâm Thiếu. Một tiếng 60 phút, Mạc Phàm chỉ có một phút kiếm được 2 triệu mới có khả năng lấy được trang viên, nhưng nếu Mạc Phàm có bản lĩnh này, ông ta sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi Mạc Phàm. Một phút 2 triệu, Lâm Khuynh Thiên cũng không làm được. Những người khác đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm mở miệng. Nhất là Lâm Khuynh Thiên. Anh ta nhếch miệng cười như không cười, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này đã không cần anh ta ra tay, chỉ những người này đã đủ nghiền áp Mạc Phàm, anh ta đợi Mạc Phàm chịu thua thôi. Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén xuất hiện. Hắn không nói gì thêm, điện thoại của bán đấu giá sư ở trên bàn vang lên. Thật xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại. Bán đấu giá sư nói, đi ra ngoài. Không một ai ở đây để ý. Lúc này có bán đấu giá sư hay không đều không có gì khác nhau, hoàn toàn chỉ là một câu nói của Lâm Khuynh Thiên. Tiểu tử, cậu còn đợi cái gì, muốn chịu thua sao? Người đàn ông cao gầy cười hỏi. Anh ta mới nói xong, vẻ mặt bán đấu giá sư nghiêm trọng vội vàng quay về. Các vị, tôi tuyên bố một tin tức với mọi người, bán đấu giá viên gia trang bị hủy bỏ, chủ nhân hiện giờ của trang viên này đã đưa trang viên cho Mạc Phàm Mạc tiên sinh.
bán đấu giá sư chỉ vào Mạc Phàm nói. Những lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, nổ bùm bùm ở đại sảnh bán đấu giá. Bùm bùm, âm thanh không ngớt, mãi mà không dứt. Đại sảnh bán đấu giá, ngay cả Mạc Phàm ở trong đó, cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Khuynh Thiên lấy 20 triệu đấu giá trang viên này, nhưng bị người ta đưa cho một tiểu tử vô danh. Đám người đến xem trò vui, biểu cảm trên mặt vô cùng kỳ lạ nhìn về phía Mạc Phàm. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, có thể lấy ra 12 triệu, còn có người làm trái Lâm Khuynh Thiên, tặng trang viên cho cậu ta. An Hiểu Hiên chớp chớp mắt, tràn đầy vẻ khó mà tin, mãi mới nói một câu. Mẹ kiếp, sắp kết thúc rồi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng thu lại, như giếng nước cổ, không có một chút gợn sóng. Đây là tình huống gì thế, bán đấu giá một trang viên, nói hủy là hủy, các ông đang đùa chúng tôi à? Chu Tổng vỗ bàn, đứng dậy tức giận nói. Chúng tôi cũng không có biện pháp, khế đất, khế ước mua bán trang viên này vẫn nằm trong tay chủ nhân, không ở trong tay phòng đấu giá chúng tôi. Trước khi bán đấu giá chưa kết thúc, cố chủ có quyền hủy bỏ, nếu bán đấu giá đã định, trái lại. Bán đấu giá sư vội vàng giải thích. Ông chưa nói với người đó, Lâm thiếu gia 20 triệu mua trang viên này sao? Chu Tổng nhìn Lâm Khuynh Thiên, giận dữ hét. Tôi có nói, nhưng đối phương nhất quyết đưa trang viên cho Mạc tiên sinh, tôi cũng không khuyên được. Bán đấu giá sư khóc không ra nước mắt nói. Bán đấu giá thành công một kiện vật phẩm. Phòng đấu giá bọn họ sẽ lấy được 5% phí bán đấu giá. Nếu bán đấu giá trang viên thành công, 20 triệu sẽ được 1 triệu, ông ta thân là bán đấu giá sư cũng được không ít. Hiện giờ nhiều tiền như thế, lập tức như tắt nước, ông ta cũng rất muốn khóc. Gọi cố chủ đó tới đây. Chu Tổng giận dữ hét. Chuyện này không phù hợp với quy củ của phòng đấu giá chúng tôi. Bán đấu giá sư run rẩy nói. Phòng đấu giá của bọn họ có quy định. Tuyệt đối không thể để lộ thông tin cố chủ. Cách đó không xa, sắc mặt Lâm Khuynh Thiên khó coi, gần như có thể vặn ra nước, lạnh lẽo tỏa ra từ người anh ta, nhiệt độ xung quanh lập tức phát lạnh. Anh ta tưởng rằng có thể trêu chọc Mạc Phàm một phen, báo thù tối qua. Ai biết vì chút sai lầm, trang viên bị người ta đưa cho Mạc Phàm, ngay cả 20 triệu của anh ta cũng không thèm để ý. Chuyện này không khác gì tát mạnh vào mặt anh ta trước mặt mọi người. Còn là một bà tai rất vang dội. Anh ta đường đường là thiếu gia Lâm gia, muốn đuổi Mạc Phàm ra khỏi Lan Quý Phi, xuất hiện Mộc Phong Nhạc, khiến anh ta thất bại. So tiền với Mạc Phàm ở cuộc bán đấu giá, đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới, vậy mà cũng thất bại. Bình thường anh ta ít khi tức giận, nhưng hiện giờ lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, như núi lửa sắp phun trào. Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh đấu giá vô cùng nặng nề. Như đêm trước khi núi lửa bùng nổ. Mọi người cẩn thận nhìn Lâm Khuynh Thiên, thở cũng không dám thở mạnh. Hai chân bán đấu giá sư kia run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu chảy liên tục từ trán ông ta xuống, ông ta không dám giơ tay lên lau. Một lát sau, hai mắt Lâm Khuynh Thiên phun lửa, nới cà vạt và cổ áo, hai tay cho vào trong túi, đi về phía Mạc Phàm. Cộp, cộp, rõ ràng là giày da chạm vào mặt đất phát ra âm thanh, nhưng giống như tử thần tới. Mọi người cảm thấy khó thở, nuốt nước bọt, rời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Tôi cho cậu 20 triệu, đưa trang viên này cho tôi. Lâm Khuynh Thiên đi đến bên cạnh Mạc Phàm, đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Giọng nói như đế vương cổ đại hạ thánh chỉ, vang vọng đại sảnh bán đấu giá. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, An Hiểu Hiên từ hàng sau chạy tới. Mạc Phàm, anh lấy trang viên kia cũng vô dụng. Anh nên bán rẻ trang viên đó cho Lâm Thiếu, coi như hai anh kết giao bạn bè. An Hiểu Hiên nhíu mày, kéo tay áo Mạc Phàm khuyên. Trang viên kia là một củ khoai lang, không chỉ phỏng tay, còn có thể bỏng chết người. Ngoại trừ Lâm gia, người nào dám động người đó chết. Người kia đưa trang viên cho Mạc Phàm, là để Mạc Phàm thắng Lâm Khuynh Thiên, nhưng cũng đẩy mạnh Mạc Phàm vào hầm lửa. Viên gia trang, Mạc Phàm tuyệt đối không thể lấy. Nếu bán trang viên này cho Lâm Thiếu, không chỉ Mạc Phàm có thể bình yên vô sự, còn bám được vào Lâm Khuynh Thiên, sau này ở tỉnh Giang Nam có thể thuận buồm xuôi gió. Nếu không tuy Lâm Khuynh Thiên không mở miệng, Mạc Phàm không chỉ sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả trang viên cũng không chiếm được. Trừ chuyện đó ra, với hiểu biết của cô với Lâm Khuynh Thiên, nếu Mạc Phàm đắc tội Lâm Khuynh Thiên, người nhà,
bạn bè của Mạc Phàm sẽ bị liên lụy. Cô quen Lâm Khuynh Thiên không phải ngày một ngày hai, không phải chỉ thấy chuyện như vậy xảy ra một lần. Dù thế nào cũng phải bán rẻ một chút, theo tôi thấy 1.000 vạn được rồi, đây là giá hữu tình. Chu Tổng híp mắt, nhỏ giọng cười nói. Nếu muốn kết bạn với Lâm Thiếu, đòi tiền thì không hay lắm, dù sao trang viên này là người khác tặng cậu, cậu không bỏ một đồng nào, cậu tặng Lâm Thiếu chúng tôi mới có tư cách kết bạn với Lâm Thiếu, đúng không? Người đàn ông cao gầy kia lạnh lùng nói. Mạc Phàm, tốt nhất cậu nghe tôi khuyên một câu, đưa trang viên cho Lâm Thiếu, sau này cậu mới có thể sống yên ổn ở Giang Nam, đây là lựa chọn sáng suốt nhất của cậu. Phạm Nhất Trần trừng mắt nhìn Mạc Phàm, không nóng không lạnh nhắc nhở. Trong lúc này, đại sảnh bán đấu giá vô cùng lộn xộn, cơ bản đều là nói Mạc Phàm tặng viên gia trang cho Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, mí mắt khẽ nâng lên, lam quang như bầu trời biển cả xuất hiện trong đáy mắt hắn, nhanh chóng nhuộm con người hắn thành màu lam. Theo mắt hắn biến thành màu lam, cảm ứng vô cùng cường đại như thủy triều lan tràn ra tứ phía. Cậu thua, bây giờ trang viên kia là của họ Mạc, cậu muốn nó, để cao thủ Lâm gia cậu tới lấy đi, cậu không lấy được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không biết Hứa Bình có quan hệ gì với trang viên này, nhưng vô cùng rõ ràng, Hứa Bình đưa trang viên cho hắn, như vậy giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Nếu trang viên này đã tới tay, Lâm gia muốn thì tự mình tới lấy đi. Muốn hắn đưa, Lâm gia không có tư cách này, trên địa cầu cũng không có người có tư cách này. Mạc Phàm, cậu đừng kích động, cậu như vậy. An Hiểu Hiên nhíu mày, tức đến mức không nói nên lời. Mạc Phàm này đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, phải đợi Lâm gia khiến anh ta nhà tan cửa nát mới chịu cúi đầu sao. Tiểu tử, cậu đây là tự tìm khổ, tôi khuyên cậu nên thức thời tốt hơn. Sắc mặt đám người xung quanh thay đổi, uy hiếp. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, sắc bén lóe lên trong mắt anh ta. Hệ ố Mạc Phàm, tôi có thể coi những lời cậu mới nói, là từ chối tôi không? Lâm Khuynh Thiên xác nhận lại. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười lạnh lùng. Cậu có thể coi lời tôi nói là cảnh cáo, cách tôi xa một chút, có lẽ cậu còn mạng để sống, nếu không bắt đầu từ chuyện này, rất nhanh cậu sẽ biết tư vị nhảy tháp Đông Phương là thế nào. Cái gì? Mạc Phàm vừa nói câu này xong. Bùm, giống như có trái bom nổ mạnh trong đại sảnh đấu giá. Không ít người khiếp sợ với khẩu khí của Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với Lâm Khuynh Thiên như thế. Vẻ mặt những người còn lại bao gồm An Hiểu Hiên ở bên trong chấn động, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, trong mắt tất cả bọn họ đều là khó có thể tin. Tối qua Lâm Khuynh Thiên đánh cược với một thanh niên ở Lan Quý Lâu, đánh cược là nếu trong một tháng Lâm Khuynh Thiên không thể khiến đối phương nhà tan cửa nát, Lâm Khuynh Thiên sẽ nhảy từ tháp Đông Phương xuống. Nếu Lâm Khuynh Thiên làm được, người thanh niên kia sẽ nhảy từ tháp Đông Phương xuống. Tối qua tin tức này truyền khắp giới phú quý, xem ra người đánh cược với Lâm Khuynh Thiên là Mạc Phàm này. Tối qua Mạc Phàm khiến Lâm Khuynh Thiên tơi tả mà về, hôm nay lại tát bóp bóp vào mặt Lâm Khuynh Thiên. Chuyện này, được lắm, cậu đã thích chơi như vậy, tôi vô cùng chờ mong gặp mặt lần sau, hy vọng đến lúc đó cậu không quỳ xuống tặng trang viên cho tôi. Đồng tử của Lâm Khuynh Thiên co rụt lại, tức giận nói. Quỳ xuống, ý cậu là như vậy sao? Mạc Phàm cười khinh thường. Ý niệm của hắn vừa động, trong mắt chớp lóe lam quang. Phịch, trong số những người ở đây, ngoại trừ Lâm Khuynh Thiên, An Hiểu Hiên, bán đấu giá sư, Chu Tổng và người đàn ông cao gầy ra, tất cả đều quỳ xuống. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy vang lên từ đầu gối những người này, âm thanh khiến da đầu người ta run lên. Rõ ràng xương cốt bị gãy, nhưng đám người này giống như không có cảm giác, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, như con gà gỗ. Trong lúc này, cả sảnh bán đấu giá không còn mấy người đang đứng, bầu không khí kỳ lạ giống như đang ở trong quỷ ốc. Cộp, hai chân bán đấu giá sư mềm nhũn, tự mình quỳ xuống đất. Thuật thôi miên. Chu Tổng và người đàn ông cao gầy nhìn đám người quỳ xung quanh, mắt mở to, vẻ mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn thấy yêu quái, tràn đầy sợ hãi. Thuật thôi miên vốn không hot như thế, nhưng Phương Tử Phong khiến cho giới phú quý không thể không nhớ kỹ loại thuật thần kỳ này. Mạc Phàm, anh là người phế anh em Phương ra sao? An Hiểu Hiên lại nghĩ tới chuyện gì đó, đôi mắt cô khẽ đảo, lùi về phía sau hai bước theo bản năng, ngơ ngẩn nói. Mạc Phàm, cậu dám thương tổn người của tôi, cậu muốn chết à?
Lâm Khuynh Thiên nhớn mày, tức giận nói. Mạc Phàm có thể phế đi Phương Tử Phong, chắc chắn biết thuật thôi miên hay pháp thuật của Hoa Hạ. Nhưng hiện giờ Mạc Phàm có thể sống, hoàn toàn là vì anh ta không cho người ta ra tay giết Mạc Phàm. Tạm thời anh ta chưa muốn lập tức đùa chết Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lại ra tay làm người bên cạnh anh ta bị thương, vậy thì không thể để Mạc Phàm sống nữa. Lâm Khuynh Thiên vừa mới nói xong, trong mắt hai vệ sĩ kia lóe sáng sắc bén, đi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khinh thường, làm như không nhìn thấy hai vệ sĩ kia. Nếu hắn muốn giết hai người kia, không khác gì giết con chó. Muốn chết, ý cậu là như vậy sao? Mạc Phàm chỉ Chu Tổng và người đàn ông cao gầy nói. Không, tôi sai. Chu Tổng và người đàn ông cao gầy bị Mạc Phàm chỉ giống như gặp quỷ. Hai người còn chưa nói xong, mắt lập tức mở to, giống như trúng điện, máu tươi chảy ra từ tai mắt mũi miệng bọn họ, ánh sáng trong mắt nhanh chóng mất đi, ngã sang một bên. Một ý niệm trong đầu, đám người quỳ xuống hết. Vừa chỉ, hai người chết đi. Tiểu tử, cậu cũng có thể đi chết đi. Hai đại hán quát to một tiếng, bóng dáng nhoáng lên một cái, đã đến trước người Mạc Phàm. Tay hai người nắm chặt trong không trung, hai khí binh hình đao lập tức thành hình trong tay bọn họ, kình phong sắc bén như đao, chém về phía đầu Mạc Phàm. Hai người cũng quỳ xuống đi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn hai người một cái, lạnh nhạt nói. Không đợi khí binh chém xuống đầu hắn, hai đại hán giống như chim bị trúng đạn ở trong không trung. Khí binh biến mất, hai người rơi thẳng xuống. Cộp, hai tông sư tiên thiên sơ kỳ thành thật quỳ trên đất, trong chớp mắt sàn nhà bị nghiền nát, vẻ mặt bọn họ đờ đẫn. Bầu không khí trong đại sảnh đấu giá giống như chết lặng. Chuyện này, An Hiểu Hiên như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mạc Phàm khiến những người đó quỳ xuống, không có gì ghê gớm. Mạc Phàm giết hai ông chủ kia, cũng không có gì. Nhưng một câu của Mạc Phàm, hai tiên thiên tông sư cũng như tượng gỗ, thành thật quỳ xuống, chuyện này có chút đáng sợ rồi. Ông nội cô cũng là tiên thiên nhập pháp chân nhân, nếu gặp hai tiên thiên tông sư bên cạnh Lâm Khuynh Thiên, cũng chỉ kéo dài khoảng cách mới có khả năng đánh bại bọn họ. Nhưng tuyệt đối không dễ dàng như Mạc Phàm. Trước đó Mạc Phàm còn cứu Tiểu Tuyết dưới tay cao thủ thần điện, Bạch Gia đã tra rõ người kia. Là Doa thẩm phán chi kiếm của thần điện, một người vô cùng khó đối phó. Doa cũng chỉ có thể chạy trốn khỏi tay Mạc Phàm lại càng không phải người bình thường. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là... Mắt An Hiểu Hiên khẽ đảo, trong con ngươi của cô lóe lên mấy chữ thanh danh hiển hách. Mạc Đại Sư Đông Hải, Long Vương. Đôi môi đỏ mọng của cô cử động vài cái, nhưng không phát ra âm thanh, hoàn toàn bị chân tướng làm khiếp sợ. Vẻ mặt Lâm Khuynh Thiên cũng ngẩn ra, hai vệ sĩ bên cạnh anh ta có thực lực gì, anh ta hiểu rõ nhất. Tiên Thiên Tông Sư, Nhân Trung Chi Long. Nếu đặt ở nơi khác, bất luận người nào đều là nhân vật như Nhất Đại Tông Sư. Hai người như vậy, vậy mà không chịu nổi Mạc Phàm quát, cả hai đều quỳ xuống. Lúc này sắc mặt anh ta khó coi trước nay chưa từng có. Từ lần đầu tiên anh ta gặp được Mạc Phàm đã không là cá mặc anh ta định đoạt. Trái lại là anh ta, mới đúng là cá trong mắt Mạc Phàm, mà anh ta không tự biết. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, giết anh ta dễ như dẫm chết một con kiến. Thình thịch, Lâm Khuynh Thiên vội vàng lùi về sau mấy bước, mặt như giấy vàng, sau lưng anh ta, tây trang dán sát vào trên lưng. Hiện giờ cậu còn muốn tôi tặng trang viên cho cậu, kết bạn với cậu không? Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thiên chất vấn. Đồ của Lâm gia chúng tôi. Lâm gia chúng tôi nhất định sẽ cầm lại. Lâm Khuynh Thiên cố chấp nói. Muốn đội vương miện, nhất định phải chịu được sức nặng. Mạc Phàm lấy trang viên này, vậy đợi Lâm gia bọn họ trả thù đi. Có lẽ không chỉ có Lâm gia bọn họ trả thù. Tôi đợi các cậu tới lấy, cậu có thể đi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói, căn bản không để Lâm Khuynh Thiên vào mắt. Lâm gia cứ việc phái người tới lấy, phái một giết một, phái cả đám sẽ giết cả đám. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, nghiến chặt răng nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ. Chưa có ai có thể khiến anh ta té ngã hai lần, hơn nữa lần này còn thảm như vậy. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, có thể giết anh ta bất cứ lúc nào. Vậy mà Mạc Phàm không giết anh ta, chuyện này còn khó chịu hơn giết anh ta. Chuyện giết chóc như thế, đặt ở trước kia anh ta là chúa tể, hiện giờ thành người bị chúa tể chi phối. Mạc Phàm,
cậu đợi đó, lần thứ ba gặp mặt, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận vì quyết định hôm nay. Lâm Khuynh Thiên gần như quát ầm lên, xoay người đi về phía cửa sảnh đấu giá. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, làm như không nghe thấy, rời mắt nhìn An Hiểu Hiên đang thất thần ở bên cạnh. An Hiểu Hiên bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt yêu mị miễn cưỡng nặn ra tươi cười. Vừa rồi cô ở trước người Mạc Phàm như nữ thần gặp con ruồi, cao cao tại thượng. Bây giờ mắt cô khẽ đảo, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Phàm. Tông sư Như Long, người nào dám mạo phạm người đó chết. Cô từng nghe ông nội nói những lời này không chỉ một lần. Mạc Phàm là tông chủ giữa rồng, một người như vậy, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy đã không ngừng khinh thường, cho dù chết 10 lần cũng không thiệt thòi. Mạc Phàm, anh muốn làm gì, anh cứu Tuyết Nhi, vừa rồi tôi khuyên anh cũng vì tốt cho anh thôi. Vừa rồi những người khuyên Mạc Phàm hòa giải với Lâm Khuynh Thiên, không phải chết thì quỳ, cô không muốn giống như những người đó. Tôi cứu Tuyết Nhi, cô lại lấy oán trả ơn, bảo tôi cúi đầu với Lâm Khuynh Thiên, lời giải thích này không thông suốt lắm đâu. Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Ai biết anh lợi hại như vậy đâu, nếu tôi biết anh lợi hại như vậy, tôi chắc chắn sẽ không chọc vào anh. An Hiểu Hiên có chút ấm ức nói. Bây giờ cô đã hiểu rõ, vì sao Mạc Phàm muốn dẫn cô tới hội đấu giá rồi, là muốn đả kích cô một phen. Nếu cô biết tôi là ai, cũng biết cái giá phải trả mạo phạm tôi đúng không? Mạc Phàm nhìn An Hiểu Hiên, cười khẽ hỏi. Anh đừng giết tôi, sau này tôi sẽ không ngăn cản anh kết giao với Tiểu Tuyết. An Hiểu Hiên thành thật nói, không còn một chút hung hãn ương ngạnh lúc trước. Trước đây cô không biết thân phận của Mạc Phàm, hiện giờ chính mắt nhìn thấy sự lợi hại của Mạc Phàm, còn dám ngăn cản Mạc Phàm kết giao với Tiểu Tuyết sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Kiếp trước An Hiểu Hiên thường xuyên nghĩ các biện pháp đùa giỡn hắn, ngăn cản hắn với Tuyết Nhi, nhưng còn chưa đến mức giết cô nàng này. Sở dĩ hắn làm vậy, là muốn An Hiểu Hiên an phận chút. Vậy nhớ kỹ đặt cược giữa chúng ta, còn cả thân phận tôi nữa. Mạc Phàm cười khẽ nói. Tôi nhất định sẽ không truyền ra ngoài, nếu tôi nói cho người khác biết, tôi sẽ biến thành Thái Bình công chúa. An Hiểu Hiên giơ một tay lên, thề son sắt nói. Mạc Phàm cười nhạt, rời khỏi sảnh bán đấu giá, để lại An Hiểu Hiên còn sợ hãi trong lòng và một đám người chúng mê hồn thuật tỉnh lại. Mạc Phàm rời khỏi sảnh đấu giá Đường Triều không lâu, ngay khách sạn Đường Triều đối diện phòng đấu giá Đường Triều. Lâm Khuynh Thiên đứng trước cửa sổ, không ngừng uống rượu vang giá trị mấy chục vạn vào miệng, bình phục tâm tình như núi lửa phun trào của anh ta. Đứng bên cạnh anh ta là một thư ký mỹ nữ mặc trang phục công sở, dáng người vô cùng nóng bỏng. Đã điều tra xong mọi chuyện chưa, rốt cuộc là ai đưa trang viên cho Mạc Phàm, với Mạc Phàm này là ai? Một quyền của Lâm Khuynh Thiên đánh lên cửa sổ, tức giận hỏi. Chuyện trang viên đã điều tra xong, quả phụ viên gia mà chúng ta không tìm được, chính là đạo diễn Hứa Bình, lúc trước thông tin của cô ta bị người ta xóa đi, cho nên chúng tôi không điều tra ra, đây là tin tức nhân viên chúng tôi sắp xếp ở phòng đấu giá Đường Triều đạt được, cố chủ viên gia trang là Hứa Bình. Thư ký mỹ nữ không dám thở mạnh, cẩn thận nói. Hứa Bình. Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, lập tức hiểu ra. Chuyện Mạc Phàm đồng ý chữa bệnh cho cha mẹ cô ta, lúc ấy anh ta cũng ở đó, tất nhiên có biết. Nếu là Hứa Bình, cuộc điện thoại khiến anh ta bị Mạc Phàm nghịch tập toàn diện, có vẻ dễ dàng lý giải rồi. Kẻ tiện nhân này, cũng dám đối nghịch với tôi, đưa trang viên cho Mạc Phàm, nhất định phải khiến cô ta biết Lâm Khuynh Thiên tôi không dễ trêu chọc như thế. Lâm Khuynh Thiên nghiến răng nói. Dạ, thiếu gia. Thư ký mỹ nữ gật đầu. Mạc Phàm kia thì sao, có tin tức mới gì không? Lâm Khuynh Thiên hỏi tiếp. Mạc Phàm thần y Đông Hải này, chúng tôi vẫn không biết được tin tức gì, toàn bộ tin tức của cậu ta không có quyền hạn xem, chúng tôi phái người đến Đông Hải, cũng không có bất luận tin tức gì truyền lại, có khả năng Mạc Phàm này có quan hệ với Mạc Đại Sư Đông Hải. Thư ký nhíu mày, suy đoán nói. Mạc Đại Sư Đông Hải, ý của cô là nói, Mạc Phàm thần y Đông Hải và Mạc Đại Sư là một người. Hai mắt Lâm Khuynh Thiên sáng lên, khiếp sợ hỏi. Anh ta vừa mới nói xong, di động lập tức vang lên. Lâm Khuynh Thiên nhìn di động, vẻ mặt khẽ đổi, vội vàng nghe máy, một giọng nói uy nghiêm còn rất to truyền từ trong điện thoại ra. Trang viên bị người ta đoạt đi rồi sao? Giọng nói này không phải của ai khác,
đúng là Lâm Thiên Phong gia chủ đương nhiệm của Lâm gia. Cha, sao cha biết chuyện này? Lâm gia chúng ta xảy ra chuyện lớn như thế, con cảm thấy cha sẽ không biết sao? Lâm Thiên Phong có chút thất vọng nói. Việc tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trang viên Lâm gia bọn họ dự tính, vì trang viên này, bọn họ bố trí ván cờ 10 năm, từ lúc ông ta trở thành gia chủ Lâm gia, ván cờ này đã bắt đầu. Trước mắt đã đến mùa thu hoạch, lại bị một tiểu tử nửa đường nhảy ra cướp. Chuyện mất mặt như thế, ông ta thân là gia chủ Lâm gia, sao có thể không biết? Trang viên bị người ta đoạt đi rồi. Lâm Khuynh Thiên nắm chặt tay, không cam lòng nói. Kẻ nào lớn gan như thế? Lâm Thiên Phong trầm giọng nói. Tuy cách di động, nhưng Lâm Khuynh Thiên vẫn cảm nhận được lửa giận của Lâm Thiên Phong. Mạc Phàm thần y Đông Hải. Thân thể Lâm Khuynh Thiên khẽ run lên, nói thẳng. Mạc Phàm thần y Đông Hải, là tên tiểu tử chữa bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm sao? Lâm Thiên Phong hỏi. Đúng vậy. Cậu ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Lâm Thiên Phong nghi ngờ nói. Bên cạnh Lâm Khuynh Thiên có hai tiên thiên tông sư, nếu là Mạc Phàm thần y Đông Hải, hẳn là tiểu tử này không ra được cửa sảnh bán đấu giá. Quả thật là cậu ta làm, tiểu tử này không nhiều tuổi lắm, chỉ chưa tới 20 tuổi, nhưng có tu vi nhập pháp, hai vệ sĩ của con, chỉ cần một câu của cậu ta là quỳ xuống, căn bản không có đường sống đánh trả, cho nên con đoán cậu ta là. Lâm Khuynh Thiên dừng một lát. Là ai? Mạc Đại Sư Đông Hải. Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Theo ý anh ta, Mạc Đại Sư Đông Hải phải là nhân vật trên 30 tuổi, thậm chí là lão nhân 70, 80 tuổi. Mạc Phàm chỉ mới 17, 18 tuổi, anh ta không dám tin lắm. Nhưng là người có thể địch tông sư, đến từ Đông Hải, lại họ Mạc, anh ta thật sự không nghĩ ra được người nào có thể làm chuyện này. Phù, Lâm Thiên Phong nhổ nước bọt. Không cần suy đoán. Là cậu ta rồi. Lần trước Lâm Chấn Sơn đến Đông Hải tìm một tiểu tử tên là Thần Y Mạc Phàm, kết quả chết trong tay Mạc Đại Sư, ông ta cũng hoài nghi Mạc Thần Y và Mạc Đại Sư là một, nếu Mạc Phàm ra tay đánh bại hai tiên thiên tông sư của Lâm gia, vậy chỉ có một loại khả năng. Chúng ta nên làm gì đây? Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên thay đổi. Mạc Đại Sư đứng ở vị trí thứ 9 trên hắc bảng, chuyện này không là bí mật gì với anh ta. Một thanh niên 17. 18 tuổi một năm trước còn vô danh, bỗng nhiên xuất hiện trên hắc bảng tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đối không đơn giản. Một người cường đại như thế cầm viên gia trang, sẽ không lấy lại được một cách dễ dàng. Kiêu ngạo như anh ta, lúc này cũng tâm có thừa lực không đủ. Lâm Thiên Phong im lặng một lát, lúc này mới mở miệng. Đồ của Lâm gia chúng ta, cha cho cậu ta mới được lấy, cha không cho cậu ta dám lấy, vậy thì cắt cái tay lấy đi. Lâm Thiên Phong nói, giọng điệu bá đạo, sắc bén, tự tin, khiến hô hấp của thư ký mỹ nữ bên cạnh Lâm Khuynh Thiên bị kìm hãm. Lâm gia bọn họ không hành động lâu rồi, mượn Mạc Đại Sư này để khai đao, nếu không sẽ khiến người ta nghĩ Lâm gia bọn họ ngồi không. Nếu Mạc Đại Sư này không tiếp nhận lời mời của bọn họ, vậy chỉ có thể giết chết. Chúng ta đối phó cậu ta thế nào đây? Lâm Khuynh Thiên hỏi, chỉ cần là người sẽ có điểm yếu. Mạc Đại Sư cũng không ngoại lệ, quỷ lão đã đến Giang Nam, để quỷ lão giáo huấn cậu ta trước, còn người nhà, bạn bè của cậu ta ấy à, rất nhanh sẽ biết cái gì là tuyệt vọng, sau đó tất cả bọn họ sẽ chết đi trong tuyệt vọng. Lâm Thiên Phong lạnh lùng nói, quỷ lão, là quỷ lão đứng thứ 5 trên hắc bảng ạ. Trước mắt Lâm Khuynh Thiên sáng lên, máu anh ta vốn sôi trào vì phẫn nộ, lại bốc cháy lên. Quỷ lão đã đến đây, Mạc Đại Sư Đông Hải còn đường sống nữa sao? Cho dù quỷ lão không được, còn có Lâm Thiên Nam thiên hạ vô địch của Lâm gia bọn họ. Đối thủ chỉ là một tiểu tử, anh ta sợ gì? Chỉ trong chớp mắt, Lâm Khuynh Thiên từ trạng thái thất hồn lạc phách, biến trở về Lâm thiếu tự tin, tự cao tự đại, hăng hái lần nữa. Lửa giận tràn đầy trong mắt anh ta, thiêu đốt hừng hực. Bệnh viện nhân dân hạng nhất tỉnh Giang Nam, trong phòng bệnh VIP. Mạc Phàm rời khỏi phòng đấu giá đường chiều. Dựa theo địa chỉ Hứa Bình cho, đến nơi này. Trong phòng bệnh, hai lão nhân một nam một nữ nằm hấp hối trên giường, trên người cắm rất nhiều cái ống, gầy như da bọc xương, hai mắt nhắm chặt, hẳn là ngủ thiếp đi. Hứa Bình đứng gần cửa sổ trong phòng bệnh, vẻ mặt tiêu tụy. Ngoài cô ra, trong phòng bệnh còn một người đàn ông Mỹ quốc mặc áo dài trắng, hình như hai người đang tranh luận gì đó.
Hứa phu nhân, chúng tôi đã khống chế được bệnh tình của cha mẹ cô, được tôi điều trị, cơ thể bọn họ đã có bước chuyển biến tốt đẹp. Chúng tôi không hiểu rõ ý của cô, vì sao cô còn tìm bác sĩ chữa trị cho bọn họ, cô không thừa nhận việc làm của bọn tôi, hay là người Hoa Hạ cô không tin bác sĩ ngoại quốc như chúng tôi. Bác sĩ ngoại quốc này dùng tiếng Hoa Hạ hỏi, giống như rất bất mãn với chuyện Hứa Bình làm. Bác sĩ Trác, tôi không có ý không tin anh, chỉ hy vọng cha mẹ tôi có được chữa trị tốt hơn, nếu có chỗ nào mạo phạm anh, hy vọng anh hiểu cho. Hứa Bình cố gắng giải thích. Tôi có thể lý giải cảm thụ của cô, nhưng ý của cô là, cô mời được bác sĩ chữa trị ung thư rồi, là ý này sao? Trác không buông tha chuyện này nói. Đúng vậy. Hứa Bình thở dài. Từ sáng đến giờ, cô giải thích với bác sĩ Charlie, cô mời tới một bác sĩ chữa trị ung thư cho cha mẹ cô, nhưng vẫn chưa thể giải thích rõ, cô cũng không có biện pháp. Như vậy đi, đợi bác sĩ kia đến đây, tôi hy vọng tôi có thể nhìn thấy cậu ta chữa trị thế nào, dù sao cha mẹ cô vẫn là bệnh nhân của tôi phải có trách nhiệm với bọn họ. Trác nghiêm túc nói, nhưng tôi cũng hy vọng Hứa phu nhân chuẩn bị tốt. Tôi đã là bác sĩ giỏi nhất về phương diện chữa bệnh ung thư ở Hoa Hạ các cô rồi, với y thuật của tôi, phối thêm thần thủy trong trang viên của cô nữa, đủ để chữa khỏi cho cha mẹ cô, có khả năng bác sĩ cô mời tới là tên lừa gạt. Trác tự tin nói. Trác vừa mới nói xong, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khẽ. Bác sĩ Trác, anh nói tôi là kẻ lừa đảo sao? Hứa Bình thấy là Mạc Phàm, mỉm cười, vội vàng đi tới. Mạc tiên sinh. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Bác sĩ Trác kia nhìn thấy Mạc Phàm ở cửa, sắc mặt thay đổi, những lời vừa nói ra miệng bị anh ta nuốt xuống, trong hai mắt đều là khó mà tin. Lại là cậu, tên lừa gạt này. Trác sửng sốt một lát, mắt lam chớp chớp, chỉ vào Mạc Phàm quát. Hứa Bình nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, sao lại thế này, cậu quen bác sĩ Trác sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trác một cái. Cũng lộ ra chút bất ngờ. Trác này không phải ai khác, rõ ràng là bác sĩ chữa bệnh ung thư cho Mộc Phong Vãn ở thành phố Đông Hải. Trước khi hắn chữa khỏi ung thư cho Mộc Phong Vãn, liếc mắt nhìn anh ta một cái liền chẩn đoán anh ta bị bệnh AIDS, nên anh ta đã rời khỏi Đông Hải. Không ngờ gặp được anh ta ở tỉnh Giang Nam, còn là bác sĩ chữa bệnh cho cha mẹ Hứa Bình. Hắn liếc mắt nhìn Trác một cái, lông mày hơi nhướng lên. Lúc trước hắn chuẩn đoán Trác bị bệnh AIDS, bệnh này đối với y tiên bất tử hắn chỉ là một thang thuốc có thể giải quyết, đối với những bác sĩ khác bệnh AIDS và ung thư là bệnh nan y. Bệnh AIDS của Trác này, vậy mà chữa khỏi rồi sao? Trong mắt hắn chớp lóe lam quang, vẻ mặt khôi phục như thường. Lúc này trên người Trác lưu chuyển khí tức kỳ lạ. Từng gặp một lần, Mạc Phàm lạnh nhạt nói với Hứa Bình. Chúng ta chỉ từng gặp một lần sao, tiểu tử. Trác cười nham hiểm. Hứa phu nhân, lần trước chính cậu ta tự xưng là Mạc Phàm thần y Đông Hải, không chỉ thiếu chút nữa hại chết một cô gái ung thư gan, còn lừa gạt mẹ cô gái này lên giường, cuối cùng bác sĩ Mạc thật đến, mới vạch trần được cậu ta, lúc chuyện này xảy ra, tôi cũng ở ngay tại đó, nếu không có bác sĩ Mạc, chúng tôi cũng sẽ bị lừa như cô, tên lừa đảo đáng ghét này. Trong lòng Trác đầy căm phẫn nói. Sau khi trải qua chuyện đó, anh ta không chỉ mất chén vàng ở bệnh viện, còn bị mấy tiểu y tá có quan hệ mờ ám với anh ta tìm người đánh một trận. Chuyện này làm anh ta mất sạch thể diện, cả đời này anh ta sẽ không quên chuyện đó. May mà trong lúc tìm người chữa trị bệnh AIDS, anh ta gặp đạo sư của mình. Anh ta luôn muốn tìm Mạc Phàm báo thù, không ngờ Mạc Phàm là bác sĩ Hứa Bình mời tới. Nếu Mạc Phàm đến đây, lần này anh ta phải đòi lại sỉ nhục ở thành phố Đông Hải. Hứa Bình nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ. Tuy cô chưa từng gặp Mạc thần y, nhưng cảm thấy mình có chút nhãn lực, sẽ không nhìn lầm. Bác sĩ Trác, anh chắc chắn Mạc tiên sinh không phải là Mạc thần y Đông Hải sao, anh đang nói đùa à? Cậu ta cũng tên là Mạc Phàm, nhưng không phải Mạc thần y có thể cứu cha mẹ cô, tôi từng gặp Mạc thần y thật vài lần, tuổi tương đương với Mạc Phàm này, nhưng anh Tuấn tiêu sái hơn Mạc Phàm này nhiều, hơn nữa vô cùng nhã nhặn với mọi người, cậu ấy còn từng chỉ đạo tôi y thuật. Hai tay Trác ôm ngực cười nói, giống như anh ta rất thân với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu mỉm cười, Trác này không chỉ có chút bản lĩnh, trái lại năng lực đổi trắng thay đen cũng rất lợi hại, đen đã bị anh ta nói thành trắng rồi. Nhưng hắn không để ý đến Trác, rời mắt nhìn cha mẹ Hứa Bình.
Mạc tiên sinh này không phải Mạc thần y thì là ai? Hứa Bình nhíu mày, không tin tưởng lắm. Không dễ dàng gì cô mới tìm được Mạc thần y, sao có thể là giả? Cậu ta sao, một tên lừa đảo chuyên nghiệp, mượn danh bác sĩ Mạc Đông Hải giả danh lừa bịp khắp nơi, động tới người nhà xinh đẹp của người bệnh, liền muốn người ta bồi ngủ mới được. Lưu Nguyệt như con dâu mộc ra từng ngủ với cậu ta, hơn nữa không chỉ một lần, đụng tới quyền lợi phải có quyền lợi, đụng tới bảo bối cậu ta nhìn chúng, sẽ lấy bảo bối từ tay người đó, nếu tôi đoán không sai, cậu ta đã lấy được thứ cậu ta muốn từ chỗ cô rồi đúng không? Charlie liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trên mặt đều là vui vẻ vì sắp báo được thù. Mắt Hứa Bình khẽ đảo, lộ ra chút bối rối. Lúc trước cô còn không tin, nhưng chắc nói chính xác như vậy. Cô không thể không hoài nghi thân phận của Mạc Phàm. Mạc Phàm tìm đến cô, vốn là muốn vai chính trong Thủy Nguyệt truyền kỳ còn để lộ ra muốn đạt được trang viên viên gia, quả thật như Trác nói. Vậy Mạc thần y thật đâu, bác sĩ Trác, anh có thể liên lạc với cậu ấy không? Hứa Bình có chút khẩn trương hỏi. Bệnh tình của cha mẹ cô ổn định là nhờ Trác, nhưng thân thể càng ngày càng tiêu tụy, bây giờ mỗi ngày ngủ còn nhiều hơn tỉnh rất nhiều. Nếu không tìm được Mạc thần y, cô thực sự sợ ngày nào đó cha mẹ sẽ ngủ mất. Ái ra. Trác thở dài, vẻ mặt tiếc hận. Nếu bác sĩ Mạc còn sống, tôi có thể giúp cô liên lạc với bác sĩ Mạc. Nhưng người Hoa Hạ các cô có câu, bác sĩ không tự chữa bệnh được. Bác sĩ Mạc bị bệnh nan y do gia tộc di truyền, đã sớm chết rồi. Cái gì? Hứa Bình như bị sét đánh, lùi về sau hai bước, trên mặt hiện lên biểu cảm khó mà tiếp nhận nổi, không nói được một câu nên lời. Cô vốn tưởng rằng cuối cùng cũng gặp được Mạc thần y bác sĩ chữa trị ung thư, cha mẹ cô được cứu rồi, cô còn không tiếc đắc tội Lâm gia, đưa biệt thự cho Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm này là giả, bác sĩ Mạc thật bị bệnh nan y chết rồi. Hứa phu nhân, tôi đề nghị cô lập tức gọi cảnh sát tới, bắt tên lừa gạt này lại, nói không chừng còn lấy lại được những thứ cậu ta lấy đi. Trác nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói, không có một chút lo lắng bị Mạc Phàm vạch trần. Cho dù là người bình tĩnh, gặp phải chuyện sinh tử của mình hay thân nhân bạn bè đều hoảng lên. Con người hoảng hốt, cho dù chỉ số thông minh 200, cũng sẽ giảm mức lớn. Nhìn Hứa Bình, hơn phân nửa là tin anh ta 7-8 phần. Nhưng anh ta không có ý kết thúc, lại rót thêm một chậu dầu nóng. Hứa phu nhân, tôi rất hiểu tâm tình của cô, nếu còn chưa tin tôi, cô có thể cho Mạc tiên sinh này thử chữa bệnh cho cha mẹ cô một lần, nếu cậu ta chữa được thì tốt. Cô coi như không nghe thấy những lời tôi nói lúc trước, nhưng tôi khuyên Hứa nữ sĩ đừng nên mạo hiểm tốt hơn. Cô gái lúc trước không được tên lừa gạt này chữa trị còn duy trì tỉnh táo. Sau khi cậu ta châm mấy châm, cô bé kia xuất hiện triệu chứng tim ngừng đập và khí quan suy kiệt. Người này là tên lừa gạt không biết y thuật, chỉ biết giả thần giả quỷ. Trác thấy Mạc Phàm không nói gì, anh ta nở nụ cười, không sợ hãi nói. Anh ta sớm đã không là Trác trước kia. Nếu lần này Mạc Phàm dám ra tay chữa cho hai lão nhân kia, anh ta sẽ cho Mạc Phàm biết bây giờ anh ta lợi hại như thế nào. Đến lúc đó bị đuổi đi không phải là anh ta, mà là Mạc Phàm. Chuyện này, Hứa Bình cảm thấy hồi hộp, sắc mặt khó coi hơn vài phần. Trước khi Mạc Phàm tới, Trác còn sống chết không chịu để cô mời bác sĩ nhúng tay, vì thế tranh chấp với cô tới chưa? Mạc Phàm vừa xuất hiện, vậy mà Trác vẫn như thế. Nếu không nắm chắc 10 phần, chắc sẽ không nói như vậy. Mạc tiên sinh. Trong mắt cô là âm tình bất định, tràn đầy vẻ phức tạp nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, thu hồi ánh mắt nhìn cha mẹ Hứa Bình, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, không có một chút ảnh hưởng vì những lời Trác nói. Lời nói của một con kiến, nếu có thể ảnh hưởng đến hắn, vậy tâm trí của hắn quá yếu. Hắn rời mắt nhìn về phía Trác. Anh nói xong rồi sao? Trác khẽ cau mày, cười đùa. Những lời tôi vừa nói không sai chứ, tên lừa đảo đáng ghét. Mạc Phàm cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên khinh thường. Anh cảm thấy học được chút ma pháp đó, thì khác trước kia sao? Mạc Phàm hỏi. Trên người Trác này có khí tức ma pháp, rõ ràng là cơ duyên xảo hợp bái ma pháp sư nào đó làm sư phụ. Trác ổn định tế bào ung thư trên người cha mẹ Hứa Bình, là nhờ ma pháp. Anh ta dùng ma pháp khống chế nơi tồn tại tế bào ung thư, khống chế tế bào ung thư sinh trưởng, quả thật có thể khống chế bệnh tình. Nhưng ma pháp chắc sử dụng không chỉ khống chế tế bào ung thư, còn khống chế bộ phận khí quan của cha mẹ Hứa Bình, khiến khí huyết lưu thông chậm hơn nhiều.
cha mẹ Hứa Bình hiện giờ như máy móc bị đóng một phần chức năng. Lúc đầu có lẽ còn có thể hô hấp, dần dần chức năng bị đóng sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn đường chết. Sở dĩ cha mẹ Hứa Bình có thể còn sống, là vì tiêm vào chất lỏng có linh khí. Chút linh khí này cực loãng, nhưng đủ khiến một người còn sống. Ma pháp, linh dịch, kết hợp hai thứ này lại, quả thật chắc này tiến bộ không ít. Nhưng giờ trò trước mặt hắn, còn kém xa. Tươi cười trên mặt Trác lập tức cứng đờ, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ kinh ngạc. Quả thật y thuật của Mạc Phàm rất cao, nhưng chỉ là một bác sĩ bình thường. Một người bình thường, sao có thể biết ma pháp? Ma pháp, Mạc tiên sinh, cậu có ý gì thế? Hứa Bình nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Cô xem vị trí phía dưới xương sườn cha cô đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vẻ mặt Hứa Bình nghi ngờ, đi đến bên cạnh cha cô, vén chăn và áo nhìn thoáng qua. Phía dưới xương sườn cha cô, rõ ràng có thêm mấy hình vẽ kỳ lạ, có chút giống hình xăm, lại giống như vẽ lên. Đây là... Cha cô là đại sư quốc học, thờ phụng thân thể được cha mẹ ban cho, bình thường cắt tóc đều bảo người ta gom lại cho ông, sau này phải chôn nó cùng với ông. Lúc cô đi học thấy bạn cùng phòng đi xăm, rất đẹp, liền xăm một cái, kết quả bị cha cô mắng không bằng con chó. Cô không thể không nhanh xóa hình xăm, chuyện này mới tính là được giải quyết. Trên người cha cô không có khả năng có hình vẽ gì, chỉ có thể là ma pháp như Mạc Phàm nói. Thứ đó cần cho chữa bệnh của tôi, ung thư là bệnh nan y, biện pháp bình thường đều vô dụng, nếu không phải tôi dùng phương pháp này khiến bệnh tình cha mẹ cô ổn định, tế bào ung thư trên người cha mẹ cô đã khuếch tán đến đầu, cho dù là thần tiên hoa hạ các cô cũng không cứu được. Trác giải thích, vẻ mặt không còn lên mặt như lúc trước. Nói xong câu này, anh ta mới biết mình bị Mạc Phàm dắt mũi. Tên lừa gạt đáng ghét này, cậu đang nói linh tinh gì thế, thuật pháp gì chứ, đây là vu y chi thuật, là y thuật tôi tìm được ở một bộ lạc nguyên thủy. Hứa phu nhân, cô đừng tin cậu ta, tên lừa đảo đáng ghét này rất biết giả thần giả quỷ, chuyện hình vẽ này, lát nữa tôi sẽ giải thích với cô. Trác nắm chặt tay, vội vàng nói với Hứa Bình. Vu y chi thuật, Mạc Phàm cười khinh thường. Chỉ sợ ngay cả vu y chi thuật là gì Trác này cũng không biết. Dám nói mình dùng vu y chi thuật. Hứa Bình nhíu mày, cô từng quay phim điện ảnh về đề tài vu thuật, có chút hiểu biết vu y. Hoa Hạ, Châu Phi, Ai Cập đều có y thuật tương tự, tuy không được giới y học tán thành, nhưng nghe nói có một số vu y chữa được bệnh. Nhưng cô nhận ra được Trác bối rối, đây là biểu cảm khi tên lừa gạt bị vạch trần mới có, cô thường xuyên dạy diễn viên của mình diễn biểu cảm như vậy. Thật sự là vu y chi thuật sao? Trác thấy Hứa Bình nghi ngờ, sắc mặt lập tức khó coi, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Hứa phu nhân, nếu cô không tin lời tôi nói, cô có thể cho tên lừa gạt này thử một lần, chỉ cần cô không sợ gặp chuyện không may. Chỉ cần Mạc Phàm chữa bệnh cho hai lão nhân kia, anh ta sẽ giải trừ ma pháp. Lúc trước anh ta thử rồi, một khi giải trừ ma pháp, tế bào ung thư đói bụng đã lâu sẽ như sói đói nhanh chóng khuếch tán, hai lão nhân kia sẽ càng thêm nguy hiểm trong thời gian ngắn. Cho dù Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư, cũng đừng mơ tưởng chữa khỏi cho hai người đó. Đến lúc đó Hứa Bình phải dựa vào anh ta, trang viên kia ngoại trừ của anh ta ra thì không thể là của ai khác, nhiệm vụ của anh ta coi như hoàn thành rồi. Còn Mạc Phàm, sẽ bị bắt lại như kẻ lừa đảo, người người kêu đánh. Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó, anh ta đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trong mắt Hứa Bình chớp lóe do dự. Hiện giờ cô không biết nên tin ai. Trác luôn chắc chắn Mạc Phàm là tên lừa đảo, nói rõ đạo lý, không giống như bịa ra. Mạc Phàm lại bình tĩnh như thế, còn liếc mắt một cái phát hiện đồ án trên người cha cô. Chỉ do dự một lát, trong lòng cô đã có quyết định. Mạc tiên sinh, mong cậu khám bệnh cho cha mẹ tôi, nếu có thể, mời cậu ra tay giúp đỡ. Hứa Bình thành khẩn nói. Cho dù là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, khi bị vạch trần sẽ có một chút phản ứng. Từ đầu đến cuối Mạc Phàm như tòa núi tuyết, lù lù bất động, trái lại Trác mới gặp Mạc Phàm đã có biểu cảm kỳ lạ, Hứa Bình vừa nói câu này, sắc mặt Trác lập tức khó coi, trong đôi mắt lam lộ ra tàn nhẫn. Hứa phu nhân đã nói như vậy, Mạc tiên sinh, cậu bắt đầu đi. Trác lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, hai tay anh ta cho vào túi, trên năm ngón tay lấp lánh vô số ánh sao, miệng bắt đầu niệm chú. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trác một cái, cười khinh thường. Không cần uổng phí sức lực,
chút ma pháp đó của anh không ảnh hưởng đến y thuật của tôi đâu. Khí tức ma pháp trên người Trác, cùng lắm chỉ tới tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Tiên Thiên Tông sư bình thường đều không phải đối thủ của hắn, chỉ là con kiến trúc cơ sơ kỳ cũng dám ngăn y tiên bất tử hắn chữa bệnh cứu người, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Còn nữa, tốt nhất là anh đừng sử dụng ma pháp, anh sử dụng một lần, sẽ đoản mệnh một chút, nguyên nhân cụ thể, đến hỏi đạo sư của anh đi. Mạc Phàm nói tiếp, ma pháp ma giới và tu tiên đều có điều kiện, nếu không có thiên phú, gần như khó mà tu luyện thành công. Trác này thuộc người không có thiên phú, nhưng đạo sư của anh ta đi đường tắt, khắc ma pháp trận trên người anh ta, khiến anh ta có thể sử dụng ma pháp. Nhưng giá phải trả khi đạt được ma pháp, là phải tiêu hao lực sinh mệnh. Phương pháp này không hiếm thấy ở ma giới, vì khiến người bình thường có được sức chiến đấu cường đại, ma giới đã khắc ma trận lên người người bình thường, do đó khiến người bình thường sử dụng được ma pháp trong thời gian ngắn. Đương nhiên ma pháp trận trên người chắc kém xa ma trận chân chính. Mắt Trác mở to, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ. Trái lại anh ta từng nghe đạo sư nói rồi, số lần sử dụng ma pháp của anh ta có hạn, nhưng không nghe nói sau khi không thể sử dụng ma pháp sẽ bị chết. Tên lừa đảo đáng ghét này, tôi căn bản không hiểu cậu nói gì, nhưng tôi cảm thấy lần này cậu sẽ bị cảnh sát đưa vào tù. Trác ra vẻ trấn định nói. Anh ta vừa nói những lời này, đồ án trên người cha mẹ Hứa Bình chớp lóe, sau đó nhạt màu đi. Tim hai người nhanh chóng tăng nhanh hơn rất nhiều, tâm điện giám sát lập tức vang lên. Chuyện này, vẻ mặt Hứa Bình ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ bối rối. Mạc Phàm lắc đầu cười, lập tức đến bên cạnh cha mẹ Hứa Bình. Tôi nói rồi, vô dụng thôi. Mạc Phàm vung tay lên, một đạo kình phong thổi về phía cha mẹ Hứa Bình. Chăn của hai người như được người ta vén lên, cuốn sang một bên, các loại ống dẫn trên người bọn họ cũng được kình phong thổi xuống. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, một hộp ngân châm kích thước dài ngắn không đều như ma thuật xuất hiện trong tay hắn. Vù vù, hắn búng ngón trỏ, hai cây châm bạc châm chính xác vào ngực cha mẹ Hứa Bình. Không chỉ khiến máy tâm điện lập tức ngừng phát ra âm thanh cảnh cáo, nhịp tim hai người cũng ổn định lại. Lúc này sắc mặt Hứa Bình mới hơi dịu đi chút, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Trác cũng sừng sốt, anh ta giải trừ tất cả ma pháp trận. Không chỉ khiến tế bào ung thư nhanh chóng khuếch tán, tốc độ chảy huyết dịch và trao đổi chất cũng nhanh hơn nhiều. Giống như phá động đầy mương máng, dòng nhỏ đã quen chảy nhỏ giọt, bỗng nhiên bất ngờ lũ tới, hẳn là rất nguy hiểm mới đúng. Nhưng chỉ một châm của Mạc Phàm, đã ngăn chặn chuyện này. Hơn nữa rõ ràng Mạc Phàm chữa bệnh, nhưng như cao thủ trong phim võ hiệp. Ra tay đặc biệt, đạn châm như mũi tên. Chẳng lẽ tiểu tử Hoa Hạ này là đạo sĩ Hoa Hạ? Trác nhíu mày nghĩ, đạo sư của anh ta từng nói, Hoa Hạ có đạo sĩ giống như ma pháp sư bọn họ. Chỉ kinh ngạc một lát, sắc mặt anh ta khôi phục như thường. Mạch Phàm không phải là người bình thường, bây giờ anh ta là phàm nhân sao? Lần trước anh ta bị Mạc Phàm khiến chật vật không chịu nổi, xem lần này cậu ta thua thế nào. Sâu trong hốc mắt của anh ta, con người màu lam tràn đầy dữ dằn, lộ ra tàn nhẫn. Ma pháp trận trên lưng anh ta sáng lên, hai hắc khí hình rắn mắt thường không thể nhận ra được bay từ người anh ta ra, bay về phía cha mẹ Hứa Bình. Xem lần này cậu làm thế nào. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, cười nham hiểm. Hai đạo hắc khí hình rắn là bảo bối đạo sư đưa cho anh ta, tên là Phệ Hồn Ma. Nghe nói là do linh hồn của diệt tuyệt ma thú rèn thành, đạo thuật Hoa Hạ căn bản không làm gì được Phệ Hồn Ma. Hai Phệ Hồn Ma vốn dùng để cho anh ta phòng thân, nếu gặp được tiểu tử này, không cần cất giấu làm gì. Giết cha mẹ Hứa Bình trước, xem lát nữa Hứa Bình có tính sổ với Mạc Phàm không. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Hứa Bình không nhìn thấy thứ này, có thể tránh thoát được mắt hắn sao? Anh cảm thấy thứ này có tác dụng sao? Mạc Phàm quay đầu liếc Trác một cái. Trác lại sửng sốt. Chẳng lẽ bị tiểu tử này phát hiện ra rồi sao? Tên lừa đảo đáng ghét này, tôi không biết cậu đang nói gì. Khi anh ta nói chuyện, vội vàng điều khiển Phệ Hồn Ma chui vào trong cơ thể cha mẹ Hứa Bình. Chỉ cần Phệ Hồn Ma này vừa tiến vào trong cơ thể cha mẹ Hứa Bình, người thắng cuối cùng sẽ là anh ta. Mạc Phàm lắc đầu, chỉ là ma hồn thú, cũng muốn quấy nhiễu hắn chữa bệnh cứu người sao? Người hắn muốn cứu, không ai có thể giết chết. Cho dù sư phụ sau lưng Trác cũng không có bản lĩnh này,
Trác lại càng không. Thành thật ở một bên, nếu không tôi sẽ khiến anh hình thần câu diệt. Giọng nói ngầm này tên là Lôi Âm, không thông qua lỗ tai Trác, trực tiếp truyền vào đầu anh ta, vang vọng không ngừng trong đầu anh ta. Chấn ma. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ngân quang, hai chữ truyền ra. Vẻ mặt Trác ngẩn ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giọng nói của Mạc Phàm truyền vào đầu anh ta còn chưa tính, vậy mà phệ hồn ma đạo sư cho anh ta cũng nghe lệnh của Mạc Phàm. Không chỉ không bị anh ta khống chế chui vào trong cơ thể cha mẹ Hứa Bình, ngược lại bay về phía anh ta, lượn vòng trên đỉnh đầu anh ta, có thể cắn anh ta bất cứ lúc nào. Sao tiểu tử này có thể? Mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán Trác xuống. Mạc Phàm thấy Trác thành thật hơn, hai tay vũ động, cầm mỗi bên 9 cây châm, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Linh khí ngưng tụ thành một đám ký hiệu đặc biệt, quấn quanh ngân châm. Ngón tay hắn khẽ cử động, cầm 9 ngân châm với những ký hiệu khác biệt biến mất ở vị trí ngực cha mẹ Hứa Bình, vô cùng chính xác. Khởi! Hắn thầm quát một tiếng, một ký hiệu trên ngân châm tỏa ra một đạo quang, hợp với ký hiệu ngân châm khác, 9 ký hiệu sáng lên hình thành chữ S. Hình chữ S ngược này nhoáng lên một cái, biến mất vào trong cơ thể cha mẹ Hứa Bình. Trên người cha mẹ Hứa Bình lập tức xuất hiện đồ án chữ S ngược. Thái Ất Chi Môn, khai. Vẻ mặt Mạc Phàm nghiêm túc, lạnh lùng quát. Mạc Phàm vừa nói xong, đồ án hình chữ S ngược sáng lên, tựa như cửa lớn chớp lóe ánh sáng mở ra, ánh sáng tràn ngập sinh cơ bừng bừng nở rộ theo cánh cửa, hào quang khuếch tán xung quanh cha mẹ Hứa Bình. Đến chỗ nào, làn da ảm đạm không có ánh sáng của cha mẹ Hứa Bình lập tức như da trẻ sơ sinh, no đủ, hồng nhuận còn sáng bóng. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ cơ thể cha mẹ Hứa Bình được hào quang bao quanh. Hứa Bình ở bên cạnh vừa mừng vừa sợ. Chuyện này, đây là y thuật sao, cô có cảm giác như Mạc Phàm là tiên nhân, đang thi triển tiên thuật thần kỳ. Cô là con dâu Viên gia, tuy chưa từng thấy pháp thuật, nhưng biết Hoa Hạ có pháp thuật tồn tại. Mạc Phàm biết pháp thuật, lần này cha mẹ cô được cứu rồi. Hào quang duy trì liên tục vài phút, dần dần thu nhỏ lại. Lộ ra bộ dạng cha mẹ cô. Lúc này khí sắc cha mẹ Hứa Bình đã bình thường, tựa như trẻ sơ sinh ngủ say, phát ra tiếng ngáy nhỏ, hoàn toàn tựa như hai người trước khi Mạc Phàm tới. Mạc tiên sinh, như vậy được rồi sao? Hứa Bình có chút khó có thể tin hỏi, cô mời không biết bao nhiêu danh y, đều không chữa trị được cho cha mẹ, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mạc Phàm vừa tới chỉ dùng mấy châm, cha mẹ cô liền như người bình thường. Cho tới bây giờ, cô vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Ung thư đã khỏi hẳn, nhưng phải điều dưỡng một thời gian, đây là hai chai bồi nguyên đan, uống vào sẽ khỏe hơn. Mạc Phàm lấy hai chai bồi nguyên đan ra, lạnh nhạt đưa cho Hứa Bình nói. Lần này hắn không dùng lưỡng nghi châm chữa trị ung thư như lúc trước, mà là một loại châm thuật cường đại hơn tên Thái Ất Thần Châm. Thái Ất Thần Châm có thể mở Thái Ất Chi Môn trong cơ thể người, Thái Ất Chi Môn là tạo hóa chi địa trong cơ thể con người. Một khi mở ra đồng nghĩa với việc thay da đổi thịt, nhưng không thể tránh khỏi suy yếu một khoảng thời gian. Hắn vốn có thể đưa vào một chút linh khí, khiến tốc độ suy yếu của bọn họ qua nhanh. Nhưng thân thể bọn họ là phàm thai, mở Thái Ất Chi Môn khiến thân thể bọn họ gặp khó chịu nổi, lập tức dẫn linh khí vào sẽ mất nhiều hơn được. Bồi nguyên đan. Hứa Bình hơi sững sờ, cô có biết thứ này? Lúc trước có thứ này trong hội đấu giá cô tham gia. Nghe nói có thể cố bản bồi nguyên, không có bất luận tác dụng phụ gì, một viên phải mấy trăm vạn, bị một số phú hào, mỹ phụ tranh mua, một viên bồi nguyên đan thượng phẩm có giá trên vạn. Thứ chân quý như thế, vậy mà Mạc Phàm giơ tay là cho cô hai chai bồi nguyên đan. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Không cần cảm ơn. Mạc Phàm nói vài câu khách sáo với Hứa Bình, rời mắt nhìn Trác đã đi tới cửa. Còn muốn chạy, anh chạy được sao, là ai phái anh tới? Tới nơi này làm gì? Muốn thoát khỏi mí mắt của hắn, dễ như vậy sao? Ở cửa, Trác muốn chạy trốn nuốt nước bọt, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỗ dựa lớn nhất của anh ta là phệ hồn ma, ngay cả phệ hồn ma của anh ta cũng bị Mạc Phàm khống chế, rõ ràng là anh ta không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nếu không đi, có khả năng anh ta muốn chạy cũng không chạy được. Anh ta vốn định nhân cơ hội Mạc Phàm hành châm chữa bệnh rời đi. Ai biết vẫn bị Mạc Phàm phát hiện. Mạc tiên sinh, anh ta là ai thế? Hứa Bình nhíu mày liếc mắt nhìn Trác một cái, tò mò hỏi. Vừa rồi Trác luôn miệng nói Mạc Phàm là kẻ lừa đảo,
thiếu chút nữa cô cũng bị trác lừa, bắt đầu hoài nghi Mạc Phàm. Hiện giờ Mạc Phàm chữa khỏi cho cha mẹ cô, đây là minh chứng tốt nhất rồi. Mạc Phàm là thật, chắc chắn tên trác này là tên lừa gạt. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nói đơn giản chuyện ở thành phố Đông Hải. Hóa ra là như vậy. Lúc này Hứa Bình mới hiểu ra, đôi mắt nhìn về phía trác tràn đầy giận dữ. Tự anh nói, hay là... Mạc Phàm lạnh lùng nhìn trác chăm chú, ý niệm hơi động. Hai đạo hắc khí hình rắn lập tức há to miệng, bộ dạng như muốn nuốt trác vào bụng. Trác thấy hắc khí hình rắn làm động tác tấn công, sắc mặt thay đổi, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Anh ta từng tận mắt nhìn thấy phệ hồn ma cắn nuốt linh hồn người khác, không phải người kia bị cắn nuốt sạch linh hồn mà chết, mà vì không chịu nổi thống khổ phệ hồn, dùng tay mình bóp chết mình, có thể nghĩ ra đau đớn đến mức nào, anh ta không muốn thống khổ như thế. Tôi nói, tôi là người của Hắc Ám Giáo Đình, tôi đến đây vì Trang Viên Viên gia. Trác vội vàng nói, Hắc Ám Giáo Đình, Mạc Phàm nhướng mày. Trái lại hắn đoán được là Trang Viên Viên gia, ẩn nấp bên cạnh Hứa Bình. Hơn phân nửa là muốn Trang Viên. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến Hắc Ám Giáo Đình, hắn vốn tưởng rằng chắc là người của thần điện, ai biết lại xuất hiện tổ chức này. Hắc Ám Giáo Đình. Hứa Bình lặp lại mấy chữ này, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô biết Hắc Ám Giáo Đình sao? Mạc Phàm nhận thấy Hứa Bình kỳ lạ, hỏi. Trong phòng sách của chồng có quyển nói. Hắc Ám Giáo Đình do một đám tín đồ giáo đình Sa Họa sáng lập ở Bắc Âu, mới sáng lập không lâu liền tụ tập một đám thành viên tà ác và cường đại. Tổ chức này thường xuyên lấy người sống hiến tế, phần lớn tín đồ là phần tử điên cuồng, là một đám vô cùng khó chơi lại đáng sợ, thực lực không dưới thần điện. Hứa Bình giải thích, bình thường cô thích đọc sách, trong phòng sách viên gia có ghi lại về Hắc Ám Giáo Đình. Đây là thế lực tuyệt đối không thể đắc tội, người bị Hắc Ám Giáo Đình nhìn chăm chú. Đều bị thủ đoạn khó mà tưởng tượng hành hạ đến chết. Lúc trước cô tưởng rằng Hắc Ám Giáo Đình là viên gia bịa ra, ai biết chắc là thành viên của Hắc Ám Giáo Đình, nói như vậy, tính chân thật của quyển sách kia lớn hơn nhiều. Lần này phiền phức rồi, vậy mà Hắc Ám Giáo Đình nhìn chúng Trang Viên. Hứa Bình lo lắng nói. Một Lâm gia đã đủ đáng sợ, cô từ chối Lâm Khuynh Thiên, đưa Trang Viên cho Mạc Phàm, chắc chắn Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện giờ lại có thêm thế lực càng đáng sợ hơn. Mạc Phàm chỉ hơi nhíu mày, sau đó khôi phục như thường. Trái lại chắc thấy Hứa Bình hơi sợ hãi trên mặt anh ta lập tức biến mất, thay vào đó là kiêu ngạo. Nếu biết Hắc Ám Giáo Đình chúng tôi, còn không nhanh giao Trang Viên ra đây, chỉ cần hai người thành thật giao Trang Viên ra, còn nói xin lỗi tôi sẽ không so đo chuyện hôm nay của hai người. Trác Vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Nếu Mạc Phàm không biết Hắc Ám Giáo Đình, quả thật anh ta sợ Mạc Phàm, dù sao nghe con mới đẻ không sợ hổ. Nhưng người biết càng nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều. Thực lực của Mạc Phàm trên anh ta, nhưng anh ta không tin Mạc Phàm mạnh hơn đạo sư của anh ta, lại càng không tin một mình Mạc Phàm dám đắc tội Hắc Ám Giáo Đình bọn họ. Mạc Phàm cười khinh thường, hỏi tiếp. Trong Trang Viên có thứ gì? Cho dù Trang Viên viên ra xây trên Long Địa. Cũng không đến mức khiến Lâm gia và Hắc Ám Giáo Đình nghĩ tất cả biện pháp tranh đoạt, chắc chắn có thứ gì đó. Trác nhíu mày, lộ ra chút nghi ngờ. Hứa Bình đã nói cho Mạc Phàm cường đại của Hắc Ám Giáo Đình bọn họ, vậy mà Mạc Phàm không sợ hãi chút nào. Tiểu tử, cậu không nghe thấy tôi vừa nói gì sao, cậu không sợ tôi, chẳng lẽ cậu không sợ Hắc Ám Giáo Đình chúng tôi sao? Bảo đạo sư của anh tới tìm tôi lấy Trang Viên đi, nói với ông ta. Tôi ở Trang Viên đợi ông ta, cút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong Trang Viên có thứ gì, hắn nhìn thoáng qua là biết. Còn Hắc Ám Giáo Đình, Trang Viên đã họ Mạc, dám đến cướp Trang Viên, hắn sẽ khiến bọn họ một đi không trở về. Lâm gia sẽ có kết quả này, Hắc Ám Giáo Đình cũng như vậy. Ý niệm của hắn vừa động, không để Trác phản ứng kịp, hai đạo hắc khí hình rắn lập tức chui vào trong miệng Trác. Trong chớp mắt sắc mặt Trác vô cùng khó coi, nhất là đôi mắt, bên trong tràn đầy phẫn nộ, hoảng sợ và tuyệt vọng. Anh ta tưởng rằng mình thành ma pháp sư rồi, cuối cùng cũng có thể báo thù Đông Hải. Ai biết anh ta không chỉ không báo được thù, trái lại bị Mạc Phàm chỉnh thảm hại hơn, còn không tốn chút sức. Tiểu tử, cậu đợi đó, Hắc Ám Giáo Đình chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Trác tức giận nói. Anh ta nói xong không dám ở lại, xoay người chạy ra ngoài.
Mới đầu phệ hồn ma phệ hồn tương đối chậm, nếu tìm được đạo sư anh ta đúng lúc, vẫn có thể cứu được. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, làm như không nghe thấy lời Trác nói. Mạc tiên sinh, cậu thả anh ta đi như thế, thật sự không sao chứ? Hứa Bình lo lắng hỏi. Hắc ám giáo đình không dễ chọc, lúc hắc ám giáo đình hung hăng ngang ngược, người ở khu vực Bắc Âu không dám ra cửa buổi tối, bởi vì những ai ra cửa đều không thể quay về. Anh ta sao? Mạc Phàm cười khinh thường, căn bản không để trong lòng. Cho dù ngàn vạn anh ta, cũng không làm gì được tôi. Ba đại trưởng lão của thần điện đều chết trên tay hắn, Trác thì tính là gì? Cho dù Trác chạy tới chân trời góc biển, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, cũng khiến anh ta chết không toàn thây. Lúc này sắc mặt Hứa Bình mới dịu đi chút, lấy một chuỗi chìa khóa trong túi ra đưa cho Mạc Phàm. Lát nữa tôi sẽ bảo người sang tên khế ước mua bán nhà và khế đất cho cậu. Đây là chìa khóa trang viên, cậu cầm lấy trước, trang viên là của Mạc tiên sinh, nhưng Mạc tiên sinh vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Hứa Bình khuyên, trang viên này khiến Viên gia nhà tan cửa nát, cha mẹ cô cũng bị bệnh nặng, Mạc Phàm có thể phá giải ma chú ở trang viên hay không, cô cũng không biết. Mạc Phàm nheo mắt lại, rời mắt nhìn chìa khóa. Chìa khóa này do khối hoàng ngọc mài thành, giống như chìa khóa thời cổ, to hơn những chìa khóa khác một chút, cũng rất dễ thấy. Bên trên có khắc ký hiệu nguệch ngoạc. Chữ khắc trên thứ trấn phủ sao? Đối với hắn mà nói, khế ước mua bán nhà và khế đất đều không quan trọng, quan trọng là chìa khóa này. Không có chìa khóa này, hắn muốn vào vị trí trung tâm trang viên sẽ hơi phiền phức, chỉ phá trận pháp vốn có mới vào được. Có thứ này, xem như chiếm được trang viên chân chính. Tôi đã biết. Hắn nhận chuỗi chìa khóa, dặn dò Hứa Bình vài câu liền rời khỏi bệnh viện. Chặn chiếc taxi đi về phía Viên gia trang. Một tiếng sau, Mạc Phàm đứng trước trang viên Viên gia, hai mắt hơi nhíu lại. Không biết trang viên này có thể mang đến kinh ngạc vui mừng gì đây. Hắn lấy chìa khóa, đi vào trong trang viên. Lúc Mạc Phàm chưa tới trang viên, trong phòng tổng thống ở khách sạn cao cấp tỉnh Giang Nam. Một người đàn ông trung niên Mỹ quốc để râu mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sofa bằng da thật, thưởng rượu vang. Bên cạnh ông ta là một đôi chị em tóc vàng dáng người nóng bỏng, chỉ mặc quần áo hở hang. Một cô gái tây tóc vàng vén tóc sang một bên, lộ ra gương mặt phương Tây tinh xảo, mị nhãn như tơ, rúc vào bên cạnh người đàn ông, khiêu khích ông ta. Một mỹ nữ khác nằm sấp trên người ông ta, thân thể cong thành đường cong mê người, đang ra sức hầu hạ. Rầm, cửa phòng mở ra, Trác nghiêng ngả lảo đảo đi vào, gục trước người người đàn ông. Chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ, anh ta như bị trúng độc, từng đạo hắc tuyến như trùng tử lan tràn từ cổ anh ta lên mặt. Hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt bị anh ta cào huyết nhục mơ hồ, cả người như tang thi trên tivi, vô cùng dọa người. Mỹ nữ tóc vàng rúc vào người đàn ông nhìn thấy Trác, giống như nhìn thấy quỷ, hét lên một tiếng lùi về sau người đàn ông. Mỹ nữ ở dưới người đàn ông cũng không cẩn thận, trên mặt người đàn ông lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Thực xin lỗi. Lawson đại nhân. Sắc mặt cô ta thay đổi, run rẩy nói, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Lui ra đi. Lawson nhíu mày, lạnh lùng nói. Hai chị em tóc vàng nhặt quần áo trên đất lên, vội vàng rời đi. Trong mắt Lawson hiện lên sắc lạnh, nhìn về phía Trác. Ngón tay ông ta vẽ vài nét trong không trung, một ký hiệu bay về phía Trác. Lúc này Trác mới khá hơn, hắc tuyến trên mặt nhanh chóng mất đi. Rất lâu sau, Trác vô cùng chật vật đứng dậy, cúi đầu không dám nói một câu. Trong phòng khách lặng ngắt như tờ. Thất bại rồi sao? Lawson lạnh lùng hỏi. Trác chật vật quay về như thế, hơn phân nửa là nhiệm vụ thất bại rồi. Đúng vậy, đạo sư. Trác nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Ai làm? Một bác sĩ hoa hạ, cậu ta bảo con nói với đạo sư, cậu ta ở trang viên đợi ngài. Nếu đạo sư muốn trang viên, cứ việc tới lấy. Trác tức giận nói. Thật to gan. Lawson nhướn mày, sắc mặt rét lạnh vài phần. Theo ông ta nhướn mày, bầu không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng. Trác cẩn thận liếc nhìn Lawson một cái, trong lòng ngầm vui vẻ. Xem ra Mạc Phàm chọc giận đạo sư của anh ta rồi. Chọc giận đạo sư của anh ta, sẽ không có kết cục tốt. Đạo sư, tiểu tử hoa hạ này quá cản rỡ. Cậu ta không chỉ khống chế phệ hồn ma cắn nuốt con, còn nói hắc ám giáo đình chẳng là cái thá gì, nếu đạo sư đi mà nói,
cậu ta sẽ giết chết người như giết gà, sau đó cho chó ăn. Trác thêm mắm thêm muối nói. Vậy sao, tiểu tử Hoa Hạ này tên là gì? Lawson cười lạnh lùng hỏi. Tươi cười này giống như ác lang hung ác đứng trước con cừu nhỏ nói muốn diệt cả tộc ác lang. Ông ta trải qua chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, ông ta thay đổi tên liên tục, mỗi tên đều xuất hiện trên bảng liệp sát thế giới. Tên ông ta hiện giờ, đứng trên bảng liệp sát với giá 10 triệu đô, la. Một tiểu tử Hoa Hạ, dám coi thường hắc ám giáo đình của ông ta. Tiểu tử này tên là Mạc Phàm, người Đông Hải, còn chưa tới 20 tuổi, chỉ cần đạo sư đến trang viên đó, giết chết cậu ta sẽ dễ như giết một con kiến. Trác nói, Mạc Phàm Đông Hải, là bác sĩ chữa trị ung thư kia sao? Lawson hơi nhớn mày, khinh thường hỏi. Thân phận hiện giờ của ông ta cũng là bác sĩ, chữa trị bệnh nan y cho một số quý tộc, ví dụ như ung thư, bệnh ết, bệnh chó dại, vân vân. Bác sĩ bình thường không thể chữa trị được những bệnh này, nhưng ông ta dùng ma pháp có thể chữa rất dễ dàng, bệnh ết trên người Trác là do ông ta chữa. Ông ta cho rằng phái Trác đi là giải quyết được mọi chuyện, ai biết đột nhiên xuất hiện một Mạc Phàm phá hỏng mọi chuyện. Đúng vậy, là cậu ta. Trác tức giận nói. Thần y Hoa Hạ này thực ra là đạo sĩ Hoa Hạ sao, tôi phải xem cậu ta có bản lĩnh gì. Trong mắt Lawson hiện lên chút dị sắc, thản nhiên nói. Trong trang viên này có thứ hắc ám giáo đình bọn họ rất cần, người nào lấy người đó phải nôn ra. Đạo sư, mong người cho phép con đi cùng, con nhất định phải giáo huấn tiểu tử này. Trác cười nói. Lawson liếc mắt nhìn Trác một cái, cười lạnh lùng. Cậu phá hỏng nhiệm vụ của tôi, những lời mà tiểu tử kia truyền đạt cậu cũng mang tới rồi, tôi còn cần cậu làm gì, tôi nhớ rõ tôi từng nói kết cục khi nhiệm vụ thất bại với cậu rồi. Mắt Trác mở to. Trên mặt đều là sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau. Đạo sư, người là chiến hữu của ông nội con, người không thể như vậy. Tuy Lawson nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, thực ra đã 100 tuổi rồi. Lúc ông nội anh ta tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, là chiến hữu với Lawson. Chiến hữu? Lawson cười khinh bỉ, người bình thường có thể là chiến hữu của ông ta được sao, chỉ là nô lệ của ông ta mà thôi. Bị ông ta dùng ma pháp trận rút cạn sinh mệnh, chấp hành nhiệm vụ cho ông ta. Không chỉ có ông nội Trác, cha của Trác cũng như vậy. Trác, cậu biết phệ hồn ma này là gì không? Hồn phách của ma thú. Trác nơm nớp lo sợ nói. Lawson cười tàn nhẫn, hai hàm răng tuyết trắng lộ ra. Là hồn phách của ông nội và cha cậu, không phải là ma thú, hiện giờ cậu sẽ thành người thứ ba. Làm sao có thể? Mắt Trác mở to. Trong mắt như sắp xuất ra, nhìn về phía Lawson với vẻ khó mà tin. Lawson cười nhạt, ông ta niệm chú ngữ, ma pháp trận sau lưng Trác lập tức sáng lên. Thân thể Trác lập tức vặn vẹo, tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên. Một phút sau, Lawson vẫy tay, ba hắc khí hình rắn biến mất trong cơ thể ông ta. Ông ta thay một bộ quần áo, soi gương cười âm u, ra khỏi khách sạn. Nếu Trác không được. Vậy trưởng lão hắc ám giáo đình là ông ta sẽ ra tay. Mạc Phàm vào trang viên, một lực hút xuất hiện từ bốn phương tám hướng, dẫn dắt linh khí trên người hắn, muốn lao vào trong trận pháp. Quy Long trận. Trận pháp này là một trong những trận pháp thu linh khí, vô cùng bá đạo. Nếu là tu sĩ bình thường ở trong trận pháp này, không cẩn thận sẽ không khống chế được linh khí, tẩu hỏa nhập ma. Nhất là tu sĩ trên địa cầu, nội khí hỗn tạp, bất ổn. Khả năng tẩu hỏa nhập ma sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, thân thể hắn chấn động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Lực hút kia lập tức không còn sót lại chút gì, trái lại linh khí nồng đậm ở xung quanh giống như là Trường Giang và Hoàng Hà nhập hải, tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn cười khẽ, mở cửa trang viên ra, dọc theo con đường đá đi vào bên trong trang viên, rất nhanh hắn liền đến cầu đá giữa hai ngọn núi, phía dưới thác nước do con người tạo ra. Để xem, rốt cuộc nơi này có thứ gì. Ý niệm của hắn vừa động, cảm ứng như thủy triều lao mạnh ra bốn phía. Một lát sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên rời mắt nhìn về phía thác nước. Linh khí trên tay hắn bắt đầu khởi động, muốn giơ tay ra chộp lấy thác nước, tay mới vươn ra, liền dừng lại. Hả? Hắn nhướng mày. Hắn khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên chút kỳ lạ, lam quang lập tức sáng lên. Từng đạo bạch tuyến rắc rối phức tạp như kén tằm, xuất hiện trong mắt hắn.
Có một số bạch tuyến bị gãy, nhưng phần lớn đều hoàn hảo, giống như lông trâu, không biết có bao nhiêu cái, từ trước người hắn mãi cho đến thác nước đối diện, đều là bạch tuyến này. Cách tay hắn một khoảng có một sợi bạch tuyến, chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn sẽ đụng phải nó. Sợi mỏng như thế, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể thấy, cho dù lực cảm ứng của hắn siêu nhân cũng thiếu chút nữa đụng vào. Bàn ti thiên hỏa trận sao, chẳng trách Lâm gia và Hắc Ám giáo đình nhìn chúng trang viên này, cũng không dám ra tay dễ dàng. Hắn cười thoải mái, thu tay lại. Bên ngoài trang viên Viên gia chỉ là một phần hộ sơn đại trận, động thiên phúc địa chân chính của Viên gia ở trong thác nước. Nhưng bốn phía thác nước đều bị bàn ti thiên hỏa trận bao trùm, muốn đi vào động thiên phúc địa không dễ dàng như vậy. Bàn ti này là tơ thiên tầm, không chỉ ẩn hình khó mà phát hiện ra được, còn vô cùng mẫn cảm với linh khí. Người bình thường căn bản không nhìn thấy, đụng tới cũng không có vấn đề gì. Nhưng tu sĩ thì hơi phiền phức, chỉ cần lộ ra một chút linh khí, bàn ti sẽ đứt, động đến thiên lôi địa hỏa, sẽ nổ người ta bị thương. Mỗi gốc bàn ti đại biểu cho một thiên lôi địa hỏa trận, nhiều bàn ti như vậy, cho dù là hắn ra đầu cũng run lên. Không chỉ như vậy, nếu toàn bộ bàn ti này được kích hoạt, thế giới giấu trong động thiên phúc địa sẽ bị phá hủy hoàn toàn, đều không chiếm được gì. Muốn phá giải trận pháp này không khó, nhưng phiền phức như bác kén kéo tơ, vô cùng nguy hiểm, không đến 10 năm đừng nghĩ đến chuyện phá bỏ, hắn muốn phá giải bàn ti thiên hỏa trận này cũng phải cần 1-2 tháng. Nhưng hiện giờ một phút đồng hồ cũng không thể lãng phí. Hắn lấy chìa khóa mài từ ngọc thạch ra, rót linh khí vào bên trong. Bùm, trên chìa khóa bắn ra một đạo hào quang màu vàng, chiếu lên thác nước phía xa. Trên thác nước giống như tảng đá nhập vào trong hồ nước, gợn sóng dập dờn ra xung quanh, một thứ như ổ khóa khổng lồ xuất hiện, nhanh chóng nhích lại gần Mạc Phàm. Mạc Phàm nhét chìa khóa vào trong cái lỗ, khẽ xoay một cái. Ken két, âm thanh như bắt đầu dùng cơ quan đã lâu không dùng vang lên bốn phương tám hướng. Rất lâu sau, âm thanh này mới biến mất. Bùm, bốn phía chấn động, chỉ thấy thác nước chảy thẳng xuống hồ nước nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó biến mất hoàn toàn, lộ ra một cánh cửa đá. Trên vị trí trung tâm cửa đá, một đạo hoàng quang phóng ra, chiếu xuống dưới chân Mạc Phàm. Ken két, trên cầu đá dưới chân Mạc Phàm, giữa lan can tự động mở ra, hình thành một lối ra. Trong hồ nước dưới cầu, cột nước phóng lên trời, dâng từng khối đá trong nước phía dưới cầu lên, hình thành cầu nổi lơ lửng trong không trung. Khóe miệng Mạc Phàm khẽ nhếch lên, đi ra cầu đá, cười khẽ đi lên cầu nổi. Hắn đến chỗ nào, những sợi tơ nhỏ biến mất như băng tuyết gặp ánh mặt trời, tảng đá dâng lên từng khối. Hắn chậm rãi tiến lên, đi lên cầu nổi đến cửa đá trong thác nước. Nếu lúc này có người đến đây, sẽ nhìn thấy như tiên nhân qua cầu, đến chỗ nào chỗ đó là đường. Một lát sau, hắn đến phía trước cửa đá. Hắn cầm chìa khóa cho vào trung tâm cửa đá tỏa ra ánh sáng, xuyên qua cái lỗ đó. Ken két, cửa đá mở ra, một động thiên lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Trong động thiên này có hồ nước được núi vây quanh bốn phía, không ít chim thú sống trong đó, nói một cách chính xác là yêu thú, tiếng hổ gầm vượn hót vang lên liên tục. Chân núi, từng khu vườn giấu trong màn hào quang, trong đó gieo trồng đủ loại dược vật, rất nhiều loại đã trưởng thành. Giữa hồ nước, trên một hòn đảo nhỏ, một vũng nước suối ngũ sắc vọt lên cao, lại quay về trong ao, từng đạo ánh sáng như cầu vồng xuất hiện xung quanh nước ao, hoàn cảnh yên tĩnh như tiên cảnh, vô cùng xinh đẹp. Theo nước suối phun ra, linh khí nồng đậm phả vào mặt, tuy không thể so được với ở tu chân giới, nhưng nồng đậm gấp không biết bao nhiêu lần biệt thự Đông Hải và Âm Sơn. Chẳng trách Lâm gia bố trí ván cờ 10 năm, cũng muốn lấy được trang viên này. Mạc Phàm vui sướng cười nói. Trước mắt Mạc Phàm lập tức sáng lên, trên mặt hiếm khi hiện lên vui mừng sợ hãi. Đã không còn nhiều thứ khiến hắn động tâm, nhưng động thiên phúc địa này lại khiến hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Nơi này không chỉ có linh khí ngưng tụ thành long địa, còn có linh tuyền vô cùng hiếm thấy. Suối phun ở giữa hồ kia là linh tuyền. Hắn vốn lo lắng không biết linh khí ở nơi này có thể khiến hắn hoàn thành cửu chuyển hỗn nguyên công nhị chuyển tiến vào cảnh giới tiên thiên hay không. Dù sao linh khí của hắn vô cùng tinh thuần, linh khí khiến tu sĩ khác đến tiên thiên đỉnh phong, có thể khiến hắn đến trúc cơ hậu kỳ đã không tệ rồi. Có đạo linh tuyền này, hắn hoàn toàn có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Linh tuyền này ngoại trừ ẩn chứa linh khí kinh người ra,
còn được ma giới gọi là sinh mệnh chi thủy, là bảo vật giúp người ta tăng cường và khôi phục thể lực. Người bình thường uống nước linh tuyền pha loãng gấp trăm lần, không chỉ có thể tiêu trừ rất nhiều bệnh tật, còn có thể tăng cường thể chất. Ngoại trừ linh tuyền ra, nơi này còn gieo trồng lượng lớn linh thảo linh dược, tuy đa số là linh dược 10 năm, nhưng gieo trồng bên cạnh linh tuyền, mỗi loại đều có dược tính mấy trăm năm, trong đó còn có không ít linh dược trăm năm. Có khả năng những linh thảo linh dược này do Viên gia gieo trồng, nhưng vì tai họa 10 năm kia, đời sau không còn sống sót để sử dụng, cho nên chưa từng tiến vào nơi này. Một trang viên như vậy, không nói đến linh tuyền có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không nói đến hộ sơn đại trận, chỉ riêng trăm mẫu linh dược không chỉ 20 triệu, 200 triệu cũng không mua được. Hắn cười nhạt, tay tạo pháp ấn, một đám ký hiệu bay về phía chìa khóa. Chỉ cần sửa chữ trấn phú khắc trên đồ vật của trang viên này, như vậy sẽ là của hắn. Nhưng mà ký hiệu còn chưa tiến vào trong chìa khóa, bỗng nhiên chìa khóa chấn động, rời khỏi tay bay đến chỗ cách hắn ba thước. Một vòng xoáy xuất hiện từ trên chìa khóa, vô số linh khí chen chúc bay về phía chìa khóa. Vừa rồi bầu trời còn trong xanh, bỗng nhiên âm u, linh khí nồng đậm cũng sao động theo. Không khí quỷ dị như mưa dông sắp tới, diệt thế tương lâm. Không lâu sau, vòng xoáy thu lại, một lão giả tiên phong đạo cốt xuất hiện trên đất chỗ chìa khóa. Lão giả này khoảng 80-90 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào màu vàng, phía sau lưng là kiếm đồng tiền, áo bào phần phật, đứng khoanh tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Không phải huyết mạch Viên gia tôi, nhanh rời khỏi trọng địa Viên gia, nếu không sẽ phải chết. Lão giả nói. Ông ta vừa nói xong, vài tiếng bùm bùm vang lên, mấy đạo sấm sét trên bầu trời đánh xuống trong phút chốc, nổ tung xung quanh Mạc Phàm. U u rung động, giống như trời tức giận, chấn nhiếp tâm hồn con người. Trùng ngư điểu thú xung quanh bỏ chạy như điên về phía xa. Trận linh, Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn lão giả kiêu ngạo này một cái, trong mắt hiện lên dị sắc. Chỉ riêng trận linh này, cường đại hơn mẫu cổ trận linh ngàn năm ở biệt thự số 9 của hắn. Thực lực cảnh giới tiên thiên đỉnh phong thì không nói, trí tuệ cũng không kém người bình thường. Mạc Phàm hơi kinh hãi, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục như thường. Hắn không quan tâm lão giả này, một đám pháp ấn trong tay hắn tiếp tục bay về phía trước, bay về phía lão giả kia. Hắn không sợ bản thể của trận linh này, một trận linh hắn càng không sợ. Hắn có không ít động phủ ở tu chân giới, trong đó có rất nhiều là đạt được do cơ duyên xảo hợp. Hắn thu thập trận linh trong động phủ không ít lần, bất kỳ một trận linh nào cũng hơn cái này. Trận linh này muốn phản kháng hắn, nằm mơ. Linh tuyền, dược điền, trận linh tiên thiên đỉnh phong, trang viên này, hắn đã định rồi. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Lão giả kiêu ngạo nói, trong mắt hơi híp lại, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Vẻ mặt Mạc Phàm không thay đổi, vẫn không thèm quan tâm như trước. Tiểu tử, cậu đã cố chấp như thế, vậy trở thành vong hồn trong động thiên viên gia chúng tôi đi. Lão giả thấy Mạc Phàm thở ơ, nhướng mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Một tiểu tử ngoại tộc, cũng dám mơ ước động thiên của viên gia bọn họ. Đồ của viên gia bọn họ, chỉ có thể là của viên gia, những người khác đều phải chết. Tay ông ta để ra sau lưng, rút kiếm đồng tiền ra. Trường kiếm của ông ta vung lên, trường kiếm khí dài 10 trượng giống như một cây thiên trụ chém mạnh về phía Mạc Phàm. Theo đạo kiếm khí này hạ xuống, không khí tựa như nước chảy sang hai bên, mặt đất cũng lắc lư liên tục, như có người lay động đất đai trong động thiên. Một kiếm như vậy, cho dù là một tòa tiểu lâu cũng bị chém nát, rõ ràng là muốn đẩy Mạc Phàm vào chỗ chết. Không đợi kiếm khí chém vào đầu, mí mắt của Mạc Phàm khẽ nâng lên, một tay vươn ra. Tỏa! Năm ngón tay hắn nắm chặt, pháp ấn hóa thành từng sợi xiềng xích. Keng, xiềng xích như rắn quấn lấy lão giả, bao gồm cả trường kiếm khí 10 trượng trong tay lão giả nữa, kiếm khí dừng lại cách đỉnh đầu Mạc Phàm chưa tới một thước. Tiểu tử, cậu cho rằng thứ này có thể trói buộc được tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, ở đây tôi là thần, trừ phi cậu là cao thủ thần cảnh, nếu không không làm gì được tôi đâu. Lão giả kiêu ngạo nói. Trận linh như thần trong hộ sơn đại trận. Động là có thể động tất cả trận pháp trong đại trận, xé rách núi sông, một ý niệm trong đầu tất cả linh khí ở đây đều để trận linh sử dụng. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Ông thử xem thì biết. Lôi tới. Lão giả tức giận quát. Phù văn trên xiềng xích sáng lên,
giọng nói của lão giả vang vọng trong động thiên, nhưng xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút phản ứng. Vẻ mặt lão giả ngẩn ra, trong mắt đều là khó mà tin. Ở đây ông ta là thần linh, trận pháp và linh khí ở đây đều do ông ta khống chế, một tiếng vừa rồi của ông ta, hẳn là sẽ kích hoạt cửu tiêu thiên lôi trận, chém tiểu tử ngoại tộc này thành than củi mới đúng, ai biết không có một chút phản ứng. Ông ta thân là trận linh ngàn năm trong động thiên viên gia, cho đến bây giờ chưa từng thấy chuyện như thế. Sao có thể như vậy? Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ông ta nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Mạc Phàm cười khẽ, pháp thuật này có tên là Phược Thần Tỏa, là thứ chuyên đối phó trận linh. Chỉ cần trận linh bị khóa lại, sẽ cắt đứt liên hệ với Hộ Sơn Đại Trận trong lúc đó. Không có Hộ Sơn Đại Trận, trận linh chỉ là linh thể như đồng hồ cát, hạt cát rơi hết, ông ta không có năng lực chống cự. Không có một chút gì. Bởi vì ông quá yếu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Làm sao có thể? Lão giả khó có thể tin nói. Trước khi ông ta thành trận linh, là một đạo phân thần của lão tổ viên gia, có được thực lực tiên thiên đỉnh phong. Theo ông ta biết, gần trăm năm qua Hoa Hạ không có cao thủ thần cảnh xuất hiện, tiên thiên đỉnh phong đứng trên đỉnh, thực lực này còn yếu sao? Chàng thanh niên xông vào động phủ viên gia bọn họ, rốt cuộc là ai? Trong lúc này, lão giả không còn cao ngạo như trước. Mạc Phàm lắc đầu cười, bàn tay vung lên, xiềng xích kéo mạnh lão giả ném xuống đất. Dầm, lão giả đập mạnh xuống đất, đất đai run rẩy, bụi đất bay tứ phía. Mạc Phàm đi dọc theo bậc thang, đi đến trước mặt lão giả vô cùng chật vật. Bây giờ có thể rồi chứ? Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu, tiểu tử, cho dù chết, cậu cũng đừng nghĩ có được động thiên viên gia chúng tôi, cậu cũng ở lại nơi này luôn đi. Lão giả nhíu mày, tức giận nói. Ông ta là phân thần của lão tổ viên gia. Tất nhiên cũng mang theo ý chí của lão tổ viên gia. Khi lão tổ viên gia còn sống, không chỉ vô địch giới pháp đạo, võ đạo, cho dù là đế vương lúc đó cũng phải cung kính ông ta, được mọi người gọi là hoạt thần tiên. Một tiểu tử vô danh như thế, không chỉ xâm nhập động thiên viên gia bọn họ, có ý đồ đoạt tài sản viên gia, còn khiến ông ta không có năng lực đánh trả. Điều này làm ông ta không thể tiếp nhận, trừ phi là thần tiên, nếu không không ai được làm như vậy với ông ta. Người nào dám mạo phạm ông ta, người đó chết. Ông ta vừa mới nói xong, một đám phù văn đỏ như máu xuất hiện quanh người ông ta. Thân thể bị xiềng xích trói lại của ông ta như khí cầu được bơm lên, nhanh chóng bành trướng. Những phù văn này sáng lên, cả động thiên như hồ nước được đun sôi, không khí từ hơn 20 độ, trong chớp mắt biến thành hơn 50 độ. Mạc Phàm không chút hoang mang, chỉ lắc đầu. Trận linh tự nổ, đều vô cùng phiền phức với không ít người. Chỉ cần tự bạo thành công, linh tuyền, linh dược và mọi thứ trong trang viên sẽ bị hủy. Nhưng tự bạo trước mặt y tiên bất tử hắn, quả thực là chuyện viễn tưởng. Hắn thân là y tiên, không chỉ nắm trong tay sinh tử con người, trận linh cũng như vậy. Cho ngươi chết, ngươi không sống được, cho ngươi sống, ngươi cũng không sống được. Chân hắn khẽ động, đến bên cạnh trận linh, một ký hiệu trong lòng bàn tay rất giống chữ phong xuất hiện, một chưởng đánh vào người lão giả. Phong, dầm, lão giả lập tức bay ngược về sau, ngã mạnh xuống nơi cách trăm mét. Hai mắt lão giả mở to, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Rõ ràng Mạc Phàm chỉ vỗ một chưởng, cấm chế thiên lôi địa hỏa trận cuối cùng mà ông ta có thể động bị che lại. Ông ta không đánh lại được Mạc Phàm, cũng không chết được, hoàn toàn bị đùa giỡn trong tay. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Lão giả nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khiếp sợ nói. Không đợi ông ta nghĩ ra đáp án, Mạc Phàm đã đến trước người ông ta. Huyết mạch viên gia ông đã đứt, Lâm gia đã diệt viên gia, trang viên này là của tôi, xem như thù lao tôi diệt Lâm gia, ông có thể lựa chọn thần phục tôi, hay bị tôi xóa trí nhớ. Lão giả nhìn chằm chằm Mạc Phàm, con mắt khẽ đảo. Ông ta đường đường là một đạo phân thần của lão tổ viên gia, phải thần phục một đứa bé ít tuổi hơn ông ta rất nhiều sao. Ông đã khó xử như thế. Tôi nên xóa trí nhớ của ông tốt hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không để lão giả từ chối, một tay hắn vỗ vào đầu lão giả, phù văn như nước chảy rót vào trong cơ thể ông ta. Vẻ mặt lão giả ngẩn ra, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Một phút sau, lão giả biến thành một thanh niên trẻ tuổi, đạo bào trên người cũng biến thành tây trang. Chủ nhân,
chàng thanh niên cung kính nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đáp lại, tay giơ lên, xiềng xích trên người chàng thanh niên biến mất, cũng đúng lúc này, một giọng nói truyền từ cửa động thiên đến. Tiểu tử, trong thời gian ngắn như thế, vậy mà trận linh đã bị cậu thu phục, đúng là có chút bản lĩnh. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy cạnh cửa đá, một người đàn ông trung niên mặc tây trang, cho hai tay vào trong túi, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Quanh người đàn ông này có vô số hắc khí như rắn, bay lượn trên dưới, đúng là Lawson đạo sư của Trác. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái, vẻ mặt không đổi, khoát tay với trận linh bên cạnh. Anh lui xuống trước đi. Dạ, chủ nhân. Người thanh niên lạy Mạc Phàm, biến mất trong không khí. Ở chỗ đó, một chiếc chìa khóa bay vào tay Mạc Phàm. Ngón tay hắn sáng lên, chìa khóa kia tiến vào trong nhẫn của hắn. Lawson nhìn quanh động phủ một vòng, ánh mắt nhìn về phía linh tuyền, tham lam hiện lên trong mắt ông ta. Tiểu tử, giao chìa khóa kia ra đây, tôi có thể để cậu trở thành trưởng lão hắc ám giáo đình. Lawson không thèm nhìn Mạc Phàm, nhìn chằm chằm linh tuyền ra lệnh. Một linh tuyền như thế, ít nhất có thể khiến hắc ám giáo đình bọn họ xuất hiện thêm mấy trăm thậm chí là mấy ngàn ma pháp sư hay hắc võ sĩ, sao có thể rơi vào tay tiểu tử này. Trưởng lão hắc ám giáo đình sao? Mạc Phàm cười. Thế nào, tiểu tử, làm trưởng lão hắc ám giáo đình của chúng tôi, cậu sẽ có những tài phú người khác không thể tưởng tượng. Nếu cậu dâng động thiên này, tận tâm làm việc cho hắc ám giáo đình, tôi có thể khiến cậu trở thành người đại diện của hắc ám giáo đình ở Hoa Hạ. Lawson vinh mặt hất hàm sai khiến nói, tựa như tiền bối chỉ dạy hậu bối. Nếu mang mọi thứ quay về, ông ta có thể từ trưởng lão thành giáo chủ, cho Mạc Phàm làm người đại diện chỉ là một câu nói. Mạc Phàm vẫn lắc đầu, chậm rãi đi về phía Lawson. Chỉ là người đại diện ở Hoa Hạ thôi sao? Trưởng lão hắc ám giáo đình, đã muốn lấy lòng hắn, xem ra hắn bị xem thường rồi. Tiểu tử, cậu đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu ra tay với đệ tử của tôi vốn có thể diệt cậu. Lawson nhíu mày, lạnh lùng nói. Nếu không phải Mạc Phàm đạt được động thiên này, tránh để Mạc Phàm hủy diệt động thiên, ông ta đã chẳng thèm nói chuyện với Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm dám phản kháng ông ta chỉ có thể giết chết Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ mới 20 tuổi, cùng lắm là đến trúc cơ, cho dù là cấp bậc tiên thiên, cũng phải chết trước mặt ông ta. Diệt sao? Mạc Phàm cười khinh thường. Tối hôm trước có cao thủ thần điện muốn mời tôi gia nhập thần điện, bị tôi từ chối rồi. Sau đó thì sao? Lawson không quan tâm lắm nói. Sau đó ông ta đã chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, ý của cậu là cậu không chịu giao động phủ ra sao? Ánh mắt Lawson phát lạnh, lạnh lùng nói. Ông không có tư cách bảo tôi giao ra, nhưng nếu ông đã đến đây rồi, chỗ tôi còn thiếu một con gà, tuy là gà trống tây, nhưng cũng tạm thông qua, là ông vậy. Mạc Phàm cười mỉa nói. Hắn đạt được trang viên này, tất nhiên sẽ khiến không ít người mơ ước, vậy thì giết một con gà dọa đám khỉ đó thành thật trước. Cái gì? Lawson hơi híp mắt. Âm lệ trong mắt dày đặc hơn nhiều. Một tiểu tử Hoa Hạ, vậy mà coi ông ta là gà, chuyện như vậy chưa từng có, nhất là tiểu tử ít tuổi như thế. Tiểu tử, cậu cho rằng cậu giết được tôi sao? Lawson lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười nhạt, ba đại trưởng lão của thần điện đều chết, một trưởng lão hắc ám giáo đình, hoàn toàn không biết cái gọi là không biết sống chết. Giết ông dễ như làm thịt gà, nhất là ở đây. Trận linh đã được hắn luyện hóa. Nơi này là địa bàn của hắn, toàn bộ trận pháp ở đây cũng bị hắn khống chế. Người đàn ông trước mặt hắn không khác gì con gà, thậm chí còn không bằng con gà. Ý niệm của hắn vừa động, không cần cử động, chỉ cần một câu, cửa đá rầm rầm đóng lại. Trong động thiên có một đại thủ linh khí, to khoảng chừng một tòa núi nhỏ, như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Lawson. Tảng đá dưới chân Lawson như còn sống, dài ra từ trên mặt đất, bao quanh Lawson ở trong. Lawson nhíu mày, lập tức giãn ra. Tiểu tử, cậu đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy tôi chỉ có thể tiễn cậu một đoạn, cậu cảm thấy cậu nắm nơi này trong tay, là có thể giữ tôi ở lại sao, cậu nghĩ quá đơn giản rồi, cho dù cậu giết trưởng lão thần điện, đấu với tôi cũng chỉ có đường chết. Lawson lộ ra hàm răng trắng bóng, cười âm hiểm nói. Ông ta vừa nói xong, sau lưng ông ta, một đôi cánh như cánh rơi xuất hiện vươn ra,
hắc khí khiến người ta chán ghét lập tức bao quanh ông ta. Hắc khí này vừa xuất hiện, đại thủ đè về phía ông ta lập tức xuất hiện vết rạn màu đen như mạng nhện. Chỉ trong phút chốc, đại thủ vỡ thành mảnh nhỏ, biến mất trong không khí. Mạc Phàm nhớn mày, lộ ra chút bất ngờ. Ám hắc nhất tộc. Lawson nhớn mày, lộ ra chút bất ngờ. Tiểu tử này không nhiều tuổi, không chỉ có chút bản lĩnh, kiến thức cũng không ít, vậy mà biết ám hắc nhất tộc của ông ta. Tiểu tử, cậu biết nhiều thật, nhưng đã muộn rồi. Lawson cười mỉa nói, dưới chân khẽ động, tảng đá dưới chân bao lấy ông ta bị nghiền nát. Khi nói chuyện, bốn cái răng nanh xuất hiện trong miệng ông ta. Mạc Phàm cười khẽ, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Ma tộc có rất nhiều chủng loại, trong đó phần lớn là quang minh nhất tộc, ví dụ như thiên sứ, kỵ sĩ, đều thuộc quang minh nhất tộc. Tử vong nhất tộc, u hồn như vong linh pháp sư, ác linh vương và ác linh là tử vong nhất tộc. Ngoại trừ hai tộc này ra, còn có ám hắc nhất tộc. Thú tộc, vampire tộc cùng với ác ma đều là ám hắc nhất tộc. Người này hẳn là ám hắc nhất tộc, nói một cách chính xác là nửa ám hắc nhất tộc, huyết mạch ám hắc nhất tộc trên người ông ta yếu hơn rất nhiều, kém xa người ám hắc nhất tộc yếu nhất hắn gặp. Tiểu tử, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, thần phục tôi, hay bị tôi hút sạch máu trên người cậu, máu của cậu rất ngon đây. Lawson liếm môi, cười gằn nói. Nếu tiểu tử này không biết điều, ông ta sẽ hút sạch máu trên người tiểu tử này. Mạc Phàm làm như không nghe thấy. Đi tới nơi cách Lawson 3 mét thì dừng lại. Đúng rồi, trưởng lão thần điện mà tôi giết tên là U Hồn, lúc trước còn có tổ chức muốn mạng tôi, chỉ cần giết tôi sẽ như trưởng lão này, kết quả mọi người chết hết, ông cũng sẽ chết, không khác gì con gà. Cái gì? Tươi cười trên mặt Lawson cứng đờ, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Sao ông ta có thể không biết U Hồn, trưởng lão số 1 của thần điện, chết cùng ông ta còn có nhị trưởng lão Titan, tam trưởng lão Syndra. Ba người này đều chết trong tay Long Vương Long Tổ. Còn chuyện thứ hai Mạc Phàm nói, Thanh Bang hạ Thanh Long lệnh, trút sát Mạc Đại Sư Đông Hải Hoa Hạ, kết quả không công mà lui. Tiểu tử này là nhân vật chính hai chuyện đó, vậy chẳng phải là... Mắt Lawson mở to, tràn đầy vẻ khó tin. Long Vương và Mạc Đại Sư là thần y Đông Hải. Không. Sắc mặt Lawson thay đổi, nhanh chóng chạy đến cửa đá. Đi sao, muộn rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hoa sen nở ra, ác linh vương mặc chiến giáp màu xanh đen, cầm cự kiếm hàn băng đi từ trong ra. Cự kiếm hàn băng được ác linh vương giơ lên cao, xẹt qua dấu vết màu xanh trong không trung, giống như trong không khí có một khe hở, nhanh chóng lan tràn đến chỗ Lawson. Rầm, cơ thể Lawson như tượng đất bị đánh nát, bị một kiếm chém thành mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ còn chưa rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên hình dạng thay đổi, biến thành trăm con rơi. Hốt hoảng bay về bốn phương tám hướng. Ông ta chỉ là ngũ trưởng lão trong 12 trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình, thực lực còn không bằng U Hồn, Mạc Phàm có thể giết ba đại trưởng lão của thần điện, tuyệt đối không phải người ông ta có thể đối phó. Nếu biết Mạc Phàm là Long Vương, Mạc Đại Sư, ông ta chắc chắn không dám tới nơi này. Mạc Đại Sư, tôi vô ý mạo phạm, chỉ cần cậu thả tôi rời đi, Hắc Ám Giáo Đình chúng tôi tuyệt đối không là địch với cậu. Một con rơi trong đó đứng ở chỗ cũ khẩn trương nói. Các ông từ bỏ linh tuyền rồi sao? Mạc Phàm cười nói. Con rơi liếc mắt nhìn linh tuyền cách đó không xa một cái, trong mắt đều là không cam lòng. Đồ của Mạc Đại Sư, chúng tôi không dám cướp đoạt. Vậy cũng đi chết đi, nếu vào đây rồi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu để người này rời đi... Chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ động thiên của hắn có thể vào bất cứ lúc nào sao? Còn nữa, kéo dài thời gian ở trước mặt tôi, không có bất luận ý nghĩa gì đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói tiếp. Vẻ mặt con rơi kia hơi đổi, ông ta ở lại đàm phán với Mạc Phàm, là muốn kéo dài thời gian, ai biết bị Mạc Phàm nhìn thấu. Cậu nhìn thấu thì thế nào, đợi cậu bắt được tôi rồi nói sau. Chỉ cần những con rơi của ông ta chạy đến núi rừng trong động thiên. Cho dù là Mạc Đại Sư cũng không làm gì được ông ta. Dù chỉ còn một con sống sót, chỉ cần đủ huyết dịch, ông ta vẫn có thể khôi phục trạng thái hiện giờ. Ông ta dựa vào thần thông này, tránh được nhiều lần đuổi giết. Mạc Đại Sư có năng lực làm gì ông ta? Lawson vừa nói xong, thân hình hóa thành hạt cát màu đen, biến mất trong không khí. Con rơi đang bay ở xung quanh, tốc độ nhanh hơn nhiều.
Mạc Phàm cười khẽ, một tay vươn ra, ngón tay sáng lên, Chu Tả kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tôi nói rồi, giết ông dễ như giết gà, chảm. Răng rắc một tiếng, tiếng sấm chấn đắc khiến màng tai người ta đau nhức. Chu Tả kiếm kéo về thật dài, như tú hoa châm không ngừng phát ra tiếng sấm, bay về phía những con rơi kia, trong giây lát liền đuổi theo một con rơi. A a a, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một con rơi bị tú hoa châm sâu thành chuỗi như xe chỉ luồn kim. Chỉ trong phút chốc, trên trăm con chỉ còn một. Mạc Phàm, cậu dám giết tôi, đợi Hắc Ám giáo đình chúng tôi trả thù đi. Con rơi này giận dữ hét. Ông ta sống trăm năm, có khi nào bị ép đến nước này, cho dù gặp thẩm phán giáo đình và thẩm phán thần điện, ông ta cũng chưa từng như vậy. Đến Hoa Hạ, lại bị một tiểu tử Hoa Hạ ép đến đường cùng. Nói vậy, sau này trên địa cầu không còn Hắc Ám giáo đình nữa rồi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Một Hắc Ám giáo đình mà thôi, nếu tới, hắn không ngại có thêm một thế lực trên địa cầu bị diệt. Hắn vừa nói xong, Chu Tả kiếm chấp lóe lôi quang, tốc độ tăng mạnh. Bùm, một con rơi cuối cùng bị đâm thủng. Mạc Phàm không thèm nhìn những con rơi đó, ý niệm vừa động, một chuỗi thi thể con rơi trên Chu Tả kiếm bay về phía Ác Linh Vương. Ném ra ngoài đi. Mạc Phàm ra lệnh. Có những con rơi này, mới có thể trấn nhiếp một số người một đoạn thời gian. Dạ, chủ nhân. Cửa đá mở ra, trọng giáp trên người Ác Linh Vương biến thành tây trang, cầm lấy Chu Tả kiếm đi ra ngoài. Ác Linh Vương rời đi, Mạc Phàm nhìn trên không động thiên. Xuất hiện đi. Một đám trận bàn cổ đồng, xuất hiện trên bầu trời động thiên, có tổng cộng 2 tầng. Tầng ngoài khống chế trang viên bên ngoài động thiên, bên trong là trung tâm động thiên. Hắn nhìn chăm chú trận bàn một lát, ý niệm vừa động. Ra đi. Chủ nhân. Trận linh lúc trước biến mất cung kính xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm. Hai tay Mạc Phàm nhanh chóng vũ động, một đám phù văn bay về phía trận linh, biến mất vào trong cơ thể trận linh. Những phù văn vừa biến mất vào trong cơ thể trận linh, cái trận bàn lớn nhất trong trận bàn trên bầu trời sáng lên, kim tuyến nối liền các trận bàn lúc trước đứt đi, từng sợi kim tuyến mới dựa theo quỹ tích khác nhau nối liền với các trận bàn khác. Lực hút không ngừng đoạt linh khí xung quanh lúc trước cũng biến mất, linh khí nồng đậm trong động thiên lan tràn ra xung quanh trang viên. Chỉ trong phút chốc, trên không trang viên bị một vùng xương trắng bao trùm, thực vật bên trong cũng tươi tốt hơn nhiều, hoàn toàn không còn bộ dạng sinh cơ điêu linh như trước. Lúc trước trong căn biệt thự này, ở không lâu sẽ bệnh nặng, nếu thân thể không tốt, còn tử vong. Hiện giờ sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Mạc Phàm liếc mắt nhìn trận pháp đã sửa xong một cái, gọi điện cho Mộc Phong Nhạc, bảo người ta thu dọn bên ngoài trang viên một phen, để sau này có người ở. Làm xong những chuyện này, hắn nhìn về phía linh tuyền trong hồ. Hắn đã dừng ở trúc cơ hậu kỳ lâu lắm rồi, đã đến lúc tiến về trước một bước nữa. Hiện giờ hắn có thể vô địch trên địa cầu hay không, hắn không biết, cho đến bây giờ mục tiêu của hắn không chỉ ở địa cầu. Nếu không có thực lực cường đại, đối mặt với hắn chỉ là hủy diệt dữ dội hơn. Hắn đi đến bên cạnh linh tuyền, ngồi khoanh chân, mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn khẽ hút, như nuốt trôi biển rộng, linh khí tràn đầy xung quanh lập tức tụ tập về phía cơ thể hắn. Linh tuyền như suối phun bên cạnh hắn cũng cao hơn rất nhiều. Hắn khẽ phun ra, linh tuyền rơi xuống, linh khí nồng đậm như bị đại thủ đẩy ra, lùi về sau. Trong thời gian hít thở một hơi, linh khí trong cơ thể hắn tăng gấp đôi. Lại hô hấp một lần, linh khí trong cơ thể hắn lại tăng gấp đôi. Sắc mặt Mạc Phàm hơi đổi, phải biết rằng nếu trong cơ thể có quá nhiều linh khí, thả ra muộn, không chỉ nguy hiểm nổ tan xác, còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Linh khí trong cơ thể hắn là linh khí gấp 3 bình thường, đổi lại là người bình thường đã sớm nổ thành mảnh nhỏ, linh khí khủng bố như vậy còn chưa thể khiến cửu chuyển hỗn nguyên công nhị chuyển, chuyện này vượt xa tưởng tượng của hắn. Xem ra cửu chuyển hỗn nguyên công không đơn giản như hắn nghĩ. Vừa kinh ngạc hắn cũng hơi vui vẻ. Nếu quá dễ dàng, vậy không phải là cửu chuyển hỗn nguyên công công pháp thần cấp trong truyền thuyết. Vẻ mặt hiếm khi hắn nghiêm trọng, trên người nở rộ ánh sáng ngũ sắc. Thần thức cũng vận chuyển tới cực hạn. Lần thứ 3, cửu chuyển hỗn nguyên công vẫn không có phản ứng. Lần thứ 4, vẫn trước sau như một. Lần thứ 5, hắn nhíu mày. Lần thứ 7, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, cho dù hắn có kim cương bất diệt thể, thần thức lại vượt qua cao thủ tiên thiên,
cũng có chút không chịu nổi. Linh khí gấp 8 lần bình thường, cho dù ở tu chân giới cũng không có người dám mạo hiểm như thế, dung nạp nhiều linh khí trong cơ thể mình như vậy. Lần thứ 8, vết rạn xuất hiện trên màn sáng ngũ sắc của hắn, càng ngày càng nhiều, cửu chuyển hỗn nguyên công vẫn không thay đổi. Vậy lần 9 đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, lại khẽ hút. Nếu đã thử 8 lần rồi, còn ngại gì thử lần nữa? Răng rác, cuối cùng cánh tay hắn không chịu nổi gánh nặng, xương cốt nứt ra trong chớp mắt. Cũng đúng lúc này, cửu chuyển hỗn nguyên công không nhúc nhích chút nào, tựa như một cái cối xay cuối cùng cũng chuyển động. Cửu chuyển hỗn nguyên công nhị chuyển, cuối cùng cũng thành. Mạc Phàm hơi vui vẻ nói. Lúc Mạc Phàm tu luyện trong động thiên, Giang Nam đã ồn ào như mưa bão. Trang viên Viên gia mà Lâm gia nhìn chăm chú 10 năm, bị một tiểu tử vô danh ra tay cướp một cách dễ dàng, thậm chí Lâm Khuynh Thiên đại thiếu Lâm gia thiếu chút nữa chết trong tay tiểu tử vô danh. Chuyện này như ném mấy chục tấn dầu hỏa vào trong núi lửa sắp thức tỉnh. Lawson trưởng lão Hắc Ám giáo đình vào trong trang viên, chỉ có mấy trăm con rơi ném ra. Một cử động, lại ném mấy chục tấn thuốc nổ vào trong núi lửa. Y bình thường không biết những con rơi đó là gì, nhưng không là bí mật gờ trong mắt rất nhiều người. Hắc Ám giáo đình, vậy mà tiểu tử vô danh kia giết người của Hắc Ám giáo đình. Tuy núi lửa còn chưa bùng nổ, nhưng cả Giang Nam có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng đậm. Trong tòa nhà theo kiến trúc châu Âu ở đường Phổ Giang Giang Nam, một người đàn ông đứng trên sân thượng, cầm ly rượu vang trong tay, trong con ngươi màu lam lóe lên lam quang, nhìn chằm chằm trang viên Viên gia ở xa. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mái tóc vàng, thân thể cao lớn uy vũ, vừa nhìn liền biết thuộc loại vô cùng có khí lực. Phía sau anh ta là một người đàn ông thấp gầy, cao khoảng gần 1m5, cầm một chai rượu vang hầu hạ. Một cao một thấp, một chủ một nô, hình thành đối lập rõ ràng. Uyêu, cậu cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Người đàn ông cao lớn uống một ngụm rượu vang, hỏi. Chủ nhân, chúng ta có thể không cần làm gì, Lâm gia đã bắt đầu ra tay, chúng ta chỉ cần đợi chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được, nhưng nếu tiểu tử kia dám giết trưởng lão Lawson, vậy không thể tha cho cậu ta, đương nhiên tên tiểu tử kia sống hay chết, phải xem ý của chủ nhân rồi. Uyêu nịnh nọt nói, không quên vỗ mông ngựa. Uyêu, cậu quá coi thường tên tiểu tử kia rồi, tên tiểu tử kia không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Người đàn ông cao lớn nheo mắt lại, cười nói. Anh ta mở miệng nói như vậy, nhưng trong con ngươi màu làm tràn đầy vẻ đắc ý. Một tên tiểu tử dám giết người của Hắc Ám giáo đình bọn họ, để cậu ta sống mới được sống, để cậu ta chết phải chết. Chủ nhân dạy rất phải, chủ nhân chuẩn bị làm gì bây giờ? Uyêu vội vàng cúi đầu. Rồi thêm trận lửa bên ngoài Lâm gia nữa. Trong mắt người đàn ông cao lớn chớp lóe lam quang, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly. Dù sao có Lâm gia ở đây, sao có thể không lợi dụng một phen. Tầng cao nhất trong tòa nhà cao nhất tỉnh Giang Nam, từ nơi này có thể quan sát tất cả phong cảnh ở tỉnh Giang Nam, ngẩng đầu liền thấy mặt trời, mặt trăng. Hiện giờ trên tầng này có đặt một bàn ăn, xung quanh có mấy nhân viên mỹ nữ đang phục vụ. Bên cạnh bàn ăn, Lâm Thiên Phong và một lão giả ngồi đối diện nhau, đang hưởng dụng đồ ăn đầu bếp 7 sao nấu. Quỷ lão, ông thấy Mạc Đại Sư Đông Hải thế nào? Lâm Thiên Phong khách sáo nói. Đối với vị cao thủ đứng thứ 5 trên hắc bảng, cho dù là ông ta cũng phải cẩn thận cung kính. Quỷ lão đang hưởng dụng một phần gan ngỗng hoàng kim, không nâng mí mắt một chút nào. Chỉ là thằng nhãi danh mà thôi, không cần quan tâm. Mới cứng thì dễ bẻ, nhanh thì dễ gãy. Theo ý ông ta, một đứa bé chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm đến vị trí thứ 9 trên hắc bảng nhanh như vậy, sẽ suy tàn với tốc độ nhanh thôi. Có lẽ không cần ông ta ra tay, cũng có những người khác ra tay. Tiểu tử này không đơn giản như vậy, theo tôi được biết, hình như cậu ta có quan hệ với Long Tổ, Long Vương giết chết 3 đại trưởng lão của thần điện mấy hôm trước, có khả năng là cậu ta. Trong lòng Lâm Thiên Phong vui vẻ, nhưng vẫn nói. Nếu cậu nói về U Hồn, vậy tôi nói cho cậu biết, tiểu tử U Hồn kia là vong linh ma pháp, còn do tôi chỉ điểm cậu ta, cậu thấy tên tiểu tử kia đáng sợ bao nhiêu? Quỷ lão khinh thường nói. Cái gì? Lâm Thiên Phong khiếp sợ, tựa như bị điện giật. Thực ra pháp thuật của U Hồn là do quỷ lão chỉ điểm, vậy chẳng phải quỷ lão mạnh hơn U Hồn rất nhiều sao? Yên tâm đi, đợi tên tiểu tử kia vừa xuất hiện,
tôi sẽ để cậu biết, thứ năm hắc bảng là thứ năm, thứ chín hắc bảng chỉ có thể là thứ chín. Quỷ lão dùng khăn lau miệng, nói. Mạc Phàm trốn ở trong động thiên viên ra, ra tay ở trong đó rất dễ phá hủy đồ bên trong. Linh tuyển kia rất quan trọng đối với ông ta, để tên tiểu tử kia sống lâu vài ngày đi. Tiểu tử này vừa xuất hiện, chính là lúc ông ta ra tay. Cảm ơn quỷ lão đã giúp đỡ. Lâm Thiên Phong vội vàng nói. Lúc trước ông ta còn lo lắng quỷ lão không phải là đối thủ của Mạc Phàm, quỷ lão vừa nói như vậy, ông ta yên tâm hơn nhiều rồi. Xem ra đứng thứ 9 hắc bảng khác thứ 5 rất xa. Tôi đi trước, ngoài chuyện đối phó tiểu tử kia, cậu cứ việc làm đi, tiểu tử kia thì giao cho tôi. Quỷ lão vô cùng tự tin nói, từ đầu đến cuối, không để Mạc Phàm vào mắt. Giọng nói mới vang lên, quỷ lão biến mất ở trong phòng ăn. Ở đây, bao gồm cả Lâm Thiên Phong đều sửng sốt. Tòa nhà cao hơn 500 mét, một người sống cứ biến mất như vậy, quỷ lão không hổ là quỷ lão. Rất lâu sau Lâm Thiên Phong mới lấy lại tinh thần, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta. Mạc gia, đợi đó, đồ của Lâm gia không dễ lấy như vậy đâu. Trong động thiên viên gia, Mạc Phàm ngồi xuống không biết trôi qua bao nhiêu ngày. Theo cối xay chậm rãi chuyển động, linh khí gấp 10 lần chậm rãi bị nghiền nát, hóa thành linh khí tinh thuần nhất tiến vào linh đài của hắn. Trong linh đài của hắn, mỗi một đạo linh khí tiến vào, thổ nhưỡng dưới đạo cơ lại rộng hơn nhiều. Lúc thổ nhưỡng này gấp đôi lúc trước, thổ nhưỡng dưới đạo cơ như một con đê lan tràn ra xa trong nước biển không giới hạn. Tận cùng con đê, trong biển lớn mênh mông có một mảnh đất chậm rãi nổi lên mặt biển, một tòa đạo cơ mới dần dần thành hình. 20 ngày sau, một khắc trước trong động thiên còn vô cùng yên tĩnh, ngay sau đó bất chợt chấn động. Linh khí nồng đậm như nước biển dâng lên không báo trước, tụ tập xung quanh Mạc Phàm ở giữa động thiên. Không lâu sau, linh khí như một con đại long phát ra tiếng gào thét, vờn quanh Mạc Phàm, nhanh chóng bành trướng biến to. Linh khí dị thường rằng co khoảng một tiếng. Dầm một tiếng, lôi điện và ngọn lửa nổ tung trên người hắn, lôi điện và ngọn lửa như hai bàn tay to, không để linh khí cự long phản kháng, nắm lấy linh khí cự long kéo vào trong cơ thể hắn, biến mất vô hình, xung quanh quay về yên tĩnh. Thân thể Mạc Phàm khẽ run lên, mở mắt. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua thức hải, hai tòa đạo cơ trong linh đài xông thẳng tận trời, ở giữa là hỏa, xung quanh là lôi, một hỏa một lôi phiếm ánh sáng màu tím, chiếu rọi lẫn nhau. Đạo cơ thành đôi, cuối cùng cũng tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hắn cười khẽ, một tay vươn về phía trước, khí binh ngọn lửa chấn nhiếp tâm hồn người ta xuất hiện trong tay hắn, thiêu đốt hừng hực, sắc bén bức người, không hề kém pháp bảo của hắn. Trước kia hắn muốn ngưng tụ khí binh, nhất định phải dùng pháp khí, pháp bảo hay không khí kỹ, linh khí ngoại phóng cũng chỉ có thể khống chế phạm vi rất nhỏ. Hiện giờ sao, hắn đã đến cảnh giới tiên thiên, khí binh giơ tay là đến. Thực lực tăng mạnh không thể nghi ngờ. Không chỉ thực lực tăng mạnh, hắn có thể sử dụng rất nhiều y thuật, hắn cũng có thể luyện chế nhiều đan dược, dược dịch hơn. Hắn giơ tay tán đi khí binh, rời khỏi động thiên. Hắn bế quan lâu như vậy, không biết bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.